Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 31. Đối với chuyện này, Diệp Phàm tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này gây sự làm ồn ào vốn định nhân cơ hội này xử lý Chu Trường Hà. Tuy nhiên nhìn từ phương diện khác, Cổ Bảo Toàn lại kiêng kỵ hắn, điểm này Diệp Phàm tuyệt đối không nhìn thấy cũng tuyệt đối không nghĩ đến. Bởi vì hắn tạm thời quên mất từ công cao sẽ làm chủ ngại, xuất phát từ coi trọng của Phó Chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên đối với Diệp Phàm, lại càng khiến Cổ Bảo Toàn mơ hồ lo lắng. Đây đương nhiên không phải là dấu hiệu tốt. Cổ Bảo Toàn dần dần nhìn thấy Diệp Phàm đã mơ hồ ảnh hưởng đến quyền lực của mình, cuộc sống sau này của Diệp Phàm đoán chừng có chút khổ sở rồi. Bí thư Cổ, đồng chí Diệp Phàm làm sao vẫn chưa tới? Công tác tản mạn như vậy, để chúng ta đợi gần nửa giờ rồi. Ngọc Nhã Chi cau mày hỏi. Chương 563, chuyện do ai làm? Mới vừa rồi gọi điện thoại nói là đã sắp tới thị trấn Nam Khê, tôi cũng lấy làm kỳ quái, đã nửa giờ sao còn sắp tới, không phải là có chuyện làm lỡ không biết. Cổ Bảo Toàn nói xong quay sang thư ký Ngô Kỳ Thắng. Anh gọi điện thoại hỏi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu như không có chuyện gì gọi hắn lập tức gấp trở về, tất cả mọi người đều bận không chờ mãi được. Ngô Kỳ Thắng vừa lấy điện thoại ra thì điện thoại của Vệ Sơ Tinh vang lên, điện thoại của Phí Mặc và Chu Trường Hà cũng vậy, cả ba người đều đi ra khỏi phòng họp để nghe. Chủ tịch huyện vệ, tôi là Triệu Thiết Hải ở Cục Công an. Lúc xe sắp đến chỗ eo ma quỷ của thôn Nghiêu Bình ở Nam Khê thì bị xe đụng vào. Triệu Thiết Hải mới nói đến đây thì Vệ Sơ Tinh thất thanh hỏi. Chủ nhiệm Diệp có chuyện gì không? Vì cứu người nên hắn bị thương nhẹ, hai người cấp dưới của tôi có thể bị gãy xương đùi. Hiện giờ chúng tôi vừa bắt một chiếc xe chạy tới bệnh viện huyện. Triệu Thiết Hải ra vẻ bực bội. Người gây ra họa là ai? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vệ Sơ Tinh chấn động, cảm giác trong chuyện này có chút gì uẩn khúc. Một chiếc xe tải hiệu Giải Phóng đâm vào. Lái xe sặc mùi rượu, chắc là say xỉn nên mới đâm vào, cục trưởng Lô đã tự mình chạy đến. Triệu Thiết Hải nói. Cùng lúc, Phí Mặc nói qua điện thoại. Đồ cầu tài vô dụng, một chút chuyện nhỏ cũng không làm được, nuôi các ngươi còn có tác dụng gì, hừ. Chu Trường Hà lại càng trầm mặt. Không bị gì thì có tác dụng gì, chẳng qua chuyện này có chút kỳ quái, rốt cuộc là người nào làm. Trong phòng vệ sinh. Chu Trường Hà nhìn quanh thấy không có ai liền hỏi. Lão Phí, anh xem chuyện này là có người ra tay không? Có khả năng, cũng có thể là trùng hợp. Nếu như là cố ý thì anh nghĩ xem là người nào. Phí Mặc nói khẽ, sắc mặt trông rất khó coi. Ai làm nhỉ? Chu Trường Hà lẩm bẩm rồi đột nhiên run bắn lên, tiểu cả vào quần. Đồ vô dụng, chỉ mới vậy đã vãi đái cả quần, uổng công mình xem trọng, hừ. Phí Mặc thấy bộ dạng thất thần của Chu Trường Hà thì khinh thường thầm mắng, chậm rãi nói. Lão Chu, có lẽ là chúng ta đa tâm thôi. Chuyện tai nạn xe cộ giờ nhiều lắm, chỉ là chuyện lần này có chút đúng dịp thôi. Chẳng qua, chúng ta cũng phải chú ý, đừng để cho người ta chụp mũ. Hừ, ngoại trừ Ngọc gia, Tiếu gia, Tạ gia thì còn có người nào? Mẹ kiếp, toàn người có tâm, chờ xem. Chu Trường Hà khẽ run giọng. Lúc này mới phát hiện tiểu cả ra quần. Y đỏ bừng mặt, vội vàng lấy khăn giấy ra chùi, vẻ mặt lúng túng liếc trộm Phí Mặc thấy y hình như không thấy liền cài lại quần rồi ra ngoài. Chờ cái rắm, nước ngập đến cổ rồi còn muốn thoát thân, xem ra phải tìm người khác hợp tác rồi, lão Chu lần này đoán chừng không qua. Nhìn bóng lưng của Chu Trường Hà, Phí Mặc lẩm bẩm. Các anh tới bệnh viện trước để kiểm tra đi. Vệ Sơ Tinh nghe xong cúp điện thoại rồi vội vàng bước vào phòng họp. Cổ Bảo Toàn sau khi nghe thông báo thì khẽ liếc mắt đảo qua toàn phòng họp, trùng hợp Phí Mặc và Chu Trường Hà cũng liếc mắt. Chỉ chốc lát sau tất cả các thường vụ đều biết chuyện đồng chí Diệp Phàm bị thương nhẹ. Phí Mặc trầm mặc một chút rồi mở miệng. Bí thư Cổ, đồng chí Diệp Phàm đã bị thương nhẹ, chúng ta chắc phải cử đại diện đi bệnh viện an ủi. Đồng chí Diệp Phàm đã có cống hiến không nhỏ vì sự phát triển của khu kinh tế Lâm Tuyển chúng ta, hội nghị thường vụ hôm nay chắc cũng phải biểu thị một chút. Đúng là lộn xộn. Vẻ mặt Chu Trường Hà nghiêm túc hừ một tiếng, quay sang Bí thư Ủy ban Chính pháp Vương Sương Nhiên. Bí thư Vương, tôi thấy cảnh sát giao thông huyện chắc phải tăng cường kiểm tra, uống rượu say còn để lái một chiếc xe tải nặng gần 10 tấn, may là lần này đồng chí Diệp Phàm không xảy ra chuyện gì lớn. Nếu như là chạy đến chỗ đông đúc như thị trấn Nam Khê thì không biết còn gây ra hậu quả gì khác.
Hơn nữa đồng chí Diệp Phàm còn có việc chưa tra rõ ràng, chuyện này có phải cố ý hay không, tôi thấy chắc phải để đồng chí Lô Vĩ bên cục công an điều tra xem. Chu Trường Hà rõ ràng cũng có một tâm tư như Phí Mặc, đó là muốn khuấy loạn hội nghị thường vụ hôm nay. Cố ý cái rắm, đến lúc này còn muốn đem chất thải chút lên người đồng chí Diệp Phàm, tuy nhiên Chu Trường Hà nói cũng có lý, chuyện này thật sự có ẩn khúc. Biết đâu Chu Trường Hà lại vừa ăn cướp vừa la làng, ngay cả ánh mắt của vệ sơ tinh cũng liếc qua Chu Trường Hà đầy ngụ ý. Không có chuyện gì, đồng chí Diệp Phàm nói chỉ bị thương nhẹ, sau khi băng bó sẽ lập tức chạy tới, chắc chờ thêm nửa giờ nữa. Còn về chuyện tai nạn xe cộ thì dĩ nhiên phải tra đến cùng. Đồng chí Sương Nhiên, có lẽ cũng nên tăng cường công tác kiểm tra của cảnh sát giao thông, tôi thấy đồng chí Trường Hà nói không sai. Anh phải tăng cường giáo dục tư tưởng cho các đồng chí bên đội cảnh sát giao thông huyện, việc đảm bảo an toàn giao thông liên quan đến sinh mạng con người, không thể qua loa. Nhân cơ hội này cũng phải tăng cường giáo dục cho các đồng chí phải luôn luôn sát sao, nâng cao ý thức trách nhiệm, bây giờ chúng ta bàn những chuyện khác trước đã. Cổ Bảo Toàn nghiêm khắc. Hôm nay y tuyệt đối không chịu bỏ qua cơ hội tốt để hạ Chu Trường Hà, cho dù đồng chí Diệp Phàm không đến thì đoán chừng Cổ Bảo Toàn vẫn mở hội nghị. Chuyện này đương nhiên không thể kéo dài, dây dưa chỉ sợ có biến, hơn nữa tâm tư đám thường vụ ngồi đây cũng biến ảo không chừng. Biết đâu chỉ đến ngày mai sẽ có thay đổi, Cổ Bảo Toàn kéo không nổi còn Chu Trường Hà và Phí Mặc dĩ nhiên muốn trì hoãn để tìm kế. Nửa giờ sau Diệp Phàm xuất hiện trong phòng họp hội nghị thường vụ huyện. Ngồi đi, có thể chịu được không? Cổ Bảo Toàn có vẻ thân thiết, hỏi. Được, chỉ có cánh tay trái bị đau, không có đả thương đứt gân cốt. Vết thương ngoài ra chỉ mấy ngày là khỏi. Diệp Phàm giả bộ dễ dàng, liếc qua Phí Mặc và Chu Trường Hà, thầm nghĩ, tai nạn lần này cũng quá trùng hợp, trên đời chẳng lẽ thật có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như có sự cố thì ai là người không muốn thấy mình xuất hiện ở hội nghị, chẳng lẽ đúng là Phí Mặc hoặc Chu Trường Hà làm, tuy nhiên nếu làm vậy chẳng khác lại ông tôi ở bụi này rồi, nhưng nếu không phải vậy thì là ai? Đúng là khó đoán. Vậy thì bắt đầu đờ. Đồng chí Diệp Phàm, tôi đại biểu tổ chức nói chuyện với anh, tất cả đều có biên bản, hy vọng anh nói sự thật không giả dối. Sắc mặt Cổ Bảo Toàn đặc biệt ngưng trọng, cả phòng họp nhất thời yên tĩnh, mọi người đều ngồi thẳng người lên. Tôi biết. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đồng chí Trường Hà, anh hỏi đi. Cổ Bảo Toàn bảo Chu Trường Hà có thể bắt đầu. Đồng chí Diệp Phàm, chuyện phát sinh ngày hôm qua chắc hẳn anh cũng đoán là chuyện gì. Theo điều tra của Ủy ban Kỷ luật huyện, anh một mình vận dụng khoản tiền mà những người hảo tâm quyên tặng để sửa đường cho khu kinh tế Lâm Tuyền, hơn nữa con số rất lớn, đạt tới 2.000 vạn. Đây là chuyện phạm pháp, khoản tiền lớn như vậy đủ để anh chết vài lần. Các vị ngồi đây cũng biết, huyện Ngư Dương chúng ta là một huyện lớn, nhân khẩu toàn huyện đạt đến 70 vạn, thu nhập bình quân chỉ mấy trăm đồng trên đầu người. Tài chính một năm của huyện thu vào tối đa cũng chỉ hơn 4.000 vạn. Con số 2.000 vạn tương đương với một nửa thu nhập từ thuế sau khi đã nộp lên trên của huyện chúng ta. Đồng chí Diệp Phàm, làm sao anh giải thích chuyện 2.000 vạn? Chu Trường Hà nói năng đanh thép, nào là một mình vận dụng công khoản, phạm pháp, mục đích đơn giản là để kích động các thường vụ đang ngồi đây liên hiệp tấn công. Khoản này đúng là tôi vận dụng, hơn nữa trước đó cũng không tiết lộ cho các đồng chí ở khu kinh tế Lâm Tuyền. Không phải tôi không muốn tiết lộ mà chủ yếu là sợ lộ phong thanh, trong đó còn liên quan đến một số người. Diệp Phàm trả lời nghiêm túc, liếc qua Tiếu Tuấn Thần. Như vậy không thể coi là trả lời, tôi nghĩ các thường vụ đang ngồi đây đều là lãnh đạo trọng yếu, anh có gì không thể nói ra còn vòng vo làm gì. Liên quan đến người nào, chuyện ra làm sao, hy vọng anh có thể nói rõ. Có phải anh không thể nói bởi vì biết hậu quả nghiêm trọng hay không, hừ. Nếu như vậy tôi sẽ đề nghị lần nữa thường vụ huyện đồng ý để cho Ủy ban kiểm tra tiến hành thẩm tra với anh. Tôi không hy vọng tài sản lớn của quốc gia gặp phải tổn thất lớn, các vị ngồi đây đều là người của Ngư Dương, tin tưởng rằng không ai muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Chắc anh đã gây cho quốc gia tổn thất khổng lồ nên không thể nói ra. Hừ, Chu Trường Hà lại ép tới, nghiêm giọng giống như thẩm vấn phạm nhân. Bí thư Chu, anh có ý gì? Vừa rồi tôi chưa nói là vì còn cần sự đồng ý của Bí thư Cổ và Chủ tịch Vệ, chuyện vận dụng khoản tiền tôi đã xin chỉ thị với Bí thư Cổ và Chủ tịch huyện Vệ rồi. Vì giữ bí mật, cho nên tạm thời chưa công bố ra ngoài mà thôi,
Chẳng lẽ mỗi việc tôi làm đều phải thông báo với bí thư Chu của Ủy ban kỷ luật mới được? Diệp Phàm làm cả phòng họp nhìn sau Vệ Sơ Tinh và Cổ Bảo Toàn, tin tưởng hai vị đầu sỏ sẽ đứng ra nói cho mình. Hơn nữa lời vừa rồi của hắn cũng tương đối âm độc, mơ hồ đem địa vị của Chu Trường Hà ngang hàng với Cổ Bảo Toàn, chắc chắn sẽ lưu lại một ác cảm trong lòng Cổ Bảo Toàn. Ừ, trước đó đồng chí Diệp Phàm đã xin chỉ thị tôi cũng đã đồng ý về chuyện vận dụng khoản tiền, hơn nữa cũng đã trao đổi với Chủ tịch huyện vệ. Cổ Bảo Toàn gật đầu tỏ vẻ chấp nhận, nhìn lướt qua Vệ Sơ Tinh. Không sai, đồng chí Diệp Phàm trước đó có nói chuyện về kế hoạch này. Tuy nhiên lúc đó tôi cũng bảo lưu ý kiến vì chuyện liên quan đến khoản tiền quá lớn, sau đó đồng chí Diệp Phàm đúng là đem chuyện này làm hết sức hoàn mỹ, tôi cũng không nói gì thêm. Vệ Sơ Tinh cũng nói là ban đầu không tính toán như vậy, chỉ là không phản đối thôi, xem ra vẫn còn ấm ức với đồng chí Diệp Phàm. Hỏng bét, không ngờ Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh liên hợp lại bảo vệ tiểu tử này, xem ra có chút phiền phức rồi. Chu Trường Hà và Phí Mặc đều chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì, bí thư Cổ, có thể yêu cầu đồng chí Diệp Phàm trình bày ra đây không? Chúng ta đang ở trong hội nghị thường vụ, có chuyện gì không thể nói ngoại trừ bí mật quân sự. Phí Mặc mở miệng nói với Cổ Bảo Toàn. Chương 564, tâm địa các thường vụ. Ừ, chuyện đã xong rồi thì cũng không cần phải giấu giếm gì, đồng chí Diệp Phàm nói rõ mọi chuyện cho các thường vụ đang ngồi ở đây đi. Cổ Bảo Toàn bảo Diệp Phàm. Được rồi. Vào thời gian trước sau khi tập đoàn Phi Vân Hồng Kông rút vốn thì chuyện hùn vốn của nhà máy tơ dệt thảm sợi huyện chúng ta đã bị thất bại. Chuyện này khiến cho các cán bộ công nhân viên của nhà máy lo lắng không yên, đây cũng là điều bình thường bởi vì nếu như vậy thì hoàn cảnh của nhà máy sẽ lâm vào khủng hoảng. Sau khi thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền thì huyện đem nhà máy dệt từ Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện phân cho khu kinh tế Lâm Tuyền trực tiếp quản lý. Tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để làm nhà máy hoạt động. Tuy nhiên nghĩ đủ mọi cách vẫn không xong. Sau khi nghe ngóng nhiều bên thì biết đối thủ lâu năm của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông là tập đoàn Bố Thăng đang cạnh tranh để lấy được tầng thứ 3 của tòa cao ốc Thiên Mã của tập đoàn Nam Cung Hồng Kông. Ngày hôm qua, tôi rất vất vả mới mời được đoàn khách quý của tập đoàn Bố Thăng, chủ tịch Triệu của bọn họ cũng nói đây là tổ khảo sát kiêm ký hợp đồng, sau khi khảo sát nếu thích hợp sẽ tiến hành ký hợp đồng lập tức. Ngư Dương chúng ta lúc đó có thể đem nửa mặt tiền tầng lầu thứ 3 của cao ốc Thiên Mã cho tập đoàn Bố Thăng Hồng Kông thuê lại, từ giá ban đầu là 2.000 vạn biến thành 2.200 vạn, chỉ cần qua tay đã lời 200 vạn. Đồng thời tập đoàn Bố Thăng cũng sẽ đồng ý bơm 2.000 vạn đầu tư nhà máy dệt, chúng ta hai bên đều có lợi, một công đôi việc. Nào ngờ ngày hôm qua đồng chí Chu Trường Hà không hề xin qua chỉ thị của bí thư Cổ và hội nghị thường vụ đã trực tiếp bắt tôi thẩm tra. Hơn nữa còn làm như phạm nhân dưới mấy trăm cặp mắt của các đồng chí khu kinh tế Lâm Tuyền và đoàn khách của Bố Thăng, đã vậy còn không trở về huyện mà chạy thẳng tới thành phố Phúc Xuân. Lúc ấy tôi đã đặc biệt nói rõ tầm quan trọng của đoàn khách Bố Thăng nhưng đồng chí Chu Trường Hà khăng khăng không chịu nghe, cho dù tôi phạm tội nhưng vẫn có thể làm ra cống hiến cho quốc gia, ủy ban kiểm tra có thể phái người ở bên cạnh giám thị. Sau khi chờ tôi đem chuyện hùn vốn bàn xong thì có thể đem đi, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường. Nào ngờ đồng chí ấy làm loạn, chuyện hùn vốn xem như ngâm nước nóng, đoàn khách Bố Thăng đã đi sang tỉnh Tích Ninh. Nếu như khoản tiền 2.000 vạn vì vậy mà không trở lại thì trách nhiệm hoàn toàn do đồng chí Chu Trường Hà, tôi hy vọng đồng chí Chu Trường Hà có thể trả lại sự trong sạch cho tôi, đem chuyện này làm sáng tỏ. Nếu không, tôi cứ luôn đeo tội danh sâu mọt quốc gia thì làm sao có thể an tâm công tác, cấp dưới sao có thể phục tùng. Nếu như đồng chí Trường Hà không làm sáng tỏ chuyện này tôi sẽ khiếu nại lên trên Ủy ban Kỷ luật thành phố. Diệp Phàm thao thao bất tuyệt, đem hết sự thật nói ra, hơn nữa còn đem ra tài liệu chứng thực ký kết với tập đoàn Nam Cung, ép cho Chu Trường Hà không còn đường lui. Hiện trường nhất thời yên lặng, mặt mày Chu Trường Hà tím bầm, vô cùng hối hận. Phí Mặc trầm mặt cũng không biết nghĩ gì, ngay cả Tiếu Tuấn Thần cũng đều hoảng hốt nhìn Diệp Phàm, mắng thầm, tiểu tử này đúng là ngoan độc. Ngay cả chủ ý xấu xa vậy cũng có thể nghĩ ra, nếu như vậy quả thật nắm trong tay huyết mạch của anh họ. Người này không đi buôn bán đúng là đáng tiếc, chẳng qua thương trường là vậy, Diệp Phàm làm vậy cũng không thể nói gì. Hơn nữa, người này rất có năng lực, anh họ Phi Thành vẫn không làm sao kết nối với tập đoàn Kim Thế Giới vậy mà hắn lại làm được, không biết đã dùng thủ đoạn phi thường gì. Lợi hại, xem ra sau này không thể khinh thường người này rồi. Hắn đã từ một con nghé con dần trưởng thành,
tương lai sẽ thành một con hổ thứ năm. Tiêu Tuấn Thần sợ hãi, một lần nữa nhìn qua Diệp Phàm, dường như muốn nhìn thấu sự ẩn chứa sau vẻ mặt ngây thơ của hắn. Tôi nghĩ chuyện lần này kính xin Bí Thư Chu nói rõ cho mọi người. Diệp Phàm khi vận dụng khoản tiền đã thông qua với Bí Thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ, được lãnh đạo huyện trao quyền thì mới làm, không thể nói là một mình vận dụng. Đây là vì giữ bí mật đại cục nên mới làm, Bí Thư Chu làm kiểu như vậy làm cho huyện chúng ta vào hoàn cảnh rất khó xử. Nếu đoàn khách của Bố Thăng thật sự bỏ đi thì tổn thất chính là 2.000 vạn đầu tư và 200 vạn lợi nhuận cho thuê. Hơn nữa nhìn xa hơn thì tổn thất không dừng lại ở đó. Nếu lần này tập đoàn Bố Thăng đồng ý đầu tư 2.000 vạn thì khẳng định con số đầu tư sẽ tăng theo hàng năm. Hơn nữa còn có thể thành lập cơ sở dệt ở Ngư Dương, từ đó có thể thành lập các nhà máy đi kèm, một sản nghiệp như vậy mà bị đồng chí Trường Hà phá hỏng. Ngọc Nhã Chi lại có thể bắt đầu khai pháo. Ừ, đồng chí Diệp Phàm vất vả lắm mới tạo được cục diện tốt, chỉ vì mấy chữ bắt giữ thẩm tra lại bị phá hủy. Huyện nghèo Ngư Dương chúng ta biết khi nào có thể ngóc đầu. Ai? Tiêu Tuấn Thần thở dài, biến tướng ủng hộ Ngọc Nhã Chi. Hơn nữa Tiêu Tuấn Thần rất cao minh, cũng không đem chuyện quản lý Tiếu Ngạo Xương của tập đoàn Phi Vân đang chờ ở thị trấn Lâm Tuyền đàm phán nói ra. Bởi vì nếu như để lộ ra chuyện này vậy thì nói rõ tổn thất mà đồng chí Chu Trường Hà tạo thành cũng không phải là rất lớn, cho dù Bố Thăng tuy nói đi nhưng vẫn còn có tập đoàn Phi Vân Hồng Kông tới, giảm bớt rất nhiều thiệt hại mà Chu Trường Hà gây ra, từ đó rất khó để đẩy ngã y. Lần này đồng chí Trường Hà đúng là làm việc không được. Tạ Cường cũng hùa vào. Không phải là không được mà là rất không được, Ngư Dương chúng ta muốn kéo chút vốn dễ dàng sao? Bao nhiêu công lao kéo về đến đây thì phá hỏng. Nếu bởi vì chuyện này mà mấy trăm cán bộ công nhân nhà máy sợi Ngư Dương làm ầm ĩ lên thì ai chịu trách nhiệm? Sợ không phải đến lúc đó lại phải chủ tịch huyện tôi đây ra mặt ba. Hừ, Vệ Sơ Tinh nghĩ đến đây thì bốc lửa, mặc dù đã có tập đoàn Phi Vân đền bù khuyết điểm nhưng nếu như không nhân cơ hội này bắt giữ Chu Trường Hà chỉ sợ sau này y còn ngáng chân, chọc ra phiền toái càng lớn hơn nữa thì càng đáng sợ. Hơn nữa nếu không đánh y thì Diệp Phàm khẳng định không cam lòng, tiểu tử này không cam lòng quăng đó không đi đàm phán với tập đoàn Phi Vân thì phiền toái. Cho nên từ đáy lòng mà nói, Vệ Sơ Tinh không phải nghĩ sẽ công kích Chu Trường Hà, điều này không phải tâm địa cô ta tốt mà chủ yếu bởi vì Chu Trường Hà hợp thành với Phí Mặc một khối có thể chế trụ Cổ Bảo Toàn, có tác dụng ngăn trở nhất định. Nếu Chu Trường Hà ngã xuống, Phí Mặc một cây chẳng chống vững nhà, hội nghị thường vụ này sẽ để cho Cổ Bảo Toàn một tay che trời. Khi đó chủ tịch huyện như cô ta muốn tạo chút quyền sẽ rất khó khăn. Vệ Sơ Tinh dĩ nhiên không muốn thấy tình huống như thế, chỉ là tình thế hiện giờ không thể làm khác. Một cửa Diệp Phàm vẫn chưa thể qua, hơn nữa đây là một con cờ có thể làm đảo lộn thế cục. Hơn nữa hắn cũng có lực xúc tiến kinh tế huyện phát triển, như vậy chính là giúp giữ mũ quan trên đầu mình. Cho nên chỉ có thể bận tâm chuyện trước mắt, còn về chuyện lấy được lợi ích từ Cổ Bảo Toàn thì phải nghĩ sau. Sự vật luôn biến hóa, có lẽ sau khi đánh ngã được tổ hợp Chu Trường Hà và Phí Mặc, biết đâu Ngư Dương lại sinh ra tổ hợp mạnh hơn. Từ tình thế hiện giờ thì trưởng ban tổ chức Miêu Phong cũng không phải là loại người cam nguyện ở dưới người khác lâu dài. Người này giấu giếm rất sâu, tới đây lâu như vậy nhưng vẫn không hề bộc lộ chủ kiến, hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Cổ Bảo Toàn. Ngay cả chuyện Diệp Phàm nhúng tay can thiệp vào việc bổ nhiệm cán bộ cấp phó phòng thì Miêu Phong là trưởng ban tổ chức cũng không tỏ vẻ bất mãn. Chuyện này đúng là khác thường, chuyện khác thường tất có mê hoặc, mà yêu nghiệt đoán chừng chính là Miêu Phong. Diệp Phàm vẫn chưa là gì, một phó chủ tịch huyện mới vừa đề bạt tuy nói có chút thành tích nhưng vẫn chưa có quyền can thiệp nhân sự huyện. Miêu Phong chắc sẽ không ẩn nhẫn quá lâu, có lẽ lần này nếu Chu Trường Hà ngã xuống thì chính là cơ hội để cho Miêu Phong trở mình. Tuy nhiên Miêu Phong tuyệt sẽ không tự mình một khiên nhảy ra, phân lượng của y còn chưa đến, trưởng ban tổ chức nói nghe thì oai nhưng quyết định chân chính đối với nhân sự vẫn nằm trong tay Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn, dĩ nhiên Phí Mặc là phó bí thư phân quản khối đảng cũng có một chén canh. Nói vậy cũng không thể coi trưởng ban tổ chức Miêu Phong là một phế nhân, đối với việc bổ nhiệm cán bộ cấp phó phòng thì y tương đối có phân lượng. Miêu Phong nhất định tìm người trong thường vụ để hợp tác. Ngọc Nhã Chi gần đây cũng rất tích cực. Xem ra đã âm thầm hợp một khối với ai đó. Phí gia ở Ngư Dương tạm thời ẩn khuất, điều này biểu thị ba đại gia tộc khá quật khởi, đây cũng phù hợp với phép biện chứng.
Trong lòng Vệ Sơ Tinh thật ra hiểu rất rõ những khúc mắc này, trước mắt thì cô cùng trạng thái ngủ đông như miêu phong. Chủ tịch huyện vệ không thể nói như vậy, đồng chí Trường Hà cũng là vì giữ gìn sự liêm khiết cho cán bộ chúng ta. Điểm xuất phát là rất tốt. Hơn nữa y cũng không biết đồng chí Diệp Phàm trước đó đã xin chỉ thị quá đồng chí và bí thư Cổ, nên mặc dù có sai cũng là vô tình. Hơn nữa, công tác ủy ban kiểm tra cũng tương đối khó làm, đủ thứ khó khăn. Đối mặt với các đồng chí của ủy ban kiểm tra chính là quan viên, quan hệ bên trong rất phức tạp. Đồng chí Trường Hà có thể quyết đoán đối với một số quan viên phạm pháp loạn kỷ cương phản ứng nhanh chóng, điểm xuất phát cũng không sai, cuối cùng chỉ là hiểu lầm thôi. Hơn nữa, đồng chí trong Trường Hà trong thời gian đảm nhiệm bí thư ủy ban kỷ luật huyện vẫn luôn tích cực, đã phá được vài vụ án lớn, thanh trừ được một số phần tử biến chất trong chính quyền, đảm bảo sức chiến đấu cho đội ngũ cán bộ. Phí Mặc bắt đầu phản kích, tuy nhiên y đoán hôm nay chuyện rất bất lợi đối với Chu Trường Hà, đã có 4 thường vụ ra mặt phản đối, chuyện hợp tác với mình chắc là đã xong, rất có thể giữ không được vị trí bí thư ủy ban kỷ luật. Một câu hiểu lầm là được, tổn thất 2.200 vạn tài chính ai chịu trách nhiệm, bí thư phí sao? Nếu như bí thư phí chịu tiếp nhận thì chúng tôi cũng không còn gì để nói. Bí thư ủy ban chính pháp Phương Sương Nhiên chất vấn. Chương 565, bắt giữ Chu Trường Hà. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy, 2.200 vạn dù sao cũng khiến người ta phải suy nghĩ, hơn nữa 200 vạn bên trong còn là lợi nhuận thuần, tương đương với 1/20 lợi nhuận. Tài chính và thuế vụ cả năm của Ngư Dương chúng ta, là một con số tương đối lớn, giống như một số thị xã phía Bắc, tài chính và thuế vụ một năm không quá 3-40 vạn, tương đương với tổng thu vào tài chính và thuế vụ của 4 năm thị xã. 200 vạn này có thể làm được bao nhiêu thứ, hừ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chánh văn phòng huyện ủy như tôi nói là đại tổng quản của huyện, tôi là người hiểu rõ nhất 200 vạn đối với Ngư Dương chúng ta quan trọng như thế nào. Tỷ như lấy hạng mục giáo dục ra mà nói, 200 vạn có thể xây dựng được 5-6 trường tiểu học. Ngư Dương chúng ta có hơn 100 trường tiểu học cấp thôn sập xệ, ai, có thể làm cho bao nhiêu đứa trẻ an tâm đi học, vui chơi. Chánh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy thở dài nói. Trưởng ban tổ chức Miêu Phong không lên tiếng. Lúc này, Phó Chủ tịch, Thường vụ huyện ủy Trần Quang Húc cười nói. Chuyện lần này bí thư Chu đúng là xử lý hơi hấp tấp. Chuyện lớn như vậy ít nhất cũng phải bàn bạc với bí thư Cổ hoặc chủ tịch huyện vệ. Nếu bàn bạc, bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ nhất định sẽ đề điểm đồng chí Trường Hà, chuyện như vậy rất có thể sẽ không phát sinh. Bí thư Chu, nếu chuyện này đã làm sáng tỏ, kính xin đồng chí của ủy ban kỷ luật huyện đến Lâm Tuyền chứng minh một chút, nếu không người khác thật sự sẽ cho rằng tôi là tham quan gì đó. Nếu dính tội trạng bị nhà nước điều tra trên người, thật sự khiến người khác rất lo lắng, nói thật. Cả đêm hôm qua tôi không làm sao chợp mắt, ngày nào còn mang trên người tội trạng đó, ngày đó tôi không ngủ yên. Tôi hy vọng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện có thể giúp tôi làm sáng tỏ, nếu không, chuyện thu hút đầu tư tôi cũng không dám tiếp nhận nữa. Các vị dẫn cung nói Diệp Phàm này chọn nhẹ sợ nặng cũng được, nói Diệp Phàm này không phục tùng thu xếp của tổ chức cũng được, chẳng qua, suy bụng ta ra bụng người, nếu như người chịu đối xử không công bằng là một trong các vị ngồi đây, tôi tin tưởng. Ha ha! Hơn nữa, tôi vất vả đưa khách tới còn bị điều tra, chuyện như vậy thật làm lạnh lòng người, tôi thật sự lạnh đến thấu xương. Diệp Phàm ép thẳng về hướng Chu Trường Hà và Cổ Bảo Toàn, buộc Cổ Bảo Toàn phải đứng ra xử lý Chu Trường Hà. Chu Trường Hà là thường vụ huyện ủy, Cổ Bảo Toàn tuy nói không trực tiếp cắt bỏ quyền lực của y được, nhưng vẫn có quyền lực kiến nghị lên chính quyền cấp cao hơn. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng đồng chí bình tĩnh một chút. Hội nghị thường ủy không phải đang thảo luận chuyện của đồng chí sao? Chúng tôi sẽ cho đồng chí một kết luận, đừng nóng vội, đồng chí Trường Hà, tự đồng chí nói đi, chuyện này xử lý thế nào đây, tôi muốn nghe ý kiến của đồng chí. Cổ Bảo Toàn nhìn lướt qua mọi người nói. Bí thư Cổ, chuyện lần này thật ra là một hiểu lầm, tôi thật sự không biết chuyện này còn có nhiều gút mắt như vậy. Tôi đồng ý tiếp nhận điều tra của tổ chức cho những tổn thất tạo thành cho huyện. Tuy nhiên tôi nhắc lại lần nữa trong lòng Chu Trường Hà tôi vô tư có nhật nguyệt chứng giám. Đây là công tác của Ủy ban kiểm tra chúng tôi. Hơn nữa, quốc gia cũng giao cho Ủy ban kiểm tra quyền lợi độc lập phá án. Lúc ấy bí thư Cổ đi họp trên tỉnh, tôi thấy thời gian cấp bách, sợ rút dây động rừng, đồng chí Diệp Phàm chạy mất, cho nên áp dụng biện pháp khác với bình thường.
Mục đích của tôi chính là dành tài chính về cho huyện, tôi chỉ muốn làm hết chức trách của một bí thư ủy ban kỷ luật. Việc đặc biệt thì giải quyết đặc biệt, tôi nghĩ chắc hẳn các vị thường ủy đang ngồi ở đây đều có kinh nghiệm tương tự. Hơn nữa, ai dám nói trong công tác không xuất hiện sai sót, đặc biệt là ủy ban kiểm tra chúng tôi, lại càng khó bảo đảm hơn. Chu Trường Hà cố gắng vùng vẫy thoát chết. Hừ, bí thư Chu, lúc ấy tôi đã nói rõ với đồng chí phó bí thư Phí của ủy ban kiểm tra là tôi đang tiếp đãi khách tới từ Hồng Kông. Tôi đoán các đồng chí đã điều tra rõ ràng nội tình của khách rồi, vì trước đó các đồng chí cũng biết tài chính bị di chuyển, cho dù không điều tra ra rõ ràng chuyện gì, tuy nhiên dưới con mắt của bao nhiêu người, tôi có thể chạy đến chỗ nào. Các anh không muốn đợi thêm phút nào, dưới mắt các anh, tôi còn có thể làm được gì? Các anh có tâm tư gì tôi không muốn nói, hoặc các anh có mục đích gì không muốn nói cho người khác biết, trong lòng các anh hiểu rõ nhất. Diệp Phàm lạnh lùng nói. 2 giờ trôi qua, đã sắp đến 12 giờ. Tuy nhiên hiện giờ các thường ủy đều không có cảm giác đói. Cổ Bảo Toàn nhìn đồng hồ, đột nhiên ho khan một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Các đồng chí, bài học hôm nay rất sâu sắc, làm một người đảng viên, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải nhớ kỹ. Có khi chỉ cần một sơ sẩy trong công tác có thể tạo thành tổn thất trọng đại không thể vãn hồi được cho đảng và quốc gia. Khi xảy ra chuyện dù sao cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm, tôi thấy trước mắt đồng chí Trường Hà tạm thời sẽ bị cách chức, tiếp nhận điều tra. Hơn nữa, đồng chí Trường Hà đã không thích hợp tiếp tục đảm đương chức vụ bí thư ủy ban kỷ luật huyện, tôi cho rằng có thể đề nghị lãnh đạo thành phố thay đổi chức vụ của đồng chí Trường Hà. Kết quả không khó tưởng tượng, Chu Trường Hà phản đối thay đổi chức vụ của mình. Phí Mặc và Miêu Phong bỏ phiếu trắng. Những người khác đều tán thành đề nghị thay đổi chức vụ của đồng chí Chu Trường Hà. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đề nghị hội nghị thường ủy huyện Ngư Dương đề xuất lên thành phố, cụ thể có điều hay không thì còn phải xem quyết định của các lãnh đạo cấp cao thành phố. Chiến tranh trong huyện vừa hạ màn, có lẽ không lâu nữa thành phố sẽ tiếp tục triển khai tẩy bài một vòng mới nữa. Hơn nữa, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều khẳng định đầy đủ Diệp Phàm đã cống hiến tương đối lớn trong chuyện này. Bọn họ khẳng định thành tích của đồng chí Diệp Phàm là rất rõ ràng, hơn nữa khuyến khích đồng chí Diệp Phàm có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác chiêu thương và thu hút đầu tư của khu kinh tế Lâm Tuyền Ngư Dương. Hội nghị thường ủy huyện yêu cầu ủy ban kỷ luật huyện nhanh chóng điều tra rõ sự thật, hơn nữa còn đặc biệt gửi công văn đi làm sáng tỏ chuyện này. Xế chiều, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều đến khu kinh tế Lâm Tuyền, nghênh đón đoàn người của Phó Chủ tịch thành phố Lô tới từ thành phố đến khu vực phát triển kinh tế điều tra nghiên cứu. Đầu tiên là triệu tập toàn thể các đồng chí của khu kinh tế Lâm Tuyền mở một hội nghị đơn giản, làm sáng tỏ chuyện đồng chí Diệp Phàm bị ủy ban kiểm tra điều tra nhầm. Hơn nữa, mượn chuyện lần này khuyến khích các nhân viên công vụ đoàn kết chặt chẽ xung quanh lãnh đạo khu kinh tế tiêu biểu là đồng chí Diệp Phàm, vì phát triển kinh tế, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân 6 thị trấn 2 thị xã mà cống hiến nhiều hơn nữa. Sau khi đón tiếp nhóm người của Phó Chủ tịch thành phố Lô, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh cùng với Phó Chủ tịch thành phố Lô đi dò xét khu công nghiệp Quỷ Anh Than của khu kinh tế Lâm Tuyền. Lúc này Diệp Phàm đang dẫn theo các đồng chí của Cục Chiêu Thương huyện triển khai vòng bản bạc mới với tập đoàn Phi Vân Hồng Kông. Lần này đàm phán tương đối thuận lợi. Sau khi Diệp Phàm vừa đề xuất yêu cầu tập đoàn Phi Vân chí ít phải đầu tư 2.000 vạn vào nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương, Tổng Giám đốc Tiếu Ngạo Xương chịu trách nhiệm đàm phán đồng ý không chút do dự. Đối với chuyện đem nhà máy di chuyển tới khu công nghiệp Quỷ Anh Than của khu kinh tế Lâm Tuyền, tập đoàn Phi Vân cũng hoàn toàn chấp nhận, song phương đã đạt được hiệp nghị bước đầu. Ban đầu Diệp Phàm còn muốn gây khó khăn một chút cho Tiếu Ngạo Xương, tuy nhiên trước khi đàm phán Tiếu Tuấn Thần đã nói chuyện rất nhiều với Diệp Phàm. Trong lời nói có cũng có bóng gió xin lỗi thay tập đoàn Phi Vân, đương nhiên, rất là mịt mờ, trong lòng hai bên hiểu là được. Sau khi Diệp Phàm kiếm đủ thể diện, kiếm đủ tiền mặt cũng không so đo với tập đoàn Phi Vân nữa, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến mấy trăm công nhân viên chức nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương, quan hệ đến phát triển kinh tế trong huyện, không phải là trò đùa. Những thiệt thòi mà mình đã chịu xem như đã giải hết. Chẳng qua thái độ đàm phán của Tiếu Ngạo Xương lần này cũng rất khiêm tốn. Một hai kêu chủ tịch huyện Diệp, chủ nhiệm Diệp, làm cho đồng chí Diệp Phàm không thường xuyên chịu khảo nghiệm của mỹ nữ cũng bình thường trở lại. Sau đó, Diệp Phàm dẫn theo nhóm người Tiếu Ngạo Xương tới khu công nghiệp Quỷ Anh Than,
vừa lúc đoàn người Cổ Bảo Toàn và Phó Chủ tịch thành phố Lô cũng đang hăng hái bừng bừng đi thăm khu công nghiệp Quỷ Anh Than đã được san bằng toàn diện. Tiểu Diệp, cậu nói cho các chuyên gia tới từ Mặc Hương kế hoạch và ý tưởng của khu công nghiệp Quỷ Anh Than đi, nghe nói tư tưởng của cậu tương đối dũng cảm, tiến bộ, thậm chí có một số phương diện kế hoạch vượt mức quy định. Hơn nữa nghe nói cậu vừa ra tay đã kiếm được 2.000 vạn mang về, thật sự vô cùng gan dạ. Ha ha ha. Phó Chủ tịch thành phố Lô nói chuyện tương đối thân thiết, từ phía xa kêu lên với Diệp Phàm đang đi tới. Xin chào Phó Chủ tịch thành phố Lô, thật ra những chuyện này là do Bí thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ lãnh đạo mới làm thành, tôi chẳng qua chỉ là một tên chạy việc mà thôi. Lấy 2.000 vạn ra mà nói, lúc ấy tôi báo cáo cho Bí thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ. Hai vị lãnh đạo đều vô cùng coi trọng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, phân tích các phương diện tình thế mới gan dạ quyết định, nếu không lá gan của tôi dù lớn cũng không dám cầm 2.000 vạn ném đi. Những chuyện này đều nhờ vào tính quyết đoán và ánh mắt nhìn xa của hai vị lãnh đạo, ha ha. Diệp Phàm cười ha ha nịnh bợ Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh một bữa, làm cho hai người cũng tương đối hưởng thụ, cảm thấy tiểu tử này hình như hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng biết thay lãnh đạo suy nghĩ rồi. Ha ha, chủ nhiệm Diệp quá khiêm tốn. Chuyện này cậu phải chiếm công đầu, tôi và chủ tịch huyện vệ chỉ là hò hét cổ động giúp cậu mà thôi. Chẳng qua, chuyện lần này thật sự rất thành công, chuyện tập đoàn Phi Vân Hồng Kông thương lượng chưa? Cổ Bảo Toàn mỉm cười rất khiêm tốn nói. Chúng tôi vừa ký hiệp định ban đầu, chờ sau khi Tổng Giám Đốc Tiếu khảo sát xong Quỷ Anh Than, các chuyên gia ước định đánh giá mới có thể ký kết hiệp định chính thức. Diệp Phàm cười nói. Tâm tình cũng tương đối tốt. Anh nhìn xem, lãnh đạo của các anh thật là đoàn kết, khiêm tốn. Tốt tốt, không tệ. Bí thư Cổ lãnh đạo rất tốt, đồng chí Diệp Phàm cũng làm rất khá. Sau khi tập đoàn Phi Vân Hồng Kông bơm tiền thành công, chỉ riêng khoản đầu tư của nhà máy giấy Lâm Tuyền và nhà máy thảm tơ Lâm Tuyền đã đạt hơn 7.000 vạn, nếu lại có thể nhận tiếp 2-3.000 vạn đầu tư, là có thể phá tiền tỷ. Chuyện này là chuyện rất tốt đối với Ngư Dương các anh. Là đôi cánh giúp kinh tế Ngư Dương bay lên, kinh tế Ngư Dương đi lên, kinh tế cả thành phố chúng ta cũng có thể nhận được bổ sung rất tốt. Sau khi trở về tôi sẽ báo cáo với Bí thư Chu có thể đem khu kinh tế Lâm Tuyền làm một thí điểm trong thành phố để toàn bộ thành phố học tập mở rộng. Lô Trần Thiên mỉm cười hài lòng. Y là phó chủ tịch thường vụ thành phố, chủ quản toàn bộ kinh tế thành phố Mặc Hương tăng trưởng cũng đại biểu y làm ra thành tích, đương nhiên phải vui mừng. Tuy nhiên, về chuyện nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương di chuyển tới khu kinh tế Lâm Tuyền, các anh nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng cho các cán bộ công nhân viên chức nhà máy tơ dệt, động viên mọi người phục tùng toàn cục. Còn nữa, sau khi các cán bộ công nhân viên chức đến Lâm Tuyền nhất định phải thu xếp cuộc sống ổn định cho bọn họ. Đầu tiên phải suy nghĩ xây dựng một ký túc xá cho công nhân viên chức, đương nhiên giai đoạn ban đầu có thể làm đơn giản một chút, cần phải làm cho mỗi cán bộ công chức có thể nhận được ít nhất một căn phòng. Chỉ có ổn định cuộc sống mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công tác, mới cống hiến hết mình cho nhà máy thảm tơ Ngư Dương. Phó Chủ tịch thành phố Lô nói đến phía sau sắc mặt lại ngưng trọng. Chương 566, Ủy ban kỷ luật thành phố xét xử phí ra. Chủ tịch thành phố Lô, đối với vấn đề bố trí cho các cán bộ công chức, tôi tin tưởng chủ nhiệm Diệp sẽ đưa ra một phương án hợp lý. Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện cũng đặc biệt coi trọng cuộc sống của cán bộ công chức nhà máy tơ. Biết phải đả thông tư tưởng của bọn họ, xin chủ tịch thành phố Lô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Vệ Sơ Tinh biểu lộ thái độ quyết tâm. Tổng Giám đốc Tiếu, hoan nghênh cô đến khu kinh tế Lâm Tuyền đầu tư. Tôi nghĩ, mạng giao thông lớn Lâm Tuyền lập tức lại phải khởi động rồi, đợi sau khi đường cái của 6 thị trấn 2 thị xã hoàn toàn được nối liền, khu kinh tế Lâm Tuyền sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển mạnh không thể đo lường. Tôi cũng hy vọng Tổng Giám Đốc Tiếu có thể giới thiệu một số bạn bè Hồng Kông tới Lâm Tuyền, chính quyền huyện Ngư Dương và lãnh đạo khu kinh tế cũng sẽ áp dụng một loạt ưu đãi. Đối với những kim phượng hoàng như các vị, chúng tôi sẽ dùng tấm lòng chân thành nhất hoan nghênh, cùng thực hiện mục đích hai bên đều có lợi. Lô Trần Thiên mỉm cười nói với Tiếu Ngạo Sương. Hừ, tập đoàn chúng tôi còn không phải bị Diệp Phàm bức đến. Tuy nhiên nếu có thể khai phá khu công nghiệp lớn như Quỷ Anh Than thật sự cũng không tệ. Tâm tư của Tiếu Ngạo Sương thay đổi rất nhanh, vội nở nụ cười. Cảm ơn thiện ý của Chủ tịch thành phố Lô, tôi cũng rất coi trọng khu kinh tế Lâm Tuyền, chủ nhiệm Diệp là một người tài ba, ngay cả Chủ tịch tiên sinh Tiếu Phi Thành của tập đoàn chúng tôi đều cảm thán không thôi đối với chí mưu của hắn.
Tôi nói câu này có lẽ các vị không thích nghe, tối qua, Chủ tịch Tiếu nói đùa một câu trong điện thoại. Tiếu Ngạo Xương nói tới đây liền ngừng một lát, bóng gió liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Ồ, tiên sinh Phi Thành nói như thế nào? Tôi thật sự muốn nghe xem. Lô Trần Thiên tỏ ra hứng thú, đám người Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh cũng không khác gì, tất cả đều đưa ánh mắt chờ mong nhìn Tiếu Ngạo Xương. Ha ha, Chủ tịch Tiếu Phi Thành nói, nếu như chủ nhiệm Diệp Phàm chịu đến tập đoàn Phi Vân Hồng Kông chúng tôi nhậm chức, công ty tập đoàn chúng tôi nguyện ý bỏ ra 50 vạn tiền lương để chào mời, hơn nữa có thể thu xếp chức vụ rất tốt. Nếu làm ra thành tích công ty còn có đại hồng bao, chủ nhiệm Diệp không ngại suy nghĩ một chút chứ, tôi cũng nói thật, tiền lương của tôi cũng không quá 20 vạn. Ha ha, Tiếu Ngạo Xương nói đầy ẩn ý, giống như đang nói đùa, cũng giống như đang nói thật. Đám người Cổ Bảo Toàn nhất thời cũng ngây người, 50 vạn là một con số trên trời. Diện lương một năm của Diệp Phàm không quá 4.000 đồng, con số này thật sự chênh lệch quá xa so với 50 vạn, cho dù ở Hồng Kông cũng xem là tiền lương rất cao. Từ đó cũng nhìn ra Tiếu Phi Thành rất coi trọng Diệp Phàm. Lúc này, mọi người lại nhìn Diệp Phàm, mười mấy ánh mắt đều ngưng tụ trên mặt Diệp Phàm, xem hắn trả lời như thế nào. Lô Trần Thiên mỉm cười không nói. Ha ha ha, không ngờ Chủ tịch Tiếu lại coi trọng tôi như vậy, tôi thật sự không nghĩ tới, cũng không ngờ tôi còn đáng giá như vậy. Thật ra đầu tiên do tôi gặp được hai vị lãnh đạo tốt, thứ hai là hơi may mắn mà thôi, chuyện này chỉ cần có may mắn thì tất cả mọi người ở đây đều có thể làm được. Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Tiếu, tuy nhiên, Ngư Dương dù nghèo, nhưng tôi thích nơi này. Diệp Phàm bình tĩnh cười cười, không vì 50 vạn mà thay đổi. Tiếu Ngạo Xương hơi có vẻ thất vọng. Lô Trần Thiên cười ha ha nói. Tốt, đây mới là một cán bộ của đảng, có thể chịu đựng được hấp dẫn của đồng tiền. Nói thật, tập đoàn Phi Vân đãi ngộ cao như vậy, ngay cả tôi cũng có chút động tâm. Ha ha ha, đáng tiếc, người ta không xem trọng tôi. Ai, được rồi, tôi vẫn nên làm công việc của mình vậy. Lô Trần Thiên còn ngẫu hứng nói đùa, làm cho không khí rất vui vẻ. Chủ tịch thành phố Lô, ngài là đại chủ tịch thành phố, tập đoàn Phi Vân chúng tôi chỉ là miếu rách. Không dám mời một đại thần như ngài. Tiếu Ngạo Xương khẽ mỉm cười ý nhị. Đoàn người bước chậm rãi trên Quỷ Anh Than. Lúc này, tiếng xe ầm ầm truyền đến. Không lâu sau, ketttt, mấy tiếng thắng xe truyền đến, 7-8 người từ trong xe đi ra, sắc mặt của ai cũng nặng nề, người đi đầu lại càng nghiêm trọng. Lão Diệp, làm sao anh cũng tới đây? Lô Trần Thiên cảm thấy kinh ngạc hỏi, trong lòng cũng sôi trào, thầm nghĩ. Diệp Đạo Minh là phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, y chạy tới đây làm gì? Khẳng định không có chuyện gì tốt, chẳng lẽ có ai ở sau lưng tố cáo Diệp Phàm hay sao? Chủ tịch thành phố Lô, ngài khỏe chứ, tôi tới tìm đồng chí Diệp Phàm, hắn ở chỗ nào? Diệp Đạo Minh chào hỏi xong quay đầu hỏi. Là tôi, xin hỏi ngài là? Diệp Phàm rất lễ phép hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, tôi là phó bí thư Diệp Đạo Minh của ủy ban kỷ luật thành phố. Nghe nói khu kinh tế Lâm Tuyển các anh đang phát triển mạnh khu công nghiệp Quỷ Anh Than, nhà máy giấy và nhà máy tơ Ngư Dương đều chuẩn bị xây ở đây, đây chính là đại công trình liên quan đến 7-8.000 vạn. Tuy nhiên bây giờ tình huống có biến, nền đất của Quỷ Anh Than trong quá trình san bằng nghe nói xảy ra vấn đề lớn, có lẽ phải san lại toàn bộ, nếu không, hậu quả thiết tưởng không tưởng tượng nổi. Diệp Đạo Minh nghiêm túc nói. Anh nói vậy là sao, tôi không rõ. Trong lòng Diệp Phàm chấn động. Chuyện lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, xem ra sau khi mình đi, Hoàng Hải Bình đã làm hỏng chuyện san bằng nền đất Quỷ Anh Than. Theo Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra, hạng mục san bằng nền đất Quỷ Anh Than kể từ khi Hoàng Hải Bình tiếp nhận đã chọn lựa áp dụng hàng nhái kém chất lượng, yêu cầu phía dưới khu vực vốn phải có đá lớn được xe lưu nghiền lên mới thực sự vững chắc. Tuy nhiên lúc ấy Hoàng Hải Bình đem công trình này nhận thầu cho công ty võ thần của huyện Ngư Dương, bởi vì giám thị bất lực. Khiến công trình san bằng nền đất Quỷ Anh Than trên thực tế là một công trình bã đậu. 2 mét dưới nền đất cũng không dùng đá lớn bổ sung như thiết kế, toàn bộ đều dùng đất mềm chát tạp, một phần dưới đất quanh năm ngâm mình trong nước, nếu như quanh năm bị nước ngầm ăn mòn sau này rất dễ dàng tạo thành bề mặt sụp đổ, nền đất không vững. Nhà xưởng xây phía trên rất có thể bị sập, gây nguy hại nghiêm trọng đến tính mạng của cán bộ công chức. Hơn nữa máy móc trong nhà máy nhiều, phân lượng nặng. Công trình bã đậu như vậy căn bản không cách nào chịu tải được. Chuyện này không còn kịp nữa rồi,
nếu Ủy ban kỷ luật thành phố không tiết lộ tình hình vụ án, chờ nhà xưởng xây xong thì không kịp, cho nên hôm nay tôi đại biểu Ủy ban kỷ luật thành phố, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp báo cáo cho các vị. Tôi đến thật đúng lúc, Bí thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ đều ở đây, tôi hy vọng các vị lập tức đưa ra một biện pháp cải cách an toàn cụ thể, bảo đảm công trình Quỷ Anh Than thuận lợi tiến hành an toàn. Ai, nghe nói giai đoạn đầu các vị đã quăng vào gần 300 vạn. Diệp Đạo Minh nói đến đây cũng đau lòng không thôi. Bí thư Diệp, tình huống anh nói là thật chứ? Cổ Bảo Toàn lập tức sầm mặt xuống, đôi môi run rẩy vì kích động. Vô cùng chính xác, không tin, anh có thể gọi chủ nhiệm Diệp điều mấy chiếc máy xúc đào một cái hố xuống sẽ biết. Ai? Diệp Đạo Minh thở dài, đi tới thấp giọng báo cáo cho Phó Chủ tịch thành phố Lô. Chủ nhiệm Diệp, nếu như tình huống là thật, tôi nghĩ tập đoàn Phi Vân Hồng Kông chúng tôi phải suy nghĩ một lần nữa vấn đề hùn vốn với các anh. Nếu các anh muốn hiệp nghị chính thức ký hợp đồng cũng được, chỉ cần trong thời gian 20 ngày khu kinh tế Lâm Tuyển các anh có thể xử lý tốt khu vực Quỷ Anh Than theo như yêu cầu của chúng tôi, tập đoàn chúng tôi cũng có thể suy nghĩ ký kết hợp đồng chính thức. Tiếu Ngạo Xương vốn không muốn đầu tư ở khu kinh tế Lâm Tuyển, hiện tại bắt thóp được Diệp Phàm, lúc này lập tức nghiêm mặt đòi hỏi. Trong 20 ngày, Tổng Giám Đốc Tiếu, thời gian như vậy cũng quá gấp gáp. Nếu muốn san bằng lại cũng là phiền phức rất lớn, còn phiền toái hơn san bằng lúc ban đầu. Cô cũng phải cho chúng tôi một thời gian nhất định để xử lý. Sắc mặt Diệp Phàm lại càng khó coi, nếu không phải đang có nhiều lãnh đạo ở đây, lúc này hắn đã bùng phát rồi. Đây là điều kiện duy nhất, không thể nào sửa đổi. Thời gian là vàng bạc, kéo dài một ngày tổn thất ai chịu, hơn nữa, cho các anh 20 ngày đã là hạn độ lớn nhất của chúng tôi rồi, tập đoàn vì thế cũng bị tổn thất rất lớn, bởi vì tổ tiên của Chủ tịch Tiếu ở Ngư Dương, khoản tổn thất này coi như không tính, phía bên Hồng Kông chúng tôi cũng không so đo những chuyện này. Tiếu Ngạo Xương lại tỏ ra khí thế, dáng vẻ như gây sự, giống như ban cho Ngư Dương ân huệ lớn lao. Tổng Giám Đốc Tiếu, cô cũng không thể một ngày thay đổi đôi ba lần như vậy được, không hợp tác cũng được, cùng lắm thì hai bên tan rã. Tôi không tin không được tìm bên hợp tác, hừ. Diệp Phàm nổi giận ép tới, hắn nắm cửa hàng mặt tiền ở cao ốc Thiên Mã trong tay lẽ nào lại sợ hãi Tiếu Ngạo Xương. Chủ nhiệm Diệp, cư xử dù sao cũng phải coi trọng thành tín có phải không? Chuyện lần này là khu kinh tế Lâm Tuyển các anh xảy ra sơ suất, tập đoàn Phi Vân chúng tôi không có trách nhiệm. Cũng không thể để chúng tôi thừa nhận trách nhiệm, bởi vì kết quả là do các anh tạo ra, nếu là thiên tai tự nhiên không thể đối kháng chúng tôi còn có thể thông cảm, nhưng chuyện lần này không phải do con người tạo ra hay sao? Tiếu Ngạo Xương thiếu chút nữa tức nghẹn, nhìn chằm chằm đồng chí Diệp Phàm. Nguyên nhân đúng là do con người, nhưng cũng phải phân được nặng nhẹ, hơn nữa lúc ấy trách nhiệm công trình cũng không phải tôi chịu trách nhiệm. Hiện tại phương diện này do tôi trực tiếp chịu trách nhiệm rồi. Cô cũng không thể để tôi lau đít cho người khác. Hơn nữa chuyện này còn chưa quyết định, vẫn chỉ trong điều tra, bất luận như thế nào, thời gian 20 ngày là quá ngắn, cần kéo dài một chút, cho chúng tôi 25 ngày, nếu không mời Tổng Giám Đốc Tiếu một lần nữa suy nghĩ chuyện có hợp tác với khu kinh tế Lâm Tuyển hay không. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau đó hắn lại quay đầu nói với Đoàn Hải ở bên cạnh. Khách tới từ Bố Thăng đi chỗ nào rồi, liên hệ với bọn họ trước với rồi hãy nói. Giải thích với bọn họ chuyện điều tra hôm qua chỉ là hiểu lầm. Diệp Phàm cố ý nói lời này đương nhiên là cho Tiếu Ngạo Xương nghe, làm sao cô ta không hiểu. Sắc mặt Tiếu Ngạo Xương nhất thời phát xanh, đôi môi kích động mấp máy, tuy nhiên vẫn được cô ta kiềm chế, có thể cũng thật sự nóng nảy, nói. Được, thì 25 ngày, không thể vượt quá một ngày. Tốt lắm, tôi đảm bảo với cô trong vòng 25 ngày sẽ sửa lại nền đất Quỷ Anh Than. Hơn nữa còn bảo đảm chất lượng. Đương nhiên, có thể hoàn thành trước thời hạn thì tốt hơn, đối với hai bên chúng ta đều có lợi. Công ty cô muốn kiếm tiền, chúng tôi cũng có mục tiêu tương tự. Tuy nhiên, tập đoàn cô phải dự chi bỏ ra 500 vạn tài chính khởi động mới được, san bằng nền đất nhà xưởng các cô cũng có phần, hơn nữa còn chiếm phần lớn. Khu kinh tế Lâm Tuyển chúng tôi chỉ bỏ đất ra, đầu tư trước 300 vạn, chúng tôi tự nhận xui xẻo. Tiền san bằng sau này công ty nên gánh chịu theo như phân chia cổ phần. Hơn nữa, theo lý mà nói khu kinh tế Lâm Tuyển chúng tôi cũng không có trách nhiệm san bằng nền đất trước có phải không? Ban đầu chỉ là quà tặng ngoài định mức mà thôi. Diệp Phàm bình tĩnh gật đầu, lại đưa ra yêu cầu. Hơn nữa hắn nói chuyện rất chặt chẽ, không sơ hở chút nào. Chương 567,
thiếu gia cũng bị kéo xuống nước. Tốt lắm, được, tuy nhiên, nếu như trong 25 ngày các anh không thể hoàn thành hạng mục công trình lần này thì nói thế nào? Tiếu Ngạo Xương cũng không phải là chiếc đèn nhỏ đã cạn dầu, ép tới, dù sao cũng phải mò chút gì trở lại mới đúng, nếu không cũng bị Diệp Phàm vô lại khi dễ thì quá thảm có phải không? Nếu làm không được chúng tôi phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, trả lại cho cô 500 vạn, cô có rút lui hay không tự do quyết định. Hơn nữa, 500 vạn dự chi tập đoàn giao cho mặt tiền cửa hàng, sau khi tài chính khởi động chúng tôi có thể chuyển lại cho cô. Diệp Phàm kiên quyết, biểu lộ quyết tâm, chứng tỏ với Tiếu Ngạo Xương, tôi thật sự thành tâm hợp tác với tập đoàn. Được, chúng ta lập tức thông qua hiệp ước, chúng tôi sẽ đưa 500 vạn cho các anh. Tiếu Ngạo Xương cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với nữ thư ký bên cạnh. Cô lập tức viết một chi phiếu chuyển khoản 500 vạn cho khu kinh tế Lâm Tuyền, kêu bọn họ chuẩn bị ký hợp đồng, đồng thời ký thành hai bản, bao gồm hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi Tiếu Ngạo Xương nói xong liền chào hỏi đám người Lô Trần Thiên và Cổ Bảo Toàn, xe đi hơn 10 thước còn nhô đầu ra hô. Chủ nhiệm Diệp, tôi ở thị trấn Lâm Tuyền chờ anh trở lại ký hợp đồng. Tiếu Ngạo Xương mới vừa đi, Tổng Giám đốc Hồ Thái Hòa của công ty hữu hạn giấy Lâm Tuyền vội vã chạy tới, bước nhanh đến trước mặt Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, tôi nghe nói công trường Quỷ Anh Than xảy ra chuyện có phải không? Ừ, ai, đây là tài liệu, anh xem đi. Trong lòng Diệp Phàm lại chấn động, sắc mặt càng khó coi, đoán chừng Hồ Thái Hòa tới đây cũng không phải có việc gì tốt. Chủ nhiệm Diệp, nếu sửa lại tốn thêm thời gian 20 ngày, nhà xưởng lại kéo dài, tổn thất thật sự tương đối lớn. Nhà máy chúng tôi do ba công ty Thủy Châu hùn vốn 3.500 vạn, cộng thêm nhà máy giấy Lâm Tuyền các anh đầu tư, tài chính đăng ký đạt đến hơn 5.000 vạn. Dự tính sản lượng sản phẩm năm đạt tới hơn 5.000 vạn, một ngày đưa ra gần 20 vạn sản lượng, lợi nhuận đoán chừng cũng có khoảng 8 vạn. Nếu như muốn lật lại nền đất sẽ phải gánh chịu một khoản tiền rất lớn. Hơn nữa, tài chính sửa sang lần này xí nghiệp giấy Thái Hưng Thủy Châu chúng tôi nhất định sẽ không bỏ tiền. Lần trước chúng tôi đã bỏ ra 200 vạn, ai? Hồ Thái Hòa thở dài, sắc mặt hết sức khó coi, tuy nhiên Chủ tịch Hồ Thế Lâm có giao đãi không được làm khó Diệp Phàm, cho nên giọng nói của Hồ Thái Hòa còn tương đối uyển chuyển. Thật xin lỗi Tổng Giám đốc Hồ, chuyện lần này hoàn toàn là khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi chịu trách nhiệm. Tiền lật lại nền đất hoàn toàn do nhà máy giấy Lâm Tuyền chúng tôi thanh toán. Các anh không cần bỏ tiền gì cả. Tuy nhiên phương diện thời gian có thể kéo dài 20 ngày, xin Tổng Giám đốc Hồ thông cảm cho tình hình của khu kinh tế Lâm Tuyền. Đương nhiên, nhà máy giấy cũng sẽ nhận một phần bồi thường, chuyện này do bên nhà máy nguyên liệu giấy bàn bạc giải quyết với các anh thế nào hả? Thái độ Diệp Phàm tương đối tốt, nói chuyện rất xuôi tai. Đó là bởi vì trong lòng Diệp Phàm thật sự cảm thấy xấu hổ, Chủ tịch Hồ Thế Lâm hoàn toàn vì chữa bệnh cho con trai nên mới tới đầu tư. Nếu cứ làm cho người ta hao vốn thì cũng quá mất mặt. Được rồi, tôi sẽ báo cáo tình hình với Chủ tịch Hồ. Hồ Thái Hòa ấm ức bước đi. Bí thư Cổ, tôi muốn nhờ huyện phối hợp với Ủy ban kiểm tra điều tra rõ chuyện này. Lần này lật lại nền đất, tổn thất của Quỷ Anh Than phải lên đến 300 vạn, cộng thêm bồi thường cho công xưởng người ta, tôi đoán phải đạt tới 600 vạn. Tổn thất kinh tế là một phương diện. Mặt khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của khu kinh tế Lâm Tuyền, tôi muốn xin điều tra chuyện này đến cùng, bất kể liên quan đến người nào, cũng phải bắt y cho bằng được. Nếu không, sẽ tổn thương nặng nề đến trái tim của các cán bộ khu kinh tế. Diệp Phàm nói rất trang trọng, thật ra bóng gió đem mũi nhọn nhắm vào Phí Gia Ngư Dương, bởi vì công ty Võ Thần chính là do Phí Vũ Vân con trai Phí Mặc quản lý, toàn bộ Ngư Dương đều biết. Điều tra, chuyện này đương nhiên phải điều tra. Có thể không điều tra được sao? Vệ Sơ Tinh không nhìn được đầu tiên, thiếu chút nữa giận đến phun máu, cục diện tốt như vậy thiếu chút nữa bị nhóm người đó làm hỏng. Đúng, chuyện này phải điều tra đến cùng. Bí thư Diệp, chuyện này tôi sẽ nhờ các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố, cần huyện Ngư Dương phối hợp như thế nào cứ nói một câu, huyện sẽ toàn lực phối hợp các anh hành động. Cổ Bảo Toàn suy nghĩ lát, kiên quyết nói, thầm nghĩ. Chuyện lần này thật đúng là quỷ dị, công ty Võ Thần là của nhà họ Phí ở Ngư Dương, Ủy ban Kỷ luật thành phố không thể nào không biết. Ủy ban Kỷ luật thành phố đã biết rồi còn mạnh mẽ động thủ, chứng tỏ chuyện này phải có chỉ thị của Bí thư Thị ủy Chu Càn Dương. Bí thư Chu làm như vậy là có mục đích gì? Cổ Bảo Toàn nhất thời nghĩ mãi không rõ,
chẳng qua đã đoán được bí thư thị ủy Chu muốn xử lý Phí Gia, mình phải theo sát bước chân ông ấy, đụng độ một trận với Phí Gia Ngư Dương, làm lính hầu cũng là cơ hội biểu hiện, cho nên thái độ của Cổ Bảo Toàn mới có thể kiên quyết như thế. Chủ tịch thành phố Lô vừa lúc ở đây, cũng xin mời lãnh đạo có chỉ thị. Diệp Đạo Minh nói có vẻ cung kính, nhưng thật ra là thử dò xét thái độ của Lô Trần Thiên đối với chuyện lần này. Nghe nói Lô Trần Thiên quan hệ tương đối tốt với bí thư Chu Càn Dương, thái độ của y có lẽ sẽ đại biểu cho thái độ của bí thư thị ủy Chu. Đây chính là một cây trong chóng đo chiều gió, Diệp Đạo Minh mặc dù là phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, một cán bộ cấp trưởng phòng chân chính. Nhưng y cũng hiểu được con cọp Phí Gia kia không hề dễ đụng vào, bởi vì trong thành phố còn có thư ký trưởng Phí Ngọc chống đỡ, người ta tốt xấu gì cũng là thường vụ, hơn nữa trên tỉnh Phí Gia cũng có mấy người. Nếu làm không tốt sẽ rước họa vào thân, chuyện này Diệp Đạo Minh hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Chuyện lần này thật sự cũng không còn cách nào, nếu không ra mặt chỉ sợ đưa tới hậu quả lớn hơn nữa. Bởi vì trong gọi thầu mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, công ty võ thần Phí Gia cũng tham dự. Hơn nữa nghe nói hội nghị thường ủy huyện Ngư Dương có thông qua chiếu cố một số điều khoản ưu đãi cho công ty địa phương. Nếu như công trình hơn ngàn vạn bị Phí Gia lấy được, vậy tổn thất tạo thành không phải sẽ càng lớn. Hơn nữa nếu sau này điều tra ra, chuyện này sẽ là trách nhiệm của Ủy ban Kỷ luật thành phố, hơn nữa Diệp Đạo Minh làm ở Ủy ban Kỷ luật lâu năm, trong lòng vẫn có thiên lương. Theo như bí thư cổ nói, tuyệt đối không cho phép những người khác phá hư cục diện chiêu thương và thu hút đầu tư Ngư Dương, kéo chân phát triển kinh tế Ngư Dương. Lô Trần Thiên biểu thị thái độ, Diệp Đạo Minh biết đây có lẽ chính là ý tứ của Chu Càn Dương, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Lần này Ủy ban Kỷ luật thành phố đồng thời còn điều tra ra công ty Nhật Thăng Ngư Dương trong quá trình xây dựng trường học ở Ngư Dương đã xuất hiện một số vấn đề, chất lượng công trình cũng có vài vấn đề, chẳng qua vấn đề không lớn bằng Quỷ Anh Than. Công ty Nhật Thăng, đây không phải công ty do con rể Tiếu Gia là Hướng Phi mở sao? Nghe nói chủ nhân thật sự sau lưng chính là Tiếu Gia Ngư Dương. Chuyện lần này thật đúng là ồn ào rồi, thành phố chẳng những phải động đao với Phí Gia, hình như còn như liên đới đến Tiếu Gia. Một lần động đến hai con hổ, thành phố có thể nuốt xuôi hay không? Trong lòng Cổ Bảo Toàn chấn động, tâm tình vốn đã hòa hoãn một chút, thoáng cái lại tăng lên, hai việc lớn đều xảy ra ở Ngư Dương. Bí thư huyện ủy như y khẳng định phải gánh vác một phần trách nhiệm. Xây dựng trường học, đây chính là việc lớn quan hệ đến an toàn tính mạng, chuyện này lại càng không nhỏ. Bí thư Diệp, hy vọng anh có thể điều tra rõ ràng, nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho chính quyền huyện Ngư Dương, giải quyết thích đáng chuyện này, nếu không, xảy ra vấn đề, tất cả chúng ta đang đứng ở đây đều trốn không thoát. Chúng ta là cán bộ của đảng, bất cứ lúc nào cũng phải bám sát quần chúng. Đặt tính mạng của quần chúng lên vị trí đầu não mới được. Lô Trần Thiên sắc mặt ngưng trọng, không ngờ tới Ngư Dương điều tra nghiên cứu, trái lại điều tra ra vấn đề chất lượng của hai công trình lớn. Chúng tôi đã điều tra rồi, chuyện trường học có lẽ cũng phải tiêu tốn hơn 100 vạn mới gia cố lại được, tuy nhiên, trước mắt chỉ là kiểm chứng bước đầu, nếu nghiêm trọng còn phải xây dựng lại. Mấy phút trước, đồng chí ủy ban kiểm tra chúng tôi đã phối hợp với các đồng chí của Viện Kiểm sát niêm phong công ty Nhật Thăng Ngư Dương và công ty Võ Thần Ngư Dương. Người phụ trách chủ yếu Nhật Thăng là Hướng Phi và Phí Vũ Vân của Võ Thần đang bị đuổi bắt, hy vọng Cục Công an huyện Ngư Dương ra mặt phối hợp bắt giữ, cũng hy vọng Bí Thư Cổ có thể ra mặt, đả thông công tác cho những người khác, khuyên bọn họ tự động đầu thú. Diệp Đạo Minh nghiêm túc nói, tôi sẽ lập tức trở về. Quai hàm Cổ Bảo Toàn như bành ra. Nói với Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, chuyện chiêu thương và thu hút đầu tư của Lâm Tuyền tuyệt đối không thể buông lỏng, cần phải nắm chặt, hoàn thành gấp mới được, thứ đã tới tay tuyệt đối không thể làm nó bỏ chạy. Công trình sửa sang lại Quỷ Anh Than lập tức khởi động, cậu tự quyết định chuyện này, tôi không hy vọng xuất hiện người thứ hai như Phí Vũ Vân của công ty Võ Thần, hừ. Cổ Bảo Toàn vội vã chào hỏi Lô Trần Thiên, sau đó cùng vệ sơ tinh bực tức rời đi. Diệp Phàm. Cậu có từng suy nghĩ chuyện tới thành phố công tác chưa? Lô Trần Thiên ngồi trong văn phòng làm việc của Diệp Phàm thuận miệng nói. Đến thành phố, tôi làm gì có may mắn như vậy, ha ha. Sắc mặt Diệp Phàm hòa hoãn một chút. Hiện tại may mắn không phải phủ xuống rồi sao? Cậu đến cục chiêu thương thành phố nhậm chức phó cục trưởng thì thế nào? Nếu làm ra thành tích không lâu sau có thể thăng lên phó cục trưởng thường vụ, thế nào hả? Lô Trần Thiên cười híp mắt hỏi. Lại nói,
Bầu trời thành phố sẽ bao la rộng rãi hơn, đường đi lớn, nhân mạch rộng, giao tiếp với lãnh đạo có vị trí cao hơn, có lợi cho con đường phát triển của cậu sau này. Nếu cậu cứ ở lại Ngư Dương, mặc dù nơi này không tồi, chẳng qua địa bàn hơi nhỏ, phương diện chiêu thương và thu hút đầu tư ở đây đương nhiên rất cần bàn tay của cậu, tuy nhiên cậu ở đây thật sự đáng tiếc. Cảm ơn Chủ tịch thành phố Lô đã xem trọng tôi, nói thật, tôi dĩ nhiên muốn tới thành phố. Chẳng qua khu kinh tế Lâm Tuyền mới khởi bước, trăm việc phải lo, tôi thật sự không nỡ rời khỏi nơi này. Hơn nữa, tôi còn trẻ, làm ở đây mấy năm cũng không quan hệ gì, dù sao cũng phải tạo ra chút ít thành tích có lợi cho phát triển sau này, người không có nền tảng tới chỗ nào cũng dễ lung lay. Điều quan trọng nhất là, tôi đã hứa với người trong thôn Đập Thiên Thủy nhất định phải sửa đường thật tốt. Ngư Dương nghèo quá, cho dù muốn đi tôi cũng muốn để lại chút ít gì đó rồi hãy đi. Ai, ở Đập Thiên Thủy hiện tại còn có một cô gái vì cứu tôi mà bị kẻ bắt cóc sát hại nằm xuống. Cho nên, bất luận như thế nào, trước hết phải sửa đường xong đã. Nếu không, tôi đi tới đâu trong lòng cũng khó có thể yên bình. Diệp Phàm hơi có vẻ kích động, nhắc đến cái chết của Diệp Nhược Mộng, trong lòng lại buồn bã, tiện tay móc ra một điếu thuốc đưa tới. Ừ, cậu là người là trọng tình trọng nghĩa, trước kia tôi có nghe Lô Vĩ nói về cậu, cũng tốt, ở lại làm 1-2 năm, lúc nào cảm thấy không hài lòng muốn đến thành phố, cậu cứ nói cho Lô Vĩ một câu là được, cánh cửa thành phố lúc nào cũng mở rộng đón chào cậu. Trong lòng Lô Trần Thiên cũng có chút cảm thán, nhận lấy điếu thuốc tiện tay châm lửa. Chương 568, móc nối. Sau khi hít vài hơi sau luôn cảm giác khói thuốc có chút quái dị, giống như đã từng hút ở chỗ nào. Lại có chút mùi vị không giống với thuốc lá bình thường. Y không khỏi mịt mờ quan sát điếu thuốc, càng nhìn càng cảm thấy khả nghi. Mặc dù cảm giác khả nghi, tuy nhiên Chủ tịch thành phố Lô vẫn không lên tiếng, dù sao tâm tư thâm trầm, sẽ không dễ dàng biểu hiện ra. Thật ra biến hóa trong ánh mắt của Lô Trần Thiên đã sớm bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, giật mình, thầm nghĩ. Lô Trần Thiên nghe nói là chú út của Lô Vĩ, quan hệ với Lô Vĩ tương đối tốt. Loại thuốc đặc biệt này có thể đưa cho y một cây, có lẽ y cũng dùng khi đi hoạt động. Trên đời này Lô Vĩ quan hệ tốt với mình cũng không có nghĩa chú út Lô Trần Thiên của y cũng tốt với mình, phải tự mình cố gắng móc nối mới đúng. Lô Vĩ chỉ có thể làm một cây cầu kết nối, cầu lớn như thế nào còn phải xem tài nghệ của mình. Lô Trần Thiên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố, là người ngồi vững trên chiếc ghế xếp thứ 5 của thành phố, cũng xem như một đại lão. Tạo dựng quan hệ tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Chủ tịch thành phố Lô cũng biết Lô Vĩ, người huynh đệ kết nghĩa của tôi. Diệp Phàm cố ý giả bộ ngu, muốn từ đây móc nối với đường dây của Lô Trần Thiên. Ha ha ha, tiểu Diệp, Lô Vĩ không nói cho cậu biết quan hệ của y với tôi sao? Lô Trần Thiên thản nhiên cười, biết đồng chí Diệp Phàm đang giả ngu, điểm này Lô Trần Thiên tuyệt đối nhìn ra. Diệp Phàm dù sao còn quá non hơi. Sao có thể giấu giếm được cáo giả Lô Trần Thiên? Không có, có lần tán gẫu y chỉ nói với tôi trên thành phố có một chú út, chẳng lẽ chính là... Diệp Phàm giả bộ đột nhiên trợn mắt kinh ngạc. Ha ha ha! Lô Trần Thiên cười sảng khoái, thầm nghĩ. Tiểu tử này, còn cùng muốn giả ngu với mình, muốn lôi kéo mình thì cứ nói đi. Có tầng quan hệ với Lô Vĩ rồi còn giả bộ gì nữa, thật là... Nghe nói lần trước hắn còn giúp đỡ Lô Vĩ rất lớn, trưởng lão trong nhà từng nói, muốn cho cảnh giới của Lô Vĩ đột phá đến đoạn thứ tư mà ngay cả ông ấy cũng làm không được, không ngờ Lô Vĩ lại có vận tốt như vậy, lại có thể quen biết với Diệp Phàm. Hơn nữa thông qua hắn chiếm được dược hoàn thần bí của cao nhân lánh đời. Trưởng lão còn nói với ta nhất định phải nghĩ cách tăng cường loại quan hệ này, xem ra sau này mình phải chú ý nhiều hơn đến tiểu tử này. À, chú Lô, ngài khỏe chứ? Đúng là quá sức trùng hợp. Diệp Phàm kinh ngạc cười nói, trái lại chiếm được chứng thực. Trong lòng hắn run lên, thầm nghĩ. Khó trách, lần trước chủ tịch thành phố Lô tới Lâm Tuyền cắt băng, ông ấy còn luôn miệng khen ngợi mình không dứt, hơn nữa còn cấp cho khu kinh tế Lâm Tuyền 300 vạn sửa đường, mình còn tưởng do đại bản lãnh hóa duyên của mình cảm động Lô Trần Thiên. Đoán chừng bản lãnh chiếm một ít thành, chuyện này có thể chiếm được công nhận của Lô Trần Thiên. Tầng quan hệ với Lô Vĩ chiếm phần lớn. Hoa Hạ chúng ta, nặng nhân tình nặng quan hệ, trong đề bạt, thường thường bản lãnh chỉ chiếm một ít thành, quan hệ nhân tình vẫn xếp hạng vị trí đầu não phải suy nghĩ. Từ quan điểm bản tính con người mà nhìn chuyện này cũng bình thường,
đề bạt người có quan hệ với mình đương nhiên sẽ dễ sai xử hơn người không hề có quan hệ với mình. Nước ngoài cũng không khác gì, mỗi lần thủ tướng mới lên đài, toàn bộ nội các sẽ do thủ tướng xây dựng, cũng chính là tự mình xây dựng một tổ chức của mình. Chẳng qua chuyện này cũng phải có bản lãnh, không có bản lãnh giống như đồng chí bất tài muốn đỡ cũng không đỡ được. Ha ha ha, Tiểu Diệp, Lô Vĩ công tác ở huyện còn cần cậu ủng hộ, tôi tin tưởng hai người có thể nâng đỡ lẫn nhau, các cậu không phải hảo huynh đệ sao? Lô Trần Thiên lại càng lộ ra vẻ thân thiết, giống như một tiền bối dạy dỗ tiểu bối. Cháu hiểu, chú Lô, trước mặt còn có một chuyện, cháu hy vọng chú có thể giúp cháu một tay. Diệp Phàm nhìn Lô Trần Thiên. Cậu nói nghe xem. Lô Trần Thiên cười nói, thầm nghĩ. Tiểu tử này, thật đúng là dám mở miệng, mới vừa tạo dựng quan hệ đã muốn lợi dụng, da mặt sắp dày hơn đít nồi rồi. Chuyện là như vậy, sau khi áp dụng mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, cháu muốn mở rộng đường Đông Tỏa Dương ra 26 mét. Diệp Phàm trình bày cặn kẽ lý do và khó khăn của Đông Tỏa Dương. Lô Trần Thiên trầm mặc một lát, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ chuyện gì, sau nửa giờ mới mở mắt ra, nói. Ừ, ánh mắt của cậu không tệ, nhìn tương đối chuẩn, từ tình huống trước mắt mà nhìn đường Đông Tỏa Dương thực sự đủ chiều rộng rồi. Tuy nhiên, sau khi mạng giao thông lớn Lâm Tuyền được toàn diện nối liền, xung quanh có thể thông nhau ra ngoài thành phố, sau này xe phía ngoài khu vực có lẽ cũng sẽ đi trên con đường giải nhựa của khu kinh tế Lâm Tuyền. Bởi vì con đường này tương đối gần hơn đường giao thông của tỉnh rất nhiều, đây thực sự là một đề nghị tốt. Đương nhiên, nếu muốn mở rộng đường sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Chủ yếu nhất chính là khoản tiền bồi thường cậu đã tính toán xong chưa? Mới vừa rồi người của Ủy ban kiểm tra làm loạn một trận, bản thân tôi có chút bận tâm hợp đồng của các cậu có thể được ký kết hay không, còn nữa san bằng lại nền đất Quỷ Anh Than cũng cần 300 vạn, các cậu đào số tiền đó ở đâu? Chuyện này cháu đã nghĩ đến một số biện pháp, theo lý thuyết 300 vạn tổn thất phải do công ty Võ Thần bồi thường, tuy nhiên bây giờ bên viện kiểm sát còn chưa lấy được, nước xa không cứu được lửa gần. Tuy nhiên khi công ty Võ Thần tham gia gọi thầu có ép xuống khoản tiền 150 vạn đặt cọc, cháu nghĩ, bọn họ khẳng định không cách nào tham gia đấu thầu rồi. Ban đầu chúng cháu có điều kiện khi tham gia đấu thầu, nếu bên gọi thầu vô cớ rút lui thì số tiền đặt cọc đó sẽ không còn. Trừ phi gặp phải trường hợp bất khả khẳng, tỉ như công ty đấu thầu đụng phải thiên tai gì đó, cháu nghĩ, công ty Võ Thần làm ra công trình bã đậu mới mất đi tư cách tiếp tục đấu thầu. 150 vạn đặt cọc đó không thể để bọn họ lấy về phần khoản tiền bồi thường mở rộng đường, cháu sẽ nghĩ cách khác. Ha ha ha, Diệp Phàm cười nói. Tiểu tử cậu, thật có chút chiêu thuật, ha ha. Lô Trần Thiên cười bình thản, thầm nghĩ. Tiểu tử này thật là có chút ít hoa chiêu, công ty Hồng Kông nghe nói chính do hắn ngầm bước tới chứ không phải tự nguyện, chỉ cần có thể đưa kinh tế tiến lên thì đó chính là thành tích. Chú Lô, buổi tối có thể mời chú ngủ lại Lâm Tuyền một đêm không? Diệp Phàm cười khan nói. Ngủ lại, chuyện này sợ không thể, tôi còn có rất nhiều chuyện bận rộn, cậu không nhìn thấy sao, đi cùng tôi còn có chuyên gia, lãnh đạo các bộ phận có liên quan, buổi tối đoán chừng phải tới vùng sát cổng thành Ngư Dương. Ngày mai sẽ tiếp tục tới huyện Cổ Xuyên nghiên cứu điều tra. Lô Trần Thiên lắc đầu, suy nghĩ một lát, trêu chọc nói. Cậu nói xem mục đích muốn tôi ngủ lại là gì, nếu không tôi sẽ đi. Trừ phi cậu có thể tìm ra lý do lưu lại của tôi, nếu không. Chú Lô, cháu muốn ngay đêm nay mở cuộc họp đảng ủy khu kinh tế, muốn mời chú cùng tham gia, nói mấy câu cho mấy đồng chí đảng ủy khu kinh tế, để bọn họ cùng chiêm ngưỡng phong thái của chú Lô. Thể nghiệm tầm nhìn của chú Lô, dù sao ngài là lãnh đạo thành phố, đối mặt với toàn bộ thành phố. Các chuyện phải đối diện rất nhiều, chúng tôi hiếm khi gặp được, là cơ hội khó được. Diệp Phàm tiếp tục nịnh nọt nói. Ha ha, cậu muốn nịnh bợ tôi có phải không? Lý do này không đầy đủ. Bởi vì, tôi tin tưởng, nếu không có tôi, cậu cũng có thể quyết định được chuyện mở rộng đường, còn nói về chuyện chiêm ngưỡng phong thái cũng không cần. Tôi già rồi, còn phong thái gì cho cậu chiêm ngưỡng, ha ha ha. Lô Trần Thiên tiếp tục lắc đầu. Chú Lô, chú đâu có già, chẳng qua khoảng 40 tuổi, đang còn trẻ, ha ha ha. Diệp Phàm cười theo, thầm nghĩ, có phải nên đem thuốc ra đả động Lô Trần Thiên hay không, tiện tay lấy từ trong ngăn kéo một cây thuốc nói. Chú Lô, chú đến Lâm Tuyền làm khách, cháu cũng không có gì đặc biệt biếu chú. Loại thuốc này hút cũng tương đối đã ghiền. Lần trước tiểu tử Lô Vĩ kia còn muốn ăn chặn,
tuy nhiên bị cháu đá đi. Loại thuốc này cháu được một người bạn trong quân đội đưa cho, hút rất thơm, ha ha ha. Thuốc người bạn trong quân đội đưa cho à, đưa tôi xem. Lô Trần Thiên mỉm cười, tiện tay cầm lấy cây khói đang muốn mở ra, đột nhiên dừng lại, thuận mồm hỏi. Có phải là loại vừa hút hay không? Không phải, loại mới hút vừa rồi là Trung Hoa, loại lần này chính là quốc bảo của Hoa Hạ, ha ha. Diệp Phàm giả bộ rất tự nhiên cười nói. Quốc bảo, tốt, quốc bảo càng tốt, cậu đã tốt với Lô Vĩ nhà tôi như vậy, cũng coi như là cháu tôi, hút thuốc của cháu mình cũng không có gì phải ngại, cho nên, chuyện này tôi từ chối cũng không tiện rồi, ha ha ha. Tiểu Diệp tâm thành như vậy, tối nay tôi nghỉ lại Lâm Tuyền một đêm, cảnh sắc Lâm Tuyền rất đẹp, ai, có chút tuổi rồi, ngồi xe đúng là mệt mỏi. Lô Trần Thiên cười ha ha, mặt dày thu nhận. Nếu như Diệp Phàm lấy ra mấy vạn đồng, có lẽ Lô Trần Thiên chẳng thèm ngó tới, bởi vì Lô gia cũng không thiếu tiền, chỉ là loại hàng cấp cao này Lô gia mặc dù thế lực lớn, nhưng cũng giới hạn trong tỉnh Nam Phúc, không kiếm được loại này. Tuy nhiên trong lòng Lô Trần Thiên cũng chấn động thầm nghĩ. Chẳng lẽ là loại hùng miêu đặc biệt, loại mặt hàng này nghe nói là hàng cấp cao nhất, ngay cả quan to cấp tỉnh cũng khó kiếm được, bình thường một số đại tư lệnh của quân khu một năm cũng chỉ có thể kiếm được một cây. Nhiều hơn tuyệt đối là không có. Diệp Phàm kiếm được từ chỗ nào chứ? Tiểu tử này thật là thần bí, lẽ nào sau lưng thật sự có cao nhân, nếu không làm sao có được loại mặt hàng này, chuyện này phải chờ hỏi Lô Vĩ, xem nó có biết không. Chỗ đây của cháu còn thừa một bao bóc dở, mời chú Lô nếm thử. Diệp Phàm cười lấy ra một bao hùng miêu đưa tới, cảm giác mí mắt Lô Trần Thiên đột nhiên khẽ nhảy lên hai cái, sau khi nhận lấy điếu thuốc giả bộ tự nhiên châm lửa hút. Y nhắm mắt thưởng thức, không lâu sau mở mắt, cười nói. Mùi vị rất tinh khiết, quả nhiên là thứ tốt, bao này tôi mang đi. Cậu nhanh chóng đi bàn bạc chuyện ký hợp đồng với Tổng Giám Đốc Tiếu đi, tôi đi hội ý với các chuyên gia một lát. Lô Trần Thiên biết rõ Diệp Phàm muốn mượn uy phong của mình để hắn chấn áp mọi người, tiến hành chuyện mở rộng đường và mạng giao thông lớn Lâm Tuyền. Hơn nữa nghe nói kế hoạch mở rộng đường lúc đó đã bị hội nghị thường ủy huyện bác bỏ. Diệp Phàm đoán chừng là muốn dùng ảnh hưởng của mình đi áp chế Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh. Lô Trần Thiên cũng không vì vậy mà xem nhẹ Diệp Phàm, ngược lại là tương đối thưởng thức. Người ở trong quan trường không biết dựa thế khẳng định không có bao nhiêu tiền đồ, dựa thế có gì không tốt, cũng chỉ là lợi dụng ảnh hưởng có lợi cho mình mà thôi. Đây là chiêu thuật người thông minh thường xuyên dùng. Chương 569, ba chỗ dựa chống đỡ sau lưng. Sau khi nghe nói Phó Chủ tịch thành phố Lô sẽ ở lại thị trấn Lâm Tuyền nghỉ ngơi một đêm, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều khẽ kinh ngạc nhưng cũng âm thầm vui mừng. Lãnh đạo có thể ở lại một nơi đơn giản có hai nguyên nhân. Thứ nhất là tình hình nơi này rất tồi tệ, lãnh đạo muốn lấy nơi này ra nói chuyện. Thứ hai có khả năng y thưởng thức nơi này muốn mượn lần này biểu dương quan viên địa phương đã tạo ra thành tích. Cho nên, hai vị huyện thái gia vội vàng xử lý xong việc gấp trên đầu vội vã chạy đến thị trấn Lâm Tuyền. Tuy nhiên trong lòng vẫn có vẻ thấp thỏm, không biết thái độ của Phó Chủ tịch thành phố Lô rốt cuộc là thưởng thức hay là phê phán. Hơn nữa Ngư Dương vừa mới xảy ra chuyện công trình bã đậu của Phí gia và Tiếu gia, Lô Trần Thiên có thể lấy chuyện này ra giáo dục các cán bộ hay không? Lãnh đạo 6 thị trấn 2 thị xã của khu kinh tế Lâm Tuyền đều được Diệp Phàm tập hợp đến thị trấn Lâm Tuyền, sau khi mọi người ăn xong bữa cơm chiều lập tức bắt đầu mở hội nghị đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền. Kỳ quái là ba người Lô Trần Thiên, Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh cũng không chính thức ngồi ở bàn hội nghị, mà là ngồi ở ba cái ghế sau lưng Diệp Phàm, làm cho người ta cảm giác bọn họ chính là núi dựa chống đỡ của Diệp Phàm, cảnh tượng có vẻ quái dị. Ngoài ra, chuyện này làm cho các bí thư đảng ủy 6 thị trấn 2 thị xã cảm giác có chút giống như tư thế Từ Hy Thái Hậu buông rèm chấp chính vào thời nhà Thanh. Chuyện này khiến cho tất cả đảng ủy viên khu kinh tế Lâm Tuyền đều có vẻ căng thẳng. Mọi người đều ngồi bên bàn hội nghị rất quy củ, cả đám đều móc ra bút sổ ra giả bộ như đang chuẩn bị suy nghĩ chuyện nào đó. Bởi vì quan thế vô hình do ba vị lãnh đạo sau lưng Diệp Phàm liên hợp phát ra quá cường hãn, hơi có chút áp bách 10 vị đảng ủy viên, khiến bọn họ đều có loại cảm giác không thở nổi, đặc biệt bất an. Diệp Phàm thật ra cũng không khá khẩm hơn, dùng 4 chữ để hình dung là đứng ngồi không yên. Hắn luôn cảm giác sau lưng nóng ran. Bởi vì mình cũng nghe thấy rất rõ hơi thở của ba vị lãnh đạo, hội nghị đảng ủy này dưới mắt người ta thật sự không có phân lương nào, trừ ba vị lãnh đạo, tất cả mọi người đều có chút thận trọng. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ,
chúng ta bắt đầu thôi. Trước hết, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Phó Chủ tịch thành phố Lô, Bí thư Cổ, Chủ tịch huyện Vệ Quang Lâm tới khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta chỉ đạo công tác. Diệp Phàm vừa dứt lời, trong phòng họp nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như nước thủy triều, không quan tâm hoan nghênh hay không hoan nghênh nhưng tiếng vỗ tay tuyệt đối phải vang dội, đây chính là vấn đề thái độ đối với lãnh đạo. Tối nay ba người chúng tôi chỉ mang lỗ tai đến nghe, chủ nhân tối nay là các vị, là toàn thể đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền, các vị mở hội nghị đảng ủy quyết sách vấn đề công tác dân sinh của mười mấy vạn dân chúng khu kinh tế Lâm Tuyền, cho nên, các vị không cần quan tâm đến chúng tôi, có lời gì cứ nói, coi như chúng tôi không tồn tại là được. Ha ha ha! Lô Trần Thiên mỉm cười thân thiết, muốn hòa hoãn không khí căng thẳng trong phòng. Chuyện phát sinh ở khu kinh tế Lâm Tuyền hôm nay chắc hẳn các vị đều nghe nói rồi, tình huống cụ thể của chuyện này trước hết chủ nhiệm Trương Quốc Hoa sẽ thông báo cụ thể cho mọi người. Diệp Phàm thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc nói. Các đồng chí, xế chiều nay đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố đột nhiên tới khu công nghiệp Quỷ Anh Than thuộc khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta. Trương Quốc Hoa cặn kẽ trình bày lại chuyện phát sinh, tuy nhiên cũng không tạo ra bao nhiêu xôn xao. Bởi vì tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều biết rõ, chỉ là không ai dám phát ra tiếng, sợ làm cho phí ra kẻ đầu trò gây tội dẫn tới chuyện này mất hứng. Hiện giờ trong các đảng ủy viên đang ngồi, bí thư Phí Tiểu Nguyệt của thị trấn Vũ Khê, bí thư Phí Quốc Tư của xã Khanh Hương đều là thân thích của Phí Mặc, nếu lời vừa ra khỏi miệng cũng rất có khả năng lập tức truyền tới tai bí thư khối đảng ủy huyện Phí Mặc, cho nên, các vị bí thư đều chọn lựa thái độ quan sát, cẩn thận không lên tiếng. Diệp Phàm nhìn thấy loại tình huống có vẻ yên ắng này, nhấp một ngụm trà, lớn tiếng thở dài, vô cùng đau lòng nói. Chuyện này thật làm người ta đau lòng, công trình Quỷ Anh Than lại có thể xuất hiện công trình bã đậu, 300 vạn quăng vào coi như mất trắng. Các đồng chí, đó là 300 vạn không phải là 1-2 đồng, có thể làm được bao nhiêu chuyện. Chủ yếu nhất chính là còn ảnh hưởng đến danh dự khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta. Các vị thử nghĩ xem, thương nhân Hồng Kông tới đầu tư. Sau khi nghe nói chuyện này, người ta lập tức muốn lật đổ hiệp định ban đầu đã ký kết. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, bọn họ là bên có lý. Bọn họ nói, chúng ta vi phạm hiệp ước trước, có lý do gì để phản bác, cũng may người ta cho chúng ta thời gian 25 ngày, chỉ 25 ngày. Theo lý mà nói đây là việc xấu bên trong khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta, tục ngữ không phải nói trong nhà có chuyện không hay thì nên đóng cửa bảo nhau hay sao. Tuy nhiên tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ, chuyện này nhất định phải nói ra. Chúng ta nói ra cũng không có gì phải sợ, cái mà chúng ta phải chú ý là gì, đó là nhất định phải lấy chuyện này làm gương, từ đó rút ra bài học, đây chính là chuyện chúng ta nên chú ý, trong chuyện này tôi phải phê bình đồng chí Mâu Dũng của thị trấn Lâm Tuyền. Lúc ấy đồng chí là bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền, mặc dù nói chuyện ở Quỷ Anh Than là chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình một tay chịu trách nhiệm, nhưng đồng chí cũng không thể trốn tránh trách nhiệm lãnh đạo. Đồng chí là bí thư đảng ủy thị trấn, là nhân vật số một thị trấn Lâm Tuyền, lãnh đạo chính quyền đảng, đây là tôn chỉ của đảng, đồng chí không được quên. Đương nhiên, tôi nói như vậy cũng không phải muốn xử phạt đồng chí Mâu Dũng gì cả, mà chỉ yêu cầu đồng chí sau khi trở về phải nghiêm khắc suy nghĩ lại, rút ra bài học kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa. Chủ tịch thành phố Lô, bí thư Cổ, chủ tịch huyện Vệ, chủ nhiệm Diệp. Chuyện này tôi thật sự không thể trốn tránh trách nhiệm, lúc ấy tôi chính là lãnh đạo thị trấn Lâm Tuyền, giám thị bất lực, để mặc loại sâu mọt Hoàng Hải Bình lạm dụng chức quyền, cấu kết với Phí Vũ Vân tạo thành tổn thất lớn như thế cho đảng và chính quyền, cho nhân dân khu kinh tế Lâm Tuyền, xin lãnh đạo phê bình, xử phạt tôi. Mâu Dũng đỏ bừng mặt, đứng lên nghiêm khắc tự phê bình. Bí thư Mâu, lần trước thị trấn Lâm Tuyền các anh mượn khoản tiền 500 vạn chuyên dụng sửa đường của khu kinh tế. Trước kia thị trấn Lâm Tuyền không có tiền, chúng tôi cũng không nên nói gì. Tuy nhiên thời gian trước tập đoàn điện lực thành phố đã đem khu chung cư của trạm phát điện Ngụ Lại Nguyên xã Miếu Khanh, tòa nhà ủy ban nhân dân của xã Miếu Khanh tổng cộng bán đi thu được khoản tiền nghe nói tới 800 vạn. Tôi nghĩ, hiện tại mạng giao thông lớn Lâm Tuyền đang đứng ở thời kỳ khó khăn, tài chính nghiêm trọng khan hiếm. May là chủ nhiệm Diệp đi Hồng Kông quay một vòng trở lại nghe nói vừa kiếm được 200 vạn. Tuy nhiên lỗ hổng tài chính sửa đường đoán chừng còn tương đối lớn. Xã Sài Mộc và xã Khanh Hương chúng tôi cách trung tâm Lâm Tuyền xa nhất, tình hình kinh tế chắc hẳn các vị lãnh đạo đang ngồi cũng biết. Chủ nhiệm Diệp vốn tính toán lấy Lâm Tuyền làm trung tâm,
lấy con đường ở đập Thiên Thủy kia làm chủ tuyến bắt đầu giải nhựa đường, nhưng tới xã Khanh Hương và xã Xài Mộc chúng tôi cũng không có tiền để giải nhựa đường. Ngay cả cây cầu nối liền xã Khanh Hương và thị trấn Tà Nham có lẽ nhất thời cũng không thể xây dựng được, bởi vì lúc ấy không có tiền, chúng tôi cũng không nói gì cả. Chúng ta không thể làm khó lãnh đạo, làm khó chủ nhiệm Diệp. Tuy nhiên bây giờ không giống như thế, Bí Thư Mâu đã lấy được 800 vạn từ Tập đoàn Điện lực thành phố. Tôi nghĩ khoản tiền 500 vạn mà các vị mượn ban đầu có phải nên trả lại cho khu kinh tế Lâm Tuyền rồi hay không? Nếu có thêm số tiền 500 vạn này, tôi tin tưởng chủ nhiệm Diệp hẳn sẽ suy nghĩ lại một lần nữa có nên ưu tiên xây dựng cây cầu lớn nối liền với xã Khanh Hương hay không. Nếu không, nhân dân Lâm Tuyền được đi đường nhựa, nhân dân xã Xài Mộc và xã Khanh Hương chúng tôi còn phải dựa vào đôi chân qua sông, nếu không thì phải đi đường vòng chạy lên gần 20 dặm từ thị trấn Quy Hồ đến huyện. Đối với chuyện này, tôi hy vọng Bí Thư Mâu cũng có thể cho các đồng chí của 6 thị trấn 2 thị xã chúng tôi một lời giải thích. Phí Quốc Tư là con chó của Phí gia, vừa thấy Diệp Phàm và Mâu Dũng đem mũi nhọn chĩa vào công ty võ thần của nhà họ Phí Ngư Dương. Hơn nữa Mâu Dũng lại càng nói thẳng không ngại ngần, giờ đại đao bổ về phía Phí Vũ Vân, trong lòng tức giận vội vàng cũng rút ra khoản tiền 500 vạn của thị trấn Lâm Tuyền mượn dùng trước kia làm đại đao, đâm thẳng về hướng Mâu Dũng. Tâm tư của Phí Quốc Tư đương nhiên là muốn dùng chuyện này làm cái cớ di chuyển tầm mắt của mọi người trong phòng họp, không để ánh mắt nhìn chăm chú vào công ty võ thần Phí gia. Mặc dù hôm nay không phải là hội nghị thường ủy huyện, không thể làm gì Phí gia, nhưng hai đầu sỏ huyện ủy và phó chủ tịch thường vụ thành phố Lô Trần Thiên đang ngồi sau lưng Diệp Phàm, chuyện này thật quá khó khăn. Không sai, nếu Lâm Tuyền đã có tiền rồi, nên nhổ ra một phần trả lại cho khu kinh tế, cũng không thể nói thị trấn Lâm Tuyền các anh ăn chén lớn thịt, dùng bát to giả bộ, uống rượu ngon. Ngay cả bát súp cũng không cho những xã xa xôi như xã Xài Mộc và Khanh Hương. Bí thư Phí Tiểu Nguyệt lập tức mở miệng hợp sức với Phí Quốc Tư, hai người kết hợp đưa đầu súng chĩa về phía Mâu Dũng nhả đạn. Thật ra bên trong còn trộn lẫn ân oán của bốn gia tộc lớn ở Ngư Dương, bởi vì Mâu Dũng là cháu ngoại của Ngọc Hoài Nhân của Ngọc gia Ngư Dương. Xế chiều hôm nay, Phí gia và Tiếu gia Ngư Dương đều vì vấn đề công trình mà gặp xui xẻo, còn Ngọc gia và Tạ gia lại không có tổn thương gì. Phí gia và Tiếu gia đương nhiên tức giận, ra sức muốn kéo lưng, nếu chịu xui xẻo vậy tứ đại gia tộc Ngư Dương cùng chịu không phải sẽ tốt hơn. Nếu Mâu Dũng và Ngọc gia có thân thích, không lấy y khai đao còn khai đao với người nào. Diệp Phàm đương nhiên cũng vui vẻ để mọi người ép Mâu Dũng trả tiền lại rồi, có ai chê tiền nhiều bao giờ. Thật ra người khởi xướng chuyện này nghiêm khắc mà nói chính là đồng chí Diệp Phàm. Tiền của Tập đoàn Điện lực thành phố vừa nhập vào sổ sách của thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm đã giao đãi cho Đoàn Hải đi tung tin có liên quan đến chuyện này, đương nhiên là rất mịt mờ, không ai phát hiện được. Mục đích đơn giản còn không phải khiến cho lãnh đạo đảng ủy mấy thị xã khác bất mãn, sau đó gây ra chuyện gì đó ép Mâu Dũng trả nợ mấy trăm vạn không phải chuyện càng hoàn mỹ. Ban đầu trong lòng đám người Liễu Chính và Trung Minh Đào cũng là không phục, đương nhiên đều đỏ mắt nhìn chằm chằm vào số tiền lớn của thị trấn Lâm Tuyền. Mấy người bọn họ vốn đã sớm thương lượng đồng loạt làm khó dễ đối với thị trấn Lâm Tuyền, tuy nhiên bây giờ nhìn thấy hình như chuyện này đã xảy ra thành kiến, tính chất thay đổi, biến thành tranh chấp của tứ đại gia tộc Ngư Dương, cho nên tạm thời mấy người bọn họ cũng không tham gia vào, chỉ ở một bên yên lặng quan sát. Đồng chí Tiểu Nguyệt, cô không thể nói như vậy, nghe nói thị trấn Lâm Tuyền trước kia mượn dùng 500 vạn là có một số nguyên nhân, chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu Lâm Tuyền. Trong tình huống lúc đó cũng không còn cách nào, tôi nghĩ trong lòng các vị đang ngồi đây đều hiểu rõ chuyện này, tôi không nói nhiều. Phó chủ nhiệm Ngọc Xuân Thiền là người nhà họ Ngọc, đương nhiên ngồi không yên, tức thì đứng ra cãi lại cho Mâu Dũng. Chương 570, dồn ép trả nợ. Ha ha, chủ nhiệm Ngọc, cũng không thể nói như vậy. Đương nhiên lúc ấy thị trấn Lâm Tuyền mượn dùng 500 vạn chuyên dụng sửa đường là có nguyên nhân đặc thù nhất định. Tuy nhiên bất kể là nguyên nhân gì, thiếu nợ trả tiền là chuyện rất bình thường. Hơn nữa chúng tôi cũng không nói Bí Thư Mâu nhất định phải trả hết 500 vạn, chí ít cũng phải trả một phần có phải không? Thị trấn Quy Hồ cách khu trung tâm Lâm Tuyền rất xa, theo như kế hoạch ban đầu của Diệp Phàm, nếu không có tiền thị trấn này sẽ tạm thời gác sang một bên, nghĩa là không cách nào giải nhựa đường, tạm thời chỉ có thể san bằng và mở rộng. Liễu Chính làm Bí Thư thị trấn Quy Hồ, đương nhiên hoàn toàn không cam lòng, tuy nhiên khi Diệp Phàm quyết định, y cũng không tiện đứng ra phản đối, huống chi lỗ hổng tài chính lúc ấy đúng là quá lớn,
có ép Diệp Phàm cũng không lấy ra tiền. Hơn nữa Liễu Chính có quan hệ tương đối tốt với Diệp Phàm, cho nên lúc ấy đành bỏ qua, bây giờ tình huống có biến hóa, Liễu Chính mơ hồ nhìn thấy manh mối gì đó trong ánh mắt Diệp Phàm. Có lẽ chủ nhiệm Diệp Phàm của khu kinh tế cũng chủ trương đòi tiền thị trấn Lâm Tuyền. Hơn nữa lần này là ép Mâu Dũng của thị trấn Lâm Tuyền, chứ không có quan hệ gì đến Diệp Phàm. Nếu là Diệp Phàm nhất định sẽ vui mừng nhìn thấy tình huống như thế. Thị trấn Lâm Tuyền tuy nói cũng trực thuộc khu kinh tế Lâm Tuyền, nhưng tiền trong túi áo người khác dù sao dùng cũng không thoải mái như trong túi tiền của mình. Ừ, không sai, thị trấn Giác Lâm chúng tôi cách khu vực trung tâm cũng quá xa, nếu có 500 vạn thì có thể thay đổi kế hoạch ban đầu, trải nhựa lên mặt đường. Chủ nhiệm Diệp, anh cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy. Thị trấn Lâm Tuyền trực thuộc khu kinh tế Lâm Tuyền, thị trấn Giác Lâm chúng tôi cũng trực thuộc khu kinh tế Lâm Tuyền. Hơn nữa chỗ chúng tôi còn thuộc về khu vực vùng núi xa xôi, muốn phát triển kinh tế địa phương so với vị trí địa lý của Lâm Tuyền càng khó khăn hơn, theo như chính sách hiện hành của quốc gia mà nhìn, trên văn kiện cũng có quy định ưu tiên cho khu vực miền núi khó khăn. Bí thư Tống Ninh Giang của thị trấn Giác Lâm bình thản nói. Bởi vì Diệp Phàm trước kia là thuộc hạ của y, cho nên quan hệ cũng không tồi. Chủ nhiệm Diệp, thị trấn Nam Khê nằm ở đoạn đường trung gian giữa Lâm Tuyền với vùng sát cổng thành, cực kỳ trọng yếu. Trước kia vì nguyên nhân đặc thù, khiến đường giao thông của tỉnh từ thành phố Phúc Xuân đến thị trấn Vũ Khê, đoạn đường từ thị trấn Vũ Khê đến Lâm Tuyền, rồi đến đoạn Nam Khê bị chặt đứt giống như bệnh chốc đầu, không được trải nhựa, con đường này là đường giao thông của tỉnh. Khách tới từ bên ngoài đầu tiên sẽ nhìn thấy con đường này, cho nên hai đoạn đường này khẳng định phải trải nhựa. Một khi hai đoạn đường này được chúng tôi trải nhựa chẳng khác nào trải nhựa toàn diện con đường giao thông của tỉnh bên trong Ngư Dương chúng ta. Thứ nhất, mặt mũi của Ngư Dương chúng ta cũng dễ nhìn hơn một chút, thứ hai cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố. Nếu không khách đến đây nhìn thấy đường giao thông của tỉnh bên trong Ngư Dương chúng ta biến thành hình dạng như vậy, trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bí thư Trung Minh Đào của thị trấn Nam Khê khi nói chuyện còn kéo theo bí thư Phí Nguyệt của thị trấn Vũ Khê, tạo thành quan hệ đồng minh tạm thời. Hơn nữa, một câu nói của Trung Minh Đào đã đánh trúng vào điểm quan trọng. Sau khi nói xong ngồi xuống, trong lòng Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều cuộn sóng. Hai người cũng đã sớm có kế hoạch muốn trải nhựa con đường này, thế nhưng khổ nỗi trước mặt toàn bộ huyện đang chú trọng phát triển kinh tế nhất, tới chỗ nào rút ra chừng 600 vạn trải nhựa hai đoạn đường này. Phí Tiểu Nguyệt đương nhiên lập tức ở bên cạnh gật đầu xác nhận. Thật ra 800 vạn mà Lâm Tuyền chúng tôi lấy về cũng chỉ còn lại. Mâu Dũng liên tiếp thốt ra hai chữ còn lại nhưng không thể nói hết câu. Hơn nữa ánh mắt cứ luôn mịt mờ liếc nhìn Diệp Phàm, nói không nên lời. Y dĩ nhiên muốn nói 800 vạn đó vì lúc ấy muốn nhờ cậy chủ nhiệm Diệp Phàm ra tay, bị khu kinh tế Lâm Tuyền chia cắt đi ba thành, cũng chính là 240 vạn. Trên thực tế chỉ còn 560 vạn, nếu như trả lại cho khu kinh tế Lâm Tuyền 500 vạn, thị trấn Lâm Tuyền cũng chỉ còn lại 60 vạn. Nếu quả thật như vậy, Mâu Dũng và chủ tịch thị trấn Tạ Đoan đoán chừng giận đến mức nhảy lầu, kiếm về 800 vạn, kết quả cuối cùng còn 60 vạn, vậy thì kiếm về làm gì? Tuy nhiên lúc đó mình và Tạ Đoan đi nhờ cậy Diệp Phàm, cho nên Mâu Dũng cũng không tiện đem chuyện này nói ra trong hội nghị đảng ủy khu kinh tế. Chuyện như vậy cũng không hay ho gì. Nếu quả thật nói ra, nhất định sẽ khiến chủ nhiệm Diệp Phàm tức giận, sau này còn muốn nhờ cậy hắn giúp đỡ chuyện gì, người ta nhất định sẽ không ra tay nữa. Hơn nữa, Diệp Phàm tốt xấu gì cũng là một chủ nhiệm, nếu thật sự đắc tội, hắn cũng có rất nhiều cách kiềm chế thị trấn Lâm Tuyền, Mâu Dũng đương nhiên không muốn trực tiếp chọc giận chủ nhiệm Diệp. Mọi người về căn bản đều đã lên tiếng, trừ Mâu Dũng, Ngọc Xuân Thiền ra, Diệp Phàm vẫn không lên tiếng. Phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa cũng yên lặng. Lãnh đạo của 7 thị xã khác dù ít dù nhiều đều mịt mờ biểu thị ý tứ yêu cầu Mâu Dũng trả lại tiền. Chủ nhiệm Quốc Hoa, anh nói ý kiến của mình xem. Hôm nay vừa lúc có Phó Chủ tịch thành phố Lô, Bí thư Cổ và Chủ tịch huyện Vệ ở đây, chúng ta cũng quyết định luôn. Diệp Phàm nhấp hớp trà nói, trái lại muốn nghe thái độ của Phó chủ nhiệm Thường vụ Khu Kinh tế Trương Quốc Hoa trước. Tôi không có gì để nói. Trước kia khu kinh tế Lâm Tuyền còn chưa được thành lập, tôi cũng còn đang công tác ở thành phố. Đối với một số vấn đề cũ còn sót lại của khu kinh tế Lâm Tuyền, tôi tôn trọng suy nghĩ mà các đồng chí đề xuất. Trương Quốc Hoa nói nước đôi, cũng không bày tỏ thái độ chính xác.
Hai chữ tôn trọng cũng khiến một số người suy nghĩ, rốt cuộc là tôn trọng trả tiền hay là tôn trọng không cần trả tiền. Y cũng không biểu thị rõ ràng. Tuy nhiên phát ngôn của y cũng sớm nằm trong dự liệu của Diệp Phàm. Tốt lắm, tôi thấy như vậy đi. Thị trấn Lâm Tuyền lấy được 800 vạn của Tập đoàn Điện lực thành phố từ việc bán Ủy ban Nhân dân xã Miếu Khanh. Lúc ấy đồng chí Mâu Dũng thật ra cũng rất ủng hộ chúng ta xây dựng khu kinh tế, biết khu kinh tế chúng ta còn chưa có tòa nhà làm việc chuyên môn, cho nên tự mình đề xuất nộp cho khu kinh tế khoản tiền 240 vạn để giúp khu kinh tế xây dựng tòa nhà văn phòng và tòa nhà ký túc xá. Hành động của đồng chí Mâu Dũng, tôi rất thưởng thức. Mâu Dũng nghe Diệp Phàm nói như vậy, trong lòng giống như uống mật rất là thoải mái, ánh mắt nhìn Diệp Phàm cũng thân thiết hơn. Thật ra Diệp Phàm làm như vậy đương nhiên là có ý tứ tranh thủ tình cảm của Mâu Dũng, tránh cho tiểu tử này ra sức ngáng chân mình trong hội nghị đảng ủy sau này. Hơn nữa người này bối cảnh thâm hậu, trong thành phố có một nhóm thân thích chống đỡ, cũng không lợi cho đắc tội quá mức. Đương nhiên, muốn hoàn toàn lôi kéo Mâu Dũng vào trong trận doanh của mình là không thể nào, bởi vì Diệp Phàm biết Mâu Dũng có quan hệ với Ngọc Gia Ngư Dương, y nhất định sẽ ra tay xuất phát từ ích lợi của Ngọc Gia. Diệp Phàm nhấp hớp trà, lại một lần nữa nhìn lướt qua mấy lãnh đạo thị xã có vẻ ngạc nhiên, bình thản nói. Tuy nhiên, tiền đương nhiên cũng phải trả không được. Mọi người xem như vậy có được không? Tôi đề xuất suy nghĩ này, các đồng chí có thể nghị luận. Khu kinh tế Lâm Tuyền trước kia mượn dùng 500 vạn cũng có một số nguyên nhân đặc thù, trả thiếu một chút cũng không sao, đề xuất 200 vạn đi. Chuyện này coi như kết thúc. 300 vạn còn lại cũng phải cho Bí Thư Mâu và Chủ tịch Thị trấn Tạ lưu lại một số ứng dụng linh hoạt. Tôi nghĩ 360 vạn cũng đủ cho Bí Thư Mâu và Chủ tịch Thị trấn Tạ dùng một thời gian ngắn rồi. Tôi biết, Lâm Tuyền nằm ở vị trí trung tâm, các mặt chi phí lớn hơn nơi khác một chút, các đồng chí thấy thế nào? Sau khi Diệp Phàm nói xong vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười liếc nhìn mọi người, thấy tất cả đều tỏ vẻ trầm mặc. Qua mấy phút đồng hồ, hắn thấy mọi người không ai lên tiếng. Diệp Phàm cười nói. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bí Thư Mâu theo anh thì sao? Được, ngày mai tôi sẽ gọi bên sở tài chính đem tiền nhập vào sổ sách của khu kinh tế. Tuy nhiên tôi hy vọng chuyện này hoàn toàn kết thúc, không hy vọng sau này có người lấy chuyện này ra lẩm bẩm gì đó. Sắc mặt Mâu Dũng tương đối khó coi, tựa hồ đã tức giận tới cực điểm, hai nắm đấm dưới bàn vang lên răng rắc. Chuyện này tôi có thể bảo đảm, chuyện này kết thúc tại đây. Đương nhiên, 200 vạn Bí Thư Mâu đại nghĩa trả lại, tôi sẽ suy nghĩ dùng ở xã Khanh Hương và xã Xài Mộc. Mọi người cùng nhau cố gắng, tranh thủ giải nhựa toàn bộ mặt đường của 6 thị trấn 2 thị xã trực thuộc khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta. Chúng ta có thể phân giai đoạn áp dụng, nếu đã chọn lựa phương thức gọi thầu, cũng có thể gọi công ty xây dựng ứng ra trước một phần, chúng ta lại tới ngân hàng vay vốn, các vị có thể phát huy năng lượng. Lên thành phố thậm chí là lên tỉnh để hóa duyên. Chuyện này cũng không có gì mất thể diện, có người còn phong cho tôi danh hiệu đại sư hóa duyên. Thật xin lỗi, hình như đó là tiếng khen phó chủ tịch thành phố Lô lần trước dành cho tôi. Diệp Phàm nhất thời nói lộ ra miệng, vội vàng đứng lên xoay người nói với Lô Trần Thiên hơi bối rối ở phía sau. Ha ha ha, trong phòng họp nhất thời vang lên tiếng cười do Lô Trần Thiên dẫn đầu. Hóa duyên có gì không tốt? Chúng ta là vì mong muốn dân chúng có thể có cuộc sống hạnh phúc mới đi hóa duyên, nó khác bản chất đi hóa duyên tư lợi cho cá nhân mình, cho nên chuyện này cũng không có gì mất thể diện. Nếu nói ra chúng ta đều là đại sư hóa duyên, lấy tôi ra làm ví dụ, không phải cả ngày đều chạy lên tỉnh, thậm chí còn phải chạy lên Bộ Tài chính thủ đô, không phải vì muốn kiếm ít tiền cho thành phố chúng ta. Chúng ta chỉ cần không thẹn lòng với trời đất là được. Đem mỗi đồng tiền hóa duyên có được dùng cho dân chúng cũng không có gì mất thể diện, ngược lại rất vinh quang. Chủ nhiệm Diệp có thể nhận được danh hiệu đại sư hóa duyên, điều này nói rõ đồng chí ấy một lòng đem lợi ích của dân chúng đặt trong lòng. Đại sư hóa duyên như vậy, tôi thấy chính là anh hùng, là một vị quan viên tốt có thể thành thực mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng. Đương nhiên, hóa duyên quan trọng, dùng tiền hóa duyên có được vực dậy kinh tế, phục vụ cho nhân dân còn quan trọng hơn. Chúng ta căn bản là muốn phát triển kinh tế, nước Mỹ vay nợ bên ngoài là nhiều nhất, thế nhưng người ta dùng tiền vay mượn vực dậy kinh tế quốc gia mình, đây chính là mượn lực mà làm. Chúng ta muốn hóa duyên, tuy nhiên cũng không thể trở thành một quan viên chỉ biết ngồi, biết chờ, biết dựa, biết đòi. Mà phải khai thác tư tưởng,
dùng thị giác đặc biệt mưu cầu phúc lợi cho lão bách tính, tạo phúc cho nhân dân. Tuy nhiên người gọi đồng chí Diệp Phàm là đại sư hóa duyên sớm nhất cũng không phải là tôi, mà là người khác. Mọi người muốn biết không? Ha ha! Lô Trần Thiên nói tới đây vẻ mặt thần bí, liếc mắt nhìn mọi người. Ồ, còn có người gọi sớm hơn, vậy chúng tôi xin mời Phó Chủ tịch thành phố Lô tiết lộ một chút thì thế nào? Cổ Bảo Toàn tức thời bồi thêm một câu làm không khí thêm sinh động. Đúng vậy, Phó Chủ tịch thành phố Lô, có thể tiết lộ một chút không? Lúc này Vệ Sơ Tinh cũng cười, cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ. Không phải vị lãnh đạo thành phố kia cũng gọi tiểu tử này là đại sư hóa duyên chứ? Chương 571, lại nổi phân tranh. Mọi người còn nhớ trận thảm án ở đập Thiên Thủy chứ, lúc ấy đồng chí Diệp Phàm bị thương. Bí thư Chu đại diện thị ủy còn đích thân tới bệnh viện thăm đồng chí Diệp Phàm. Lúc ấy đồng chí Diệp Phàm hình như chỉ là một thôn quan trú ở đập Thiên Thủy, khi bí thư Chu tới, đồng chí Diệp Phàm rất lợi hại, bí thư Chu hỏi đồng chí ấy muốn đề xuất yêu cầu gì, đồng chí ấy vừa lên tiếng đã bảo bí thư Chu dò ra chút tiền sửa đường cho đập Thiên Thủy. Ha ha ha! Lô Trần Thiên cười một tiếng nhất thời làm cả sảnh đường cùng cười theo. Y nói tiếp. Cho nên, thời gian trước khi bí thư Chu tới khu kinh tế Lâm Tuyền đột nhiên nhớ ra đồng chí Diệp Phàm, cười nói, anh chàng đó đúng là một đại sư hóa duyên, cho nên, sau này khi tôi đến khu kinh tế lật bài mới nhớ ra câu nói này, thật ra người khởi xướng chính là bí thư Chu của chúng ta, ha ha. Lô Trần Thiên thoải mái cười, những người khác cũng ở yên lặng cười thầm. Chuyện lớn liên quan đến bí thư thị ủy Chu, không có ai dám cười. Tuy nhiên trong lòng ai nấy đều âm thầm hoảng sợ, cảm giác tiểu tử này làm sao số tốt như vậy, lại có thể lưu lại một cái bóng trong lòng bí thư Chu. Bí thư Chu ngoài miệng nói đùa là đại sư hóa duyên, thật ra trong lời nói rất có mùi vị thưởng thức. Hơn nữa, đừng xem thường cái bóng này, nó có trợ giúp rất lớn đối với con đường thăng quan sau này của Diệp Phàm. Trong lòng lãnh đạo mấy thị xã, cho tới đám người Trương Quốc Hoa và Ngọc Xuân Thiền đương nhiên cảm thấy mùi vị chua xót. Bọn họ biết, muốn lưu lại một ấn tượng trong lòng lãnh đạo thị ủy là một chuyện khó khăn như thế nào, tầng thứ của mình còn chưa tới, chỉ có thể thở dài thầm trách Diệp Phàm may mắn mà thôi. Đề tài thảo luận tiếp theo chính là chuyện mở rộng đường Đông Tỏa Dương của thị trấn Lâm Tuyền. Trong tay các đồng chí đều có một tập tài liệu chi tiết, tôi nghĩ, sau khi Lâm Tuyền được nối liền toàn diện, lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, xe cộ lui tới sẽ tăng nhanh. Tất cả xe cộ đều đi qua con đường Đông Tỏa Dương, chuyện mở rộng đường đã rất cấp bách, nếu bây giờ không mở rộng, chờ sau này tất cả mọi người xây xong phòng ốc còn muốn khuếch trương, tốn hao thời gian, nhân lực, tiền bạc nhiều hơn. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến thị trấn Lâm Tuyền cho nên tôi đã đặc biệt gọi chủ tịch thị trấn Tạ tới dự thính hội nghị. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chủ nhiệm Diệp, chuyện mở rộng đường trước kia cũng đã thử qua rồi. Vấn đề bồi thường đất đai xử lý rất khó khăn, chủ yếu nhất vẫn là số tiền bồi thường sau khi lùi nhà khỏi mặt đường quá mức khổng lồ. Lần trước tính toán bước đầu không có 300 vạn thì không thể giải quyết được, nếu bắt thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi phải gánh vác số tiền này thì không thể nào gánh vác nổi, vẫn xin chủ nhiệm Diệp suy nghĩ lại, xem có thể không mở rộng đường được không. Hơn nữa còn phải xây đường giống như trên thành phố. Chủ tịch thị trấn Tạ Đoan là người đầu tiên đứng lên chất vấn cộng thêm phản đối. Bởi nếu chuyện mở rộng đường nện xuống thị trấn Lâm Tuyền, y sẽ phải lĩnh cả, mới vừa rồi 800 vạn lấy được từ tập đoàn điện lực hiện giờ chỉ còn lại 360 vạn, chủ tịch thị trấn Tạ Đoan đau lòng đến thiếu chút nữa ngất đi. Nếu còn muốn mở rộng đường đoán chừng còn phải tốn 300 vạn tiền bồi thường, nếu thật sự làm như vậy thì số tiền kiếm được từ tập đoàn điện lực sẽ không còn gì nữa. Chuyện này đương nhiên Tạ Đoan và Mâu Dũng đều không muốn nhìn thấy. Chủ nhiệm Diệp. Lần trước hội nghị thường ủy huyện cũng thảo luận quyết định, mở rộng đường thì nhất định phải mở rộng, nhưng không phải là 26 mét mà là 12 mét. Tôi nghĩ, đường phố của một thị xã, 12 mét là đủ rộng rồi. Nếu làm quá lớn ngược lại có chút lãng phí có phải không? Mâu Dũng cũng cố lên gân mở miệng, cùng Tạ Đoan hai người hợp lại ép Diệp Phàm. Đương nhiên, Diệp Phàm bây giờ là phó chủ tịch huyện. Tỷ như thích làm lớn thích công to những lời nói đả thương người này cũng không dám quăng ra nữa. Chẳng qua, Mâu Dũng cũng rất thông minh, bày ra ở hội nghị thường ủy huyện, đương nhiên là muốn phản chế Diệp Phàm. Đương nhiên, lãnh đạo của những thị xã khác thấy chuyện này không có liên quan đến bọn họ, cũng vui vẻ xem cảnh náo nhiệt trước rồi hãy nói.
Nếu quả thật liên lụy đến mình thì mới nói, nếu có thể thấy Mâu Dũng và Tạ Đoan gặp xui xẻo, bọn họ lại càng thoải mái, chỉ mong sao Diệp Phàm cứ tiếp tục áp chế Tạ Đoan và Mâu Dũng kêu bọn họ bỏ tiền ra thì càng thích thú. Trước hết nói về chuyện đổi đường, chuyện này do trưởng phòng Thiết Minh Hạ chịu trách nhiệm trình bày kế hoạch. Diệp Phàm quay sang trưởng phòng kế hoạch khu kinh tế Thiết Minh Hạ gật đầu. Xin chào các vị lãnh đạo, tôi là Thiết Minh Hạ người phụ trách phòng kế hoạch khu kinh tế. Ban đầu trước khi tiến hành bản kế hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, chủ nhiệm Diệp đã mời chuyên gia viện thiết kế tới từ Thủy Châu kiểm tra bàn bạc, cuối cùng cho cũng đưa ra kết luận. Nếu như mạng giao thông lớn Lâm Tuyền toàn diện được nối liền, sau khi trải nhựa mặt đường, lưu lượng xe cộ qua lại so với hiện tại sẽ tăng trưởng gấp 5 lần. Thiết Minh Hạ vừa nói đến đây Tạ Đoan lập tức phản bác nói. Không thể nào, khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta tuy nói là trung tâm của 6 thị trấn 2 thị xã, trên thực tế chỉ là trung tâm của thị xã phía dưới huyện Ngư Dương chúng ta, cũng không phải là trung tâm toàn bộ tỉnh hoặc toàn bộ thành phố, chỉ là khu kinh tế huyện mà thôi, làm sao có thể làm cho lưu lượng xe cộ gia tăng gấp 5 lần. Con số này quá dọa người, đừng nói là một thị trấn Lâm Tuyền, chính là vùng sát cổng thành huyện Ngư Dương chúng ta cũng không thể có lưu lượng xe cộ lớn như vậy. Tạ Đoan trước hết đề xuất chất vấn con số lưu lượng xe cộ. Mục đích mở rộng đường đương nhiên là lo lắng sau này lượng xe thông qua thị trấn Lâm Tuyền quá nhiều tạo thành mặt đường quá chật, phát sinh kẹt xe, tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn người dân. Nếu như không có lượng xe cộ lớn đi qua, cần gì phải mở rộng đường? Chuyện đó đương nhiên là chuyện hao tài tốn của, Diệp Phàm mở rộng đường có chút khiến người khác khó hiểu, có chút hiểm nghi hắn làm công trình thể diện. Chủ tịch thị trấn Tạ, xin nghe tôi nói xong. Thiết Minh Hạ lễ phép nói. Có vẻ hơi tức giận khi thấy Tạ Đoan cắt ngang lời mình. Thật xin lỗi, anh nói tiếp đi, tôi nghe. Tạ Đoan cũng rất lễ phép, đương nhiên vì có đám người phó chủ tịch thành phố Lô và Cổ Bảo Toàn đang ở đây, nếu không Tạ Đoan làm sao khách khí như thế. Chuyện mở rộng đường thật ra đúng là chủ nhiệm Diệp có tầm nhìn cao hơn, bao quát phạm vi rộng rãi toàn diện kế hoạch, hơn nữa lúc ấy thảo luận với các chuyên gia trong tỉnh hồi lâu mới quyết định. Khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta lấy thị trấn Lâm Tuyền làm khu trung tâm triển khai, một khi đường thông suốt toàn diện, mặt đường được giải nhựa, hơn nữa lần này độ rộng mặt đường đạt đến 12 mét, so với đường giao thông bình thường của tỉnh cũng cao cấp hơn. Theo chuyên gia và chủ nhiệm Diệp suy đoán, hướng Tây Bắc xe từ địa khu Đức Bình tới cũng sẽ không đi đường vòng qua thành phố Phúc Xuân rồi đến Mạc Hương nữa, mà sẽ rẽ sang bên Lâm Tuyền trực tiếp xuyên thủng thành phố Phúc Xuân đến Mạc Hương. Hơn nữa xe từ địa khu Đức Bình tới tỉnh Tích Ninh nhất định sẽ đi theo con đường Lâm Tuyền của chúng ta. Chủ nhiệm Diệp còn suy đoán, từ tỉnh Giang Đô muốn tới thành phố Mạc Hương và tỉnh Tích Ninh bên kia cũng có thể trực tiếp thông qua Đức Bình đến thị trấn Quy Hồ của khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta, cuối cùng vẫn phải đi trên con đường Lâm Tuyền này. Chỉ riêng trên con đường này, lượng xe gia tăng khoảng 2 lần so với lượng xe bình thường đến thị trấn Lâm Tuyền. Mặt khác, tỉnh Tích Ninh muốn tới địa khu Đức Bình và tỉnh Giang Đô cũng phải đi qua con đường ở thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, nếu như đi đường vòng qua thành phố Phúc Xuân bên kia, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu, không công lái thêm trên 100 cây số lộ trình, cho dù tiền xăng có rẻ, người ngồi trên xe cũng sẽ không chịu. Sau này còn có xe cộ từ địa khu Mân Vân, từ phương hướng Quảng Đông tới, thật ra chủ nhiệm Diệp nói dòng xe gấp 5 lần đã coi như là chỉ số bảo đảm rồi. Lúc ấy tiến sĩ Vũ Bạch Minh, Phó Viện trưởng Viện Thiết kế Quy hoạch tỉnh nghiêm túc nói, nếu lạc quan đoán chừng có gấp 5 lần lưu lượng xe cộ chạy qua, bi quan đoán chừng có thể đạt tới 7-8 lần thậm chí gấp 10 lần cũng có thể. Thật ra có xe chạy qua, thị trấn Lâm Tuyền các anh cũng không phải gặp chuyện gì xấu, xe vừa đến thì tài nguyên cuồn cuộn, cũng có thể có lực kéo thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Hơn nữa, tôi thấy kế hoạch phát triển của thị trấn Lâm Tuyền các anh nhất định phải vượt mức quy định 15 năm trước mới được. Giống như bến xe cũng phải xây dựng giống như vậy, phủ xanh thị trấn, chuẩn bị một số phương tiện giao thông, thiết bị điện tín cũng phải đuổi theo, nếu không sau này muốn chỉnh đốn và cải cách thì phải dốc hết sức lực, hơn nữa hiệu quả cũng không tốt. Một con đường bị đào lấp 7-8 lần, khắp nơi là miếng vá cũng ảnh hưởng đến diện mạo thị trấn, ha ha ha. Thiết Minh Hạ hài hước nói. Chuyện này cũng chỉ có thể nói là dự đoán giai đoạn đầu, cũng chưa trải qua chứng minh kiểm nghiệm thực tế. Năm 1845 Marx từng nói, tư tưởng của con người có tính chân lý khách quan hay không, điều này không phải nằm ở vấn đề lý luận, mà là vấn đề thực tế. Con người nên chứng minh tính chân lý tư tưởng của mình trong thực tế,
Tiếp xúc thực tế là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý chính xác hay không. Cho nên, tôi cho rằng chuyện này có chút phóng đại, nếu kiểm nghiệm chứng minh thực tế đoán chừng chuyên gia sai lầm, nhưng đến lúc đó đã muộn rồi. Khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta vì thế phải chịu tổn thất lớn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn. Chuyên gia cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác, nếu không cũng không có nhiều hậu bối lật đổ lý luận của chuyên gia xuất hiện. Tạ Đoan có sự chuẩn bị trước, còn dùng danh ngôn của vĩ nhân Mark để phản bác, miệng lưỡi cũng tương đối nhanh nhẹn. Tuy nhiên, tâm lý của các vị đang ngồi đã có khuynh hướng nghiêng về Diệp Phàm và chuyên gia Vu Bạch Minh vô cùng nổi tiếng trong tỉnh. Vu Bạch Minh là một chuyên gia có trình độ tương đối cao ở tỉnh Nam Phúc, thậm chí nổi tiếng khắp Hoa Hạ. Ha ha, danh tiếng của lão Vu chúng ta không nói nữa, chuyện này rõ như ban ngày. Chủ tịch thị trấn Tạ vừa rồi có lấy vĩ nhân Mắc ra. Lời nói của vĩ nhân đương nhiên rất chính xác, đây chính là chân lý phải trải qua kiểm nghiệm thực tế. Điểm này tất cả chúng ta cũng không thể nói vĩ nhân sai lầm rồi, nhưng... Nói tới đây, Diệp Phàm đột nhiên dừng lại nhấp hớp trà, liếc mắt nhìn mọi người, lại nói. Trên thế giới bất luận sự vật gì đều là tương đối, trên thế giới không có sự vật tuyệt đối. Nhìn từ phép biện chứng duy vật, trên thế giới bất luận là sự vật gì đều là thể thống nhất mâu thuẫn. Lời này tôi thấy rất có lý. Có một số sự vật không thể đợi sau khi trải kiểm nghiệm thực tế mới đi thi hành, lấy ví dụ đơn giản, dùng sự nghiệp hàng không ra mà nói, không gian bên ngoài địa cầu rốt cuộc như thế nào, không ai biết rõ. Chúng ta muốn thăm dò thì phải chế tạo máy móc phi hành không gian, chế tạo những thứ này sẽ tốn một khoản tiền lớn. Hơn nữa, thăm dò không gian tồn tại rất nhiều biến số. Có lẽ con người tiêu mất mấy tỷ chế tạo cỗ máy thăm dò mới vừa bay ra khỏi địa đầu đã bị phá hủy. Nếu bọn họ sợ tốn tiền, sợ thất bại thì không đi chế tạo, chúng ta cũng vĩnh viễn không cách nào biết được tình huống thật sự bên ngoài không gian. Chương 572, cường thế của chủ nhiệm Diệp. Đương nhiên, cũng không thể chế tạo lung tung một cỗ máy không gian, những điều này đều được xây dựng trên nền tảng của lý luận và số liệu. Chuyện thị trấn Lâm Tuyền chúng ta mở rộng đường. Đều có lý luận và số liệu mà Lão Vu trong tỉnh cung cấp và lời của ông ấy tương đối có sức mạnh, Lão Vu cũng không thể tùy tiện nói ra được. Ở đây tôi cũng nói luôn, cho dù bản kế hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền thúc đẩy chậm chạp, cách mấy năm mới thi hành, nhưng trước hết cũng phải quyết định xong chuyện của con đường Đông Tỏa Dương Lâm Tuyền. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng mà Lão Vu nói, chờ mặt đường sửa chữa xong lại, làm cho thị trấn Lâm Tuyền chúng ta giống như một cô gái mặc một chiếc váy vá. Tuy nói cô gái mặc váy vá thoạt nhìn mộc mạc, nhưng đi trên đường thì không thích hợp, vừa ảnh hưởng đến diện mạo thị trấn, cũng lãng phí tiền vật quốc gia. Chuyện đổi đường, tôi cũng đã hỏi chuyên gia, kết quả vừa hạch toán, tốn hao lớn hơn nữa, muốn xây dựng một con đường vòng bên ngoài thị trấn Lâm Tuyền chúng ta đoán chừng phải mất 600 vạn. Tôi còn có một suy nghĩ, thay vì dùng 600 vạn đó đi đào thêm một con đường, lãng phí thuốc nổ, đá tảng, chỉ bằng chúng ta lấy ra 300 vạn mở rộng đường. Nếu làm như vậy vừa điểm tô cho thị trấn Lâm Tuyền chúng ta đẹp hơn nữa những khoản tiền bồi thường này cuối cùng cũng đều rơi vào trong tay các chủ hộ trên con đường Đông Tỏa Dương thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, giúp bọn họ có thể xây dựng được nhiều phòng ốc tốt hơn. Đương nhiên, cuối cùng lại liên quan đến vấn đề tài chính, vấn đề 300 vạn mở rộng đường nên do ai gánh vác. Còn về chuyện mở rộng đường, chủ nhiệm Trương và chủ nhiệm Ngọc có ý kiến gì cũng có thể đề xuất, chúng ta mượn phó chủ tịch thành phố Lô. Bí thư Cổ và chủ tịch huyện Vệ đang ở đây quyết định luôn. Ngày mai có thể triển khai hành động, tiến hành thúc đẩy nhiều mặt, tăng nhanh tiến trình. Diệp Phàm nói rất chặt chẽ, đầy đủ luận điểm chứng cớ, những người khác muốn phản bác cũng không biết nói thế nào, cảm giác chủ nhiệm Diệp suy nghĩ thật đúng là chu đáo. Hừ, một mình hắn giành lên tiếng trước, cường thế quyết định, chuyện này còn hỏi mình, hỏi cái rắm gì. Hơn nữa, sau lưng còn có phó chủ tịch thành phố Lô. Bí thư Cổ, chủ tịch huyện Vệ, ba người rõ ràng cho thấy làm chỗ dựa cho hắn, mình có thể phản đối sao? Trương Quốc Hoa mặt không chút thay đổi suy nghĩ, mơ hồ liếc nhìn Cổ Bảo Toàn, phát hiện y cũng không tỏ vẻ gì. Trong lòng Trương Quốc Hoa khẽ thở dài, ngoài miệng nói. Chủ nhiệm Diệp nói rất có đạo lý, chuyên gia trong tỉnh cũng thật tinh mắt. Chuyện mở rộng đường nhất định phải tiến hành, chẳng qua vấn đề kinh phí giải quyết như thế nào, đây là vấn đề lớn. Mấy trăm vạn đối với thị trấn Lâm Tuyền mà nói, không phải là con số nhỏ. Trương Quốc Hoa nói. Lãnh đạo mấy thị xã vừa nghe y nói như thế, trong lòng chấn động,
cũng có chút lo lắng, chỉ sợ Diệp Phàm muốn đem tiền của khu kinh tế nện hết vào chuyện mở rộng đường của thị trấn Lâm Tuyền, chuyện sửa đường không phải lại mắc kẹt. Tôi đồng ý mở rộng đường. Ngọc Xuân Thiền thốt ra một câu rồi ngậm miệng không nói gì nữa. Chủ nhiệm Diệp, thị trấn Lâm Tuyền muốn mở rộng đường, chúng tôi không phản đối, chính là tiền nên do thị trấn Lâm Tuyền gánh vác, bởi vì mở rộng đường vốn là chuyện thuộc về nội bộ thị trấn Lâm Tuyền. Thái Đại Giang nhảy ra ngoài đầu tiên, liếc mắt nhìn Tạ Đoan và Mâu Dũng nói. Bí thư Thái, anh nói như vậy có chút không thỏa đáng. Mặc dù nói mở rộng đường thuộc về thị trấn Lâm Tuyền, nhưng xe chạy qua cũng thông qua khu kinh tế Lâm Tuyền. Ta hy vọng chủ nhiệm Diệp đem chuyện mở rộng phát triển con đường này thu nạp vào mạng giao thông lớn Lâm Tuyền đi. Hơn nữa, lưu lượng xe cộ gia tăng mang đến tiền lời cũng là tiền lời của cả khu kinh tế Lâm Tuyền, cũng không phải mình thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi được lợi. Mâu Dũng hừ nói. Bí thư Mâu, chuyện này có vẻ làm người khác khó xử rồi. Mặt đường quy hoạch của mạng giao thông lớn Lâm Tuyền là 12 mét, mà mặt đường Đông Tỏa Dương là 26 mét, 12 mét là con đường chủ yếu thông suốt, tiền do khu kinh tế Lâm Tuyền bỏ ra là có đạo lý. Thế nhưng 14 mét dư thừa, và tiền bồi thường cho các chủ hộ trên mặt đường nên do thị trấn Lâm Tuyền chi trả. Bởi vì đây vốn là chuyện của thị trấn Lâm Tuyền, thị trấn Vũ Khê chúng tôi vì phối hợp đường thông suốt đã cố gắng rất lớn, tiền bỏ ra cũng tương đối nhiều. Tỷ như thu đất bồi thường, yêu cầu cửa hàng mặt tiền của người ta lui về phía sau, đền bù, những khoản tiền này đều do thị trấn Vũ Khê gánh vác. Tôi nghĩ, tình huống của Giác Lâm, Quy Hồ, Nam Khê cũng không khác gì. Nếu như anh nói, vậy số tiền chúng tôi bỏ ra để sửa đường, mở rộng đường nên nhét vào trong mạng giao thông lớn Lâm Tuyền. Tôi nghĩ, vậy số tiền tài chính đoán chừng chỉ riêng đền bù cũng hết sạch rồi, còn sửa đường gì nữa. Phí Tiểu Nguyệt khí thế dâng cao, bắt được cơ hội đả kích nhà học Ngọc ở Ngư Dương, cô ta không chút lưu tình, tuyệt đối không thể bỏ qua. Không sai, thị trấn Quy Hồ chúng tôi cũng có tình huống tương tự. Mặt đường cũ vốn chỉ rộng hơn 4 mét, vì phối hợp áp dụng mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, chúng tôi đã cố gắng đi làm công tác tư tưởng cho các chủ hộ trên con đường. Hiện tại đường đã được mở rộng đến 14 mét, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu rộng 12 mét của mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, hơn nữa còn rộng hơn một tí. Nếu tính toán bồi thường ít nhất cũng mất hơn 100 vạn, số tiền này nên tính như thế nào? Đồng chí Liễu Chính của thị trấn Quy Hồ cũng chĩa mũi nhọn về phía Mâu Dũng và Tạ Đoan. Sau đó đám người Tống Ninh Giang, Trung Minh Đào cũng phát biểu suy nghĩ, không khác biệt gì, tất cả đều ép thị trấn Lâm Tuyền. Những người này đương nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Tuyền một nhà độc chiếm, mặt đường thị trấn Lâm Tuyền được mở rộng đến 26 mét đã làm bọn họ đỏ mắt không dứt. Diện mạo tất nhiên sáng sủa, sau này có lãnh đạo đến thị trấn Lâm Tuyền kiểm tra, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng con đường Đông Tỏa Dương dài đến mấy trăm mét, rộng chừng 26 mét, thoáng đãng giống như đường phố thành thị đã có thể làm các lãnh đạo mở rộng tầm mắt. Vô hình tăng thêm khảo hạch đề bạt cho Mâu Dũng và Tạ Đoan bao nhiêu phần. Đương nhiên bọn họ không muốn nhìn thấy, cho nên, hợp sức với nhau. Nếu thị trấn Lâm Tuyền muốn đẹp thì phải tự mình trả tiền, đừng mơ tưởng động đến tiền của khu kinh tế. Trong nháy mắt, hội nghị đảng ủy khu kinh tế triển khai cuộc khẩu chiến, vô cùng náo nhiệt. Ba người Lô Trần Thiên, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh vẫn thản nhiên quan sát tất cả, giống như chủ thần trên không trung dò xét dân chúng nhỏ bé. Đương nhiên, trong lòng ba vị lãnh đạo đều có chút thưởng thức không khí của hội nghị đảng ủy này. Hội nghị đảng ủy sinh động chứng tỏ tất cả mọi người đều mong muốn làm khu kinh tế Lâm Tuyền ngày càng sống động, đẹp đẽ hơn. Chuyện này đương nhiên là chuyện ba vị lãnh đạo nguyện ý nhìn thấy, cho nên cũng không lên tiếng ngăn trở, trái lại muốn nghe ý nghĩ chân thật của mọi người. Hơn nữa, ba người cũng âm thầm kinh hãi đối với cường thế của chủ nhiệm khu kinh tế Diệp Phàm. Lô Trần Thiên thưởng thức, Vệ Sơ Tinh hơi có vẻ đố kỵ. Cổ Bảo Toàn tâm tư phức tạp nhất, cảm giác nguy cơ lại càng mãnh liệt. Lãnh đạo các thị xã ban đầu khi phát ngôn còn có chút câu nệ, sau đó nhìn thấy ba vị lãnh đạo giống như khách xem tựa hồ không để ý tới bọn họ, ai nấy cũng mặc sức thả cửa, mạnh mẽ chiến đấu. Đương nhiên, cũng không thiếu người muốn biểu hiện tài ăn nói của mình trước mặt lãnh đạo, mượn cơ hội này biểu đạt tâm tư vạch kế hoạch của mình. Tuy nhiên đến cuối cùng trong phòng họp yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ cũng tranh luận xong. Cảm thấy mệt mỏi, biết tranh luận cũng không có tác dụng gì lớn. Cho nên, toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về hướng nhân vật trọng yếu của khu kinh tế, chủ nhiệm Diệp Phàm.
Đoán chừng chuyện này quyết định như thế nào phải xem thái độ của Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố Lô, Bí thư Cổ, Chủ tịch huyện vệ, ba vị lãnh đạo chỉ thị cho các đồng chí của khu kinh tế như thế nào đây? Về chuyện mở rộng đường, tôi cũng muốn nghe một chút chỉ thị của ba vị lãnh đạo, suy nghĩ cũng được, nếu có thể định ra phương hướng thì càng tốt. Diệp Phàm mỉm cười, quay đầu xin chỉ thị. Ha ha ha, tối nay tôi đã sớm nói rồi, không lên tiếng, chỉ là mang lỗ tai tới nghe. Việc lớn của khu kinh tế Lâm Tuyền vẫn do hội nghị đảng ủy khu kinh tế các anh thương lượng quyết định. Hội nghị đảng ủy vừa rồi vô cùng sinh động, thể hiện đầy đủ dân chủ thảo luận chính sự mà đảng đề xướng, thể hiện nguyên vẹn ban lãnh đạo khu kinh tế là một tập thể dám nghĩ dám làm, có con mắt đi trước đón đầu, là một tập thể đoàn kết biết hướng về phía trước. Lô Trần Thiên thốt ra mấy câu. Xem ra giống như đang khen ngợi ban lãnh đạo khu kinh tế rất dân chủ đoàn kết. Kỳ thực ý tứ bên trong cũng hơi làm người ta phải suy đoán. Những lời này của Phó Chủ tịch thành phố Lô có ý gì, đây không phải là rõ ràng sao? Người nào không đồng ý mở rộng đường chính là ánh mắt không đủ lâu dài, nói ra chính là bảo thủ, tư tưởng lạc hậu. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đương nhiên cũng nghe ra mùi vị bên trong, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ thầm than miệng lưỡi của tiểu tử Diệp Phàm này thật là lợi hại. Lại có thể kéo ra Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Lô Trần Thiên tới thuyết khách cho mình. Nếu Phó Chủ tịch thành phố Lô đã bóng gió biểu lộ thái độ, Cổ Bảo Toàn đương nhiên theo thế nói. Phó Chủ tịch thành phố Lô vừa rồi nói gì, mọi người cũng nghe thấy rồi, mỗi một vị đang ngồi đây đều là lãnh đạo trọng yếu của khu kinh tế Lâm Tuyền, mỗi tư tưởng, mỗi hành động của các vị có thể quyết định cuộc sống của mấy vạn quần chúng ở dưới, quyết định có thể phát triển đi theo thời đại hay không. Lạc hậu thì sẽ chịu đòn. Vì không để lạc hậu chúng ta thì phải phấn đấu, phải đứng cao một chút, ánh mắt, cũng phải lâu dài một chút, không được chỉ nhìn chằm chằm chút lợi nhỏ trước mắt. Tôi hy vọng các đồng chí thông cảm cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, các vị đều là đơn vị trực thuộc khu kinh tế, gọi là các thị xã anh em cũng không có gì quá đáng. Anh em nghĩa là gì, chính là giúp đỡ lẫn nhau. Tôi hy vọng các đồng chí có thể đoàn kết chặt chẽ xung quanh đồng chí Diệp Phàm, cùng chung tay làm tốt công vị SC của khu kinh tế. Chứ không phải lôi kéo nhau, đấu đá nhau, thậm chí phá hư. Cổ Bảo Toàn nói đến phía sau sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, một mặt phê bình thị trấn Lâm Tuyền quá coi trọng được mất của cá nhân mình, một mặt cũng gián tiếp phê bình lãnh đạo các thị xã khác hợp sức công kích thị trấn Lâm Tuyền. Thoạt nhìn chính là hai bên đều bị đánh giống nhau, không có người thắng. Chương 573, Trả Chiêu. Chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh đương nhiên cũng không muốn lạc hậu, tiếp lời Cổ Bảo Toàn. Chuyện mở rộng đường phải tiến hành, nói thật, trước kia tôi là người phản đối đầu tiên chuyện này, tuy nhiên trước khác nay khác, lúc ấy tình huống không giống với hiện tại. Các điều kiện thời cơ kinh tế cũng chưa được chín muồi. Hiện tại không giống như vậy, kinh phí có cơ sở nhất định, thời cơ cũng có thể thừa dịp mạng giao thông lớn Lâm Tuyền tiến hành thuận theo mà làm, nếu không chúng ta sẽ trở thành tội nhân lịch sử. Tuy nhiên, về vấn đề kinh phí mở rộng đường, tôi muốn nghe thu xếp của chủ nhiệm Diệp. Lời của Vệ Sơ Tinh trực tiếp chỉ rõ chuyện này do Diệp Phàm thu xếp, chứ không phải do mọi người ồn ào bỏ phiếu gì cả. So với Cổ Bảo Toàn, lại càng trực quan biểu thị rõ ràng ủng hộ to lớn của Chủ tịch huyện đối với Diệp Phàm. Cứ như vậy, các đảng ủy viên đang ngồi còn ai dám phản đối chuyện mở rộng đường, nếu phản đối không phải là muốn đối kháng với Chủ tịch huyện vệ sao? Hơn nữa còn kết nối được bí thư Cổ Bảo Toàn cho tới Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Lô Trần Thiên. Ba luồng sức mạnh này cho dù là ai cũng không cách nào xoay chuyển, đó là một loại xu hướng tâm lý bình thường. Phó Chủ tịch thành phố Lô, Bí thư Cổ, Chủ tịch huyện vệ vừa rồi đều đã chỉ thị. Tôi nghĩ sau khi các đồng chí trở về hẳn là lĩnh hội được ý tứ của lãnh đạo. Chuyện mở rộng đường đã quyết định, sau đây chính là vấn đề kinh phí mở rộng đường Đông Tỏa Dương của thị trấn Lâm Tuyền, tính toán bước đầu đoán chừng có 320 vạn là có thể tiến hành. Đối với khu kinh tế chúng ta mà nói, đây cũng là một con số tương đối lớn, chúng ta cũng không giàu đến chảy mỡ. Nói thật, một loạt sự kiện phát sinh cũng sản sinh đả kích nhất định với sự phát triển của khu kinh tế chúng ta, khiến khu kinh tế Lâm Tuyền lúc này bị vây trong tình cảnh tương đối lúng túng. Tuy nhiên chúng ta ngàn vạn lần không thể nổi giận, mà phải phấn khởi thẳng tiến, không có chuyện không làm được, chỉ sợ bản thân mình không dám đi làm. Đương nhiên. Giữa các thị xã nên thông cảm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, đoàn kết nhất trí, thể hiện đầy đủ không khí tốt đẹp thị xã anh em giúp đỡ nhau. Bí thư Cổ vừa rồi cũng nói rất rõ ràng.
Còn kinh phí mở rộng đường Đông Tỏa Dương, tính toán của tôi là thị trấn Lâm Tuyền bỏ ra một nửa, chính là 160 vạn, 160 vạn còn lại rút từ chỗ nào chứ? Diệp Phàm nói đến đây lại dừng lại. Hắn phát hiện lỗ tai của các bí thư mấy thị xã khác đều dựng đứng, tất cả đều hơi có vẻ khẩn trương. Bọn họ sợ Diệp Phàm thốt ra sẽ rút từ khoản mục tài chính dùng để sửa đường, tuy nhiên, những lãnh đạo cũng bi quan biết rằng, khẳng định phải đào tiền từ khu kinh tế rồi, nếu không tới chỗ nào mà kiếm tiền, khu kinh tế lại không phải con gà mái biết đẻ trứng, tự mình có thể sinh tiền. Đám người bọn họ mặc dù nói chiếm 7-8 phiếu trong hội nghị đảng ủy, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, không có ai dám quăng phiếu phản đối, trên căn bản đều do chủ nhiệm Diệp một mình định đoạt. Ngay cả ba người Lô Trần Thiên, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều kỳ quái nhìn Diệp Phàm, muốn nhìn xem đồng chí Diệp Phàm làm sao giải quyết vấn đề nan giải này. Đương nhiên, chúng ta không thể nào rút ra từ số tiền chuyên dùng cho sửa đường của khu kinh tế, nếu như vậy con gà vàng khu kinh tế cũng chỉ còn lại xương gà. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Phó chủ nhiệm Ngọc Xuân Thiền không nhịn được, hỏi. Chủ nhiệm Diệp, vậy tới chỗ nào rút tiền, không phải lại yêu cầu mọi người đi hóa duyên chứ? Hóa duyên, ha 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 ha, no, no, chủ nhiệm Ngọc thật sự xem Diệp Phàm này là đại sư hóa duyên sao? Diệp Phàm lộ ra vẻ tương đối tự nhiên. Ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều tập trung nhìn tới, ngay cả ba người Lô Trần Thiên, Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh đều cảm giác tò mò, không biết tiểu tử này rút cuộc đang có âm mưu gì. Chủ nhiệm Diệp, đừng kéo dài nữa, anh nên tiết lộ chút gì tin tức hữu dụng để cho tất cả mọi người cao hứng. Trương Quốc Hoa cũng không nhịn được nói, nhìn tiểu tử này đắc ý mà trong lòng khẽ tức giận. Mượn gà đẻ trứng, lấy trứng nuôi gà. Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh, phun ra 8 chữ không giải thích được, khiến cho mọi người trong phòng họp lại càng buồn bực không giải thích được. Đồng chí Diệp Phàm, cậu còn muốn mọi người phải đợi đến lúc nào nữa, đã trễ thế này rồi, dù sao cũng phải để mọi người ăn chút điểm tâm chứ. Lúc này chủ tịch huyện vệ không nhịn được lên tiếng. Thật xin lỗi, ha ha, tôi có chút quá đáng. Ha ha, Diệp Phàm cười nói. Lúc xế chiều khi đàm phán với tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, Tổng Giám đốc Tiếu Ngạo Sương nói là chọn chúng khu nhà thôn ủy trên đường Đông Tỏa Dương. Cô ta nói tập đoàn bọn họ đồng ý bỏ vốn 150 vạn mua lại địa bàn xung quanh khu nhà này. Bọn họ muốn xây dựng một tòa nhà tiêu thụ hàng dệt tơ ở Lâm Tuyền chúng ta, kỳ thực chính là cửa hàng mặt tiền của công ty. Thật sao? Tạ Đoan ở bên cạnh không nhìn được bật thốt hỏi, thấy toàn bộ mọi người đều nhìn mình chằm chằm, cảm giác hơi bối rồi, gãi đầu cười nói. Ha ha, thất thố rồi, tôi có chút nóng lòng. Đương nhiên. Tổng Giám đốc Tiếu nói sáng sớm ngày mai có thể ký hợp đồng với cùng đảng ủy thôn Đông Tỏa Dương thị trấn Lâm Tuyền. Tôi nghĩ, có thể lấy ra 50 vạn trong 150 vạn đó để xây một tòa nhà đảng ủy thôn mới, 100 vạn còn dư lại đương nhiên sẽ đầu tư vào quá trình cải tạo con đường Đông Tỏa Dương. Như vậy, thị trấn Lâm Tuyền bỏ ra 160 vạn, cộng thêm 100 vạn này, cũng chỉ thiếu khoảng 60 vạn vạn. Tôi tin số tiền kia do khu kinh tế Lâm Tuyền bỏ ra, các vị hẳn là thông cảm. Ha ha. Diệp Phàm bình tĩnh mỉm cười nhìn lướt qua Liễu Chính, đương nhiên hy vọng y đứng ra làm đầu tàu gương mẫu. Liễu Chính hiểu ý vội vàng đứng lên cười nói. Đúng vậy, thị trấn Lâm Tuyền là thị trấn anh em, trực thuộc khu kinh tế chúng ta, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Bí thư Cổ cũng đã nói, chúng ta không thể huynh đệ tương tàn. Trước đó chủ nhiệm Diệp khi mở cuộc họp cũng đã nói, chúng ta là một thể thống nhất. Phía sau lại nói đơn giản một số công vị SC gọi thầu sửa đường ngày mai, cuối cùng mọi người giải tán. Diệp Phàm cười nói. Mọi người tới Tửu Lâu Xuân Hương ăn điểm tâm đi, mở hội nghị thường ủy thêm giờ tất cả mọi người đều mệt mỏi. Tối hôm nay mọi người cứ uống thoải mái đi, không làm chủ tịch thành phố Lô say được thì mọi người phải chịu phạt, không thể thể hiện quyết tâm của hội nghị đảng ủy khu kinh tế chúng ta, ha ha ha. Như vậy không được, đồng chí Diệp Phàm. Muốn rót cũng phải rót cho bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ mới đúng, tôi chỉ là khách, dù sao cũng phải chừa chút thể diện cho khách có phải không, ha ha ha. Lô Trần Thiên cười sảng khoái. Đương nhiên, kết quả cuối cùng lại là đồng chí Diệp Phàm bị trở thành mục tiêu của lãnh đạo 8 thị xã, người say mềm đương nhiên chính là đồng chí Diệp Phàm. Mặc dù có nội kình hóa giải một số tử lực, nhưng 8 thành lực rượu vẫn còn, đồng chí Diệp Phàm cuối cùng cũng vinh quang ngã xuống. Được hai người Triệu Thiết Hải và Đoàn Hải đưa lên giường.
Nấu chút súp giải rượu cho chủ nhiệm Diệp Phàm đi, nếu không ngày mai gọi thầu sẽ không cách nào chủ trì. Lô Trần Thiên mỉm cười, còn đặc biệt đi tới giúp đồng chí Diệp Phàm lau mồ hôi trên mặt, sau đó cùng với đoàn người Cổ Bảo Toàn đi lên huyện. Tuy nhiên động tác của Lô Trần Thiên làm cho Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh và lãnh đạo các thị xã đều âm thầm suy đoán, thậm chí mở rộng tầm mắt, cảm thấy Lô Trần Thiên đối với Diệp Phàm quá thân thiết, giống như quan tâm đến hậu bối. Trong lòng tất cả đều âm thầm, có phải đồng chí Diệp Phàm đã đả thông được bức tường Lô Trần Thiên, leo lên cây đại thụ. Động tác của Lô Trần Thiên mơ hồ làm cho lãnh đạo tám thị xã đều cảm thấy kiêng kỵ, ngay cả Cổ Bảo Toàn cũng buồn bực tự vấn lòng, sau này có phải nên đề phòng đồng chí Diệp Phàm hay không, nuôi hổ gây họa là chuyện Cổ Bảo Toàn lo lắng nhất trước mắt. Tốc độ phát triển của Diệp Phàm quá là nhanh, người có năng lực, hình như quan hệ mọi mặt đều không tệ, nhân mạch cũng tương đối rộng. Triệu Thiết Hải và Đoàn Hải mời Lý Xuân Thủy tới hầu hạ Diệp Phàm. Sau khi ăn súp giải rượu xong thấy Diệp Phàm hô hấp bình tĩnh lại, sau đó bàn bạc mọi người thay phiên canh giữ ngoài cửa. Tuy nhiên một giờ sau Diệp Phàm tỉnh lại, thấy Triệu Thiết Hải đang ngáp ngoài cửa, trời cũng tương đối lạnh, tay giấu kín dưới tay áo. Diệp Phàm liền khăng khăng kêu y quay về, Triệu Thiết Hải không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là trở về. Đương nhiên, đồng chí Triệu Thiết Hải vừa đi, Diệp Phàm liền thi triển khinh thân, như mèo đêm, không lâu sau đã chạy đến Tử Lâu Xuân Hương. Mẹ kiếp, khinh thân tung thuật dùng để vụng trộm đúng là không tệ. Diệp Phàm thầm mắng một câu. Tới rồi. Phạm Xuân Hương đã sớm dựa bên cửa nhỏ bên cạnh dòng suối chờ đợi, thấy Diệp Phàm đẩy cửa đi vào, liền áp vào lồng ngực hắn. Hai người quấn vào nhau, chiến đấu rung động đến tâm can, cuối cùng mới ngừng nghỉ. Diệp Phàm lướt tay lên bộ ngực trơn mềm của Phạm Xuân Hương. Xuân Hương, ai? Chương 574, hưởng trọn phúc đời. Đừng nói gì, anh Diệp, mấy tháng chờ đợi như vậy là em đã rất thỏa mãn, đủ rồi. Anh Diệp, chúng ta trở về phòng ngủ để cho Xuân Hương hầu hạ anh một chút. Tây thi đầu bếp Phạm Xuân Hương dịu dàng, còn liếc mắt một cái thật làm người ta rung động. Trở về phòng làm gì, phòng khách cũng rất tốt mà. Nằm trên ghế xa cũng không tồi. Diệp Phàm cười quỷ quái. Không, không tốt, em gái của em nằm ở trong phòng. Tây thi đầu bếp hơi có vẻ bối rối, ném ra một quả bom, nhất thời làm đồng chí Diệp Phàm ngơ ngác, lắp bắp. Nghiên, Nghiên Nhi còn đang trong phòng, vậy là vừa rồi em ấy nghe được hết, ai, mất mặt. Đồng chí Diệp Phàm cũng hơi ngượng ngùng, cảm giác đang đầu độc trẻ nhỏ bởi vì Phạm Nghiêm Nhân đang học trung học, giờ chưa đến 18 tuổi. Mới vừa rồi mình và Phạm Xuân Hương tiến hành một trường đại chiến da thịt ở trong phòng khách, thanh âm quá vang dội, quá kích thích, Phạm Nghiêm Nhân khẳng định nghe thấy được, không thể nào không có cảm giác. Không có chuyện gì, em đã sớm nói với anh rồi, Nghiên Nhi cũng đã 18 tuổi, chị em cùng hầu hạ anh. Anh Diệp, em biết nam nhân thích nhất chuyện đó là có thể giống như đế vương thời xưa, trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc. Giống như chủ nhiệm thôn Mã Cái Thiên của chúng em. Nghe nói y thường xuyên có cả đêm kêu lên hai người nhân tình cùng nhau làm chuyện kia. Anh Diệp chẳng lẽ không nghĩ sao? Vậy nên em và Nghiên Nhi tới thực hiện nguyện vọng của anh nhé, chị em chúng em đều tự nguyện, không có một chút miễn cưỡng. Em đã sớm đã hỏi Nghiên Nhi rồi, em ấy rất cao hứng, nói anh Diệp là đại anh hùng, ngay cả Mã Cái Thiên chỉ là chủ nhiệm thôn cũng có thể ngủ với một hàng nữ nhân, y so với anh Diệp thì chỉ đáng sách dép. Cho nên... anh Diệp càng phải hưởng thụ ôn nhu của nữ nhân. Tây thi đầu bếp nói mấy câu suýt nữa làm đồng chí Diệp Phàm nghẹn chết. Xuân Hương, thật xin lỗi, anh thật xấu hổ, không thể cho em danh phận gì, thật xin lỗi. Nếu như sau này anh rời Lâm Tuyền, em tìm một người tốt để gả vào đi, tuổi em còn rất trẻ, đường còn rất dài. Anh không phải là có chút ích kỷ, nhất thời ích kỷ có thể được nhưng không thể vĩnh viễn, nếu như vậy thì lương tâm khó an. Về phần nói chuyện Nghiên Nhi, bảo em ấy chuyên chú học hành, sau này anh sẽ giúp hết sức, chuyện của em trai Hoành Võng anh đã sắp xếp xong xuôi, bảo đảm em hài lòng. Em cũng không cần cảm kích anh làm gì, thật ra anh cũng nhận được nhiều rồi, em rất tốt. Anh không cần em hồi báo gì. Diệp Phàm nói rất chân thành. Đừng bảo vậy anh Diệp, em vẫn cứ âm thầm chờ anh. Lúc nào anh mệt mỏi trở về đây một lần thì em đã thỏa mãn rồi. Em cũng không cầu xin cái gì, sau này em sẽ nhận con nuôi, về già dưỡng lão là được. Từ lâu này làm ăn cũng tương đối tốt,
chỉ cần mấy năm cũng kiếm đủ tiền cho em cả đời, cũng không thua kém ai, tất cả đều là anh Diệp cho em, nếu không Xuân Hương còn đang vì cuộc sống mỗi ngày giàu dĩ. Hơn nữa thân thể em là mạng bạch hổ, không ai dám để mắt vì sợ khắc chết. Chỉ có anh Diệp để mắt đến em, giúp em mà không sợ em khắc, chắc là anh Diệp mạng cứng, nếu không em cũng không biết sống có hy vọng gì. Trong mắt Tây Thi đầu bếp rưng rưng nước mắt. Anh Trư thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải, tâm tình phức tạp. Diệp đại ca, chị gái em nói đúng, ngài là đại ân nhân nhà chúng ta, không có anh thì không biết cuộc sống chúng em sẽ thế nào. Hiện giờ mọi thứ đều rất tốt, sắp vượt qua người giàu của thị trấn rồi, chúng em rất biết thế nào là đủ, Diệp đại ca, em mang nước rửa chân cho anh. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng khóc của Phạm Nghiêm Nhi. Không cần, chân của anh hôi lắm. Diệp Phàm vội vàng từ chối. Em không sợ hôi, chân của Diệp đại ca hôi cũng là thơm. Phạm Nghiêm Nhân nói nhẹ, bưng một chậu nước đi ra rồi ngồi xổm trước mặt Diệp Phàm làm hắn khó có thể từ chối, không thể làm gì khác hơn là đưa chân ra, Phạm Nghiêm Nhân nhẹ nhàng kỳ cọ cho hắn thoải mái. Sau khi rửa xong, Phạm Nghiêm Nhân lại có thể đem chân Diệp Phàm ôm chặt vào ngực đã lớn không kém bao nhiêu so với chị gái, hơn nữa còn mạnh mẽ cọ cọ vào đầu nhũ hoa. Ai, Nghiên Nhi, em chăm chỉ học hành đi. Diệp Phàm nói được gì nữa, đây là hấp dẫn mà khó có một nam nhân nào có thể từ chối. Hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, đầu gối dựa vào trong ngực của Phạm Xuân Hương, chân để trong lòng Nghiên Nhi. Nhiệt tử, mày trở về đầu thú cho tao. Bên trong gia viên Phí gia, bí thư đảng ủy khối đảng Phí Mặc giận đến run rẩy, ném vỡ cái chén đánh choang một cái rất to, đây là một cái chén cổ đời Thanh. Giá trị cả hơn ngàn đồng vậy mà bị y đập vỡ không thương tiếc. Phí Vũ Vân chính là người đứng đầu của công ty Võ Thần, công trình san bằng Quỷ Anh Than là y lấy được từ nguyên chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình. Hai người kết phường, cuối cùng biến công trình san bằng Quỷ Anh Than đầu tư 300 vạn thành công trình bã đậu. Ủy ban kỷ luật thành phố và ngành thống kê đã xác định, công trình đó là kiệt tác của Phí Vũ Vân. Căn bản là không nói đến lợi nhuận, chỉ có thể nói là làm giả, ngầm chiếm tài sản quốc gia. Hoàng Hải Bình vì báo đáp Phí gia ủng hộ y ngồi lên cái ghế chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền mà hoàn toàn không đếm xỉa đến, để mặc Phí Vũ Vân làm bừa. Để sau này có thể tiến thêm một bước, Hoàng Hải Bình còn lấy ra 50 vạn từ ngân sách eo hẹp của thị trấn đập thêm cho Phí gia. Hiện tại ủy ban kiểm tra đã tìm tới tận cửa, trước hết viện kiểm sát niêm phong công ty Võ Thần. Tuy nhiên ủy ban kiểm tra không trực tiếp đi tìm Phí Mặc mà ngược lại là bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn, ngầm bảo Cổ Bảo Toàn ra mặt nói với Phí Mặc một tiếng, khuyên con mình ra đầu thú. Đối với việc này, ủy ban kỷ luật thành phố đương nhiên là có lo nghĩ của mình, cũng có băn khoăn nhất định. Dù sao nhà họ Phí ở Ngư Dương cũng không phải là con cọp giấy, trong thành phố còn có một thường vụ là trưởng thư ký Phí Ngọc, trong tỉnh còn có quan lớn là thân thích trực hệ của Phí gia. Nếu rút dây động rừng, một tuyến của Phí gia từ huyện đến thành phố, từ thành phố đến tỉnh đều có người, ủy ban kỷ luật thành phố cũng có cảm giác khó khăn. Xế chiều hôm nay, Cổ Bảo Toàn vừa về đến huyện đã gọi Phí Mặc vào phòng làm việc, trong lúc nói chuyện cũng bóng gió nói qua ý tứ của ủy ban kỷ luật thành phố và viện kiểm sát, mặt của Phí Mặc tím bầm tại chỗ. Sau khi y về đến nhà thì giận đến suýt chút nữa phun máu, gọi điện cho em gái Phí Ngọc là trưởng thư ký ở thành phố Mặc Hương. Em gái, Vũ Vân đã xảy ra chuyện. Cái gì, xảy ra chuyện gì? Phí Ngọc khó hiểu, trong lòng thầm chấn động. Phải biết rằng Phí Vũ Vân ở Ngư Dương được xưng là Ngọc Diện Lang Quân, cũng không phải là người an phận mà thường xuyên gây ra chuyện gió chăng. Chẳng qua chuyện nhỏ ở Ngư Dương thì để cho Phí gia tự ngầm giải quyết, sẽ không làm loạn đến thành phố. Lần này Phí Mặc tự mình gọi điện thoại tới, nói rõ thằng cháu Phí Vũ Vân đã gây ra chuyện lớn. Phí gia là một trong tứ hổ của Ngư Dương, bằng vào bản sự của bí thư khối đảng Phí Mặc không giải quyết được mới nhờ đến mình. Tiểu tử Diệp Phàm kia làm công trình Quỷ Anh Than ở thị trấn Lâm Tuyền, khi Hải Bình lên làm chủ tịch thị trấn thì đẩy Diệp Phàm đi. Vũ Vân đoạt được công trình, tuy nhiên nó lại không ra gì làm cho công trình be bét ra. Hiện tại ủy ban kỷ luật thành phố và viện kiểm sát đều đã tìm tới cửa rồi. Lúc xế chiều Cổ Bảo Toàn đoán chừng là được ủy ban kỷ luật thành phố ủy thác, ám chỉ anh nói Vũ Vân tự thú. Phí Mặc bực bội. Anh, đã sớm nói với anh rồi, phải giáo dục Vũ Vân chặt vào, cả ngày chính sự không làm chỉ ra ngoài gây chuyện. Giao công ty gia tộc cho nó giờ thì hay rồi. Chuyện này anh ra mặt bồi thường chút tiền là được rồi,
còn tìm em làm gì? Phí Ngọc cảm giác anh mình cũng chuyện bé xé ra to, chẳng qua chỉ bực mình rèn sắt không thành thép. Lần này không được, mức kinh doanh quá lớn. Phí Mặc nói. Bao nhiêu? Phí Ngọc lại chấn động, cảm giác chuyện này thật sự là lớn. 360 vạn, thằng nhỏ này cũng quá cả gan. Tổng đầu tư công trình Quỷ Anh Than là 360 vạn, sau khi nó tiếp nhận, công ty Võ Thần chỉ bỏ ra 80 vạn. Bên này mò được 280 vạn, ai? Đều là chị dâu chiều nó từ nhỏ thành hư, cứ nói với em là nó thông minh, hiểu chuyện, theo đuổi tự do của nó. Lúc trước cũng đúng là nó đàng hoàng, không ngờ đảo mắt một cái đã gây ra chuyện lớn như vậy. Chuyện này gây chuyện không tốt là phải vào tù, Phí Ngọc, em phải nghĩ cách quan hệ với Ủy ban Kỷ luật thành phố, bảo bọn họ hoãn lại một chút, bên đây anh tìm lãnh đạo khu công nghiệp Quỷ Anh Than Diệp Phàm nói một tiếng, bồi thường thiệt hại. Phí Mặc nghĩ đến phải đi cầu với kẻ đối đầu Diệp Phàm, trong lòng giận thấu xương. Anh cho rằng đơn giản như vậy sao? Đây chính là Ủy ban Kỷ luật thành phố, không phải là huyện, người ta chưa chắc đã nể mặt em. Phí Ngọc cũng bực mình cao giọng. Em gái, chuyện này cũng hết cách, cần em ra mặt. Nếu không anh phải nhờ chú trên tỉnh, công ty Võ Thần của Phí gia chúng ta xui xẻo, công ty Nhật Thăng của Tiếu gia cũng không hay ho gì, chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Không phải Ngọc gia thì là Tạ gia rồi, nhưng có khả năng là Tiếu gia, chúng ta tổn hại bọn họ tổn hại chúng ta, tổn hại lẫn nhau, giết địch 800, tự tổn 1000 a. Phí Mặc thở dài. Không nhất định là Ngọc gia hoặc Tạ gia hay Tiếu gia. Sản nghiệp bọn họ cũng nhiều, cũng không sạch sẽ gì, chẳng lẽ không sợ chúng ta cắn trả, đối đầu ở Ngư Dương còn chưa đủ sao, nhưng rất có thể là bọn họ làm. Phí Ngọc lẩm bẩm, trầm mặc một chút. Một lúc lâu mới lên tiếng. Chuyện lần này là Ủy ban Kỷ luật thành phố ra mặt đúng là làm người ta khó hiểu, chẳng lẽ là thị ủy muốn gõ Phí ra ở Ngư Dương? Thị ủy là ai, người nào? Phí Mặc nhất thời không rõ. Chương 575, gõ phái bản thổ. Còn có ai vào đây, anh thử nghĩ xem, người nào có tư cách gõ mình? Hừ, Phí Ngọc tức giận. Chu Càn Dương, chẳng lẽ là y, làm sao có thể? Y chính là bí thư thị ủy. Phí Mặc thiếu chút nữa hô to lên tiếng. Làm sao không thể nào? Hiện giờ hai thường vụ trong phái bản địa Ngư Dương đều không cùng cái nhìn với Chu Càn Dương. Chuyện lần trước ở Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc gia chẳng phải cũng đã làm cho Ngọc Hoài Nhân gần đây trên hội nghị thường vụ im lặng đi nhiều. Lần này không phải là đến phiên Phí gia chúng ta rồi, Ngọc gia chính là giết gà. Nếu không Ủy ban Kỷ luật thành phố biết rất rõ ràng công ty Võ Thần là sản nghiệp gia tộc họ Phí ở Ngư Dương, làm sao không hề để lộ phong thanh mà đột nhiên đề xuất. Hơn nữa trực tiếp liên hệ Viện Kiểm sát thành phố nói niêm phong chính là niêm phong. Theo lý thì phải nói trước một tiếng mới đúng. Tình huống phức tạp như vậy, xem ra Chu Càn Dương đã có cái nhìn đối với các thường vụ Ngư Dương. Phí Ngọc nói vẻ lo lắng. Trong hồ lô của lão hồ ly Tào Anh Bồi rốt cuộc đang bán thuốc gì? Không phải là nghe nói y bất hòa với Chu Càn Dương sao, hơn nữa cũng mới tiền nhiệm không lâu, dưới mông còn ngồi chưa vững sẽ không chọc tới chúng ta. Nói không chừng quả thật là Chu Càn Dương bày mưu đặt kế, điều này lại có điểm không đúng, y đã không hòa hợp với Chu Càn Dương thì tại sao nghe Chu Càn Dương, chẳng lẽ là La Hạo Thông làm, có lẽ là người khác. Phí Mặc ngưng trọng, cảm giác trong chuyện này càng nghĩ càng rối, từ huyện lại lên thành phố rồi lại đến khúc mắc giữa các thường vụ. La Hạo Thông, có khả năng, anh không thấy Tiếu gia cũng xui xẻo. Đương nhiên, chúng ta thọc chuyện của bọn họ chỉ là một ngòi dẫn thôi. Nghe nói Tiếu gia gần đây có quan hệ khá chặt chẽ với Chu Càn Dương. Chẳng qua Tiếu gia tại thành phố trong thường vụ không có một ghế nào, chưa chắc làm La Hạo Thông đố kỵ, việc này thật sự là phức tạp, càng ngày càng rối loạn. Không cần để ý tới cái gì khác, anh cứ động viên Vũ Vân ra đầu thú. Trên này em tìm cơ hội nói chuyện với Tào Anh Bồi. Hơn nữa ở bên Ngư Dương anh phải tích cực dọn dẹp, đặc biệt là với lãnh đạo khu công nghiệp Quỷ Anh Than, là Diệp Phàm mà anh nói. Nghe nói người này vẫn luôn đối phó với chúng ta, em xem chúng ta hay là cứ nhịn một chút, lùi một bước trời cao biển rộng, cứ giải quyết chuyện Vũ Vân rồi hãy nói. Chỉ cần lãnh đạo chủ quản khu công nghiệp Quỷ Anh Than của Lâm Tuyền không đề cập khởi tố thì có thể bí mật giải quyết chuyện này. Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng không dậy nổi sóng gió gì. Mấu chốt là anh nhất định phải dẹp yên được Diệp Phàm, nếu không hai bên kẹp vào, Ủy ban Kỷ luật thành phố muốn điều tra,
Diệp Phàm muốn ồn ào thì Vũ Vân phiền rồi. Phí Ngọc thở dài cúp điện thoại. Cùng lúc, Tiếu Tuấn Thần cũng xám mặt điện cho chú út là Tiếu Chính Đông. Loạn cái gì? Tiếu Chính Đông hỏi. Hướng Phi tiếp nhận công trình nhà giáo viên ở trường trung học Ngư Dương, thật ra tiền xây dựng là do anh học Tiếu Phi thành, lúc ấy xây dựng kém nên chất lượng không đảm bảo. Lúc chiều có người của Viện Kiểm sát thành phố trực tiếp xuống, bảo là muốn niêm phong công ty Nhật Thăng của chúng ta. Tiếu Tuấn Thần tương đối lo lắng. Vấn đề có lớn hay không? Tiếu Chính Đông cũng hốt hoảng. Cũng không phải là vấn đề rất lớn, chẳng qua, bởi vì khu nhà giáo viên liên quan đến an toàn của học sinh an toàn nên chuyện không lớn cũng thành việc lớn. Đương nhiên, cháu hoài nghi sau lưng cũng có người nhân cơ hội để đả kích Tiếu ra. Tiếu Tuấn Thần tức giận. Chưa đủ lớn, Tuấn Thần a Tuấn Thần, phòng học nếu như sập xuống có thể đè chết một đống học sinh. Cháu bảo vấn đề chưa đủ lớn, lớn đến trời ạ. Hiện giờ chỉ cần trường học chết một người thì lập tức sẽ ầm ĩ, thậm chí lên cả trung ương. Chuyện này không cần thương lượng, cần xây lại thì xây lại, cần bồi thường thì bồi thường, ai? Tiếu Chính Đông thiếu chút thì văng tục, cảm giác việc này rất nghiêm trọng. Nếu xây lại thì tòa nhà này trị giá đến hơn 300 vạn. Chúng cháu lúc đầu cũng đã tính qua, nếu như tu bổ lại cũng vẫn có thể sử dụng, khoảng 70 vạn là có thể xong. Lúc chiều Vệ Sơ Tinh cũng nói chuyện với cháu, có ý bóng gió bảo Hướng Phi đầu thú. Tiêu Tuấn Thần cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Nhưng nếu muốn xây dựng lại cả tòa nhà này sẽ tốn tới 300 vạn, cảm thấy rất đau lòng. Tuy nói bốn đại gia tộc ở Ngư Dương cũng là hào phú một phương. Nhưng lợi nhuận gia sản cũng không vượt quá 2.000 vạn, thoáng cái đã mất đi 300 vạn, hơn nữa còn là tiền mặt, biết đâu kéo dài sẽ làm suy sụp cả công ty. Tiêu Tuấn Thần lo lắng cũng là bình thường. Cho dù công ty suy sụp thì gầy dựng lại, Tuấn Thần, cháu dù gì cũng là phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy rồi, làm sao không có đầu óc như vậy. Nhân mạng của phòng học không đùa giỡn được, nếu quả thật sập xuống thì Tiếu gia ở Ngư Dương chắc sẽ xong rồi, chuyện này cần phân biệt nặng nhẹ. Giọng Tiếu Chính Đông trở nên nghiêm khắc. Chuyện Hướng Phi làm sao bây giờ? Tiêu Tuấn Thần không đành lòng, bởi vì Hướng Phi dù sao cũng là em rể mình, nếu như vì chuyện này mà ngồi tù thì phiền toái. Tự thú đi, bên thành phố để chú đi lo, bên Ngư Dương chúng cháu đi lo, chúng ta hai bút cùng vẽ để trừ họa. Chú nghĩ chỉ cần hoãn thi hành án là xong rồi. Tiêu Chính Đông ra vẻ chắc chắn. Sau đó còn dặn thêm. Tuấn Thần, cháu phải buông bỏ mới được, chuyện cần làm thì cứ làm, không phải do dự. Cháu hiểu rồi thưa chú, chỉ là có chút không đành lòng thôi. Tuy nhiên chuyện lần này là do ai làm, thật có chút quỷ dị. Tiêu Tuấn Thần cũng thấy bực tức. Bất kể ai làm, biết đâu còn là chuyện tốt. Nếu không nếu phòng học đổ thì chúng ta hết cách. Chẳng qua đã là ủy ban kỷ luật thành phố gây ra thì nói rõ thành phố đã có một số người nhìn Tiếu ra chúng ta ở Ngư Dương không vừa mắt rồi. Trong khoảng thời gian này càng phải cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, cây lớn thì gió mạnh, những lời này cháu phải nhớ kỹ. Tiêu Chính Đông tương đối quyết đoán. Ừ, chẳng qua Phí gia ở Quỷ Anh Than cũng đã xảy ra chuyện. Nếu chuyện này là chúng ta làm thì chuyện chúng ta là ai, khó có thể là Phí gia. Chẳng lẽ là chúng ta ngầm chơi nhau? Tiêu Tuấn Thần cũng chỉ biết nghi ngờ. Các cậu đấy, đồng thời gặp chuyện không may. Thật là một lũ ngu xuẩn, rốt cuộc là vì cái gì? Cứ như vậy thật ra khiến Ngọc gia và Tạ gia nhìn vào cười to, cũng làm cho một số người trên thành phố bắt được cơ hội hạ thủ, hoàn toàn thành con cờ người khác, ngu ngốc một đôi. Tiêu Chính Đông giận mắng một câu. Ai, chắc Hướng Phi cũng không nghĩ nhiều đến vậy, còn không phải là mạng giao thông lớn Lâm Tuyền làm cho loạn. Huyện không phải là đặc biệt từ tổng tài chính mạng giao thông lớn Lâm Tuyền rút ra 1.000 vạn để cho công ty Ngư Dương chúng ta nhận thầu. Hơn nữa, trong các công ty có thể sửa đường ở Ngư Dương thì chỉ có Nhật Thăng của Tiếu gia chúng ta và Vũ Thần của Phí gia. 1.000 vạn có thể kiếm không ít màu mỡ, nếu như có thể nhận thầu thì có thể thu vào không ít hơn 300 vạn. Cho nên, có lẽ là chúng ta chơi bọn họ rồi bọn họ phải đòn. Tiêu Tuấn Thần bất đắc dĩ. Diệp Phàm say, hoàn toàn mê say, cứ như vậy đi ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy thấy chị em họ Phàm cứ vậy ôm mình đi ngủ, chị gái ôm đầu, em gái ôm châm, miệng còn nói mơ ngọt ngào gì đó. Ai, Diệp Phàm này có tài đức gì có thể hưởng thụ chị em thuần khiết như hoa như nước này. Diệp Phàm tuyệt đối không thể hưởng thụ được như vậy, bỏ đi.
Diệp Phàm yên lặng nói mấy câu rồi đứng lên lặng lẽ đi. Sáng ngày hôm sau, công tác gọi thầu bắt đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, công ty võ thần của Phí gia và công ty nhật thăng của Tiếu gia đều không phái người tới, xem ra đã buông bỏ, 150 vạn đặt cọc đương nhiên chuyển vào sổ sách của khu kinh tế. Thật ra thì công ty hai nhà cũng rất bất đắc dĩ, hiện giờ lo chuyện công trình hư hỏng vừa rồi còn chưa xong, sức đâu mà lo chuyện khoản tiền 150 vạn. Đương nhiên, công ty hai nhà cũng đau lòng không dứt, chỉ là không thể làm gì, chỉ sợ nếu như đi đòi hỏi khoản tiền đặt cọc thì lại càng phiền toái. Bởi vì vụ án của Ủy ban Kiểm tra và Viện Kiểm sát vẫn còn tiếp tục, nếu như xử lý làm đánh tụt khả năng xây dựng công trình của hai công ty thì lớn chuyện. Vất vả mãi mới có thể nhận được công trình cấp 3 cấp 4 lại bị hạ về không, sau này chắc không nghĩ tới việc nhận công trình lớn. Chỉ là công trình bên trong Ngư Dương cũng không có bao nhiêu màu mỡ, hơn nữa trải qua chuyện như vậy thì dù huyện có đầu tư, muốn đem công trình cho bọn họ cũng phải cân nhắc. Công trình Quỷ Anh Than, nguyên chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình bây giờ còn đang trong đại lao, chắc là lần này cộng thêm tội giám thì công trình Quỷ Anh Than bất lực, rõ ràng phạm vào tham ô, không làm tròn trách nhiệm. Hoàng Hải Bình muốn thoát ra là tuyệt đối không thể, cộng thêm tội tham ô trước đó thì tử hình cũng là có thể, vụ án của y đã chấn nhiếp một số đầu sỏ. Chuyện phát sinh từ việc xây phòng học của công ty Nhật Thăng Tiếu gia thì từ hiệu trưởng, cho tới lãnh đạo chủ quản ngành giáo dục đều có trách nhiệm. Rốt cuộc sẽ lòi ra bao quan viên vẫn chưa biết cụ thể, chỉ phải xem quyết tâm của Ủy ban Kỷ luật thành phố có thể hạ bao lớn. Nếu như thuận gậy che cha được, đoán chừng trong đó có thể dẫn ra một số cán bộ cấp phó phòng hay không cũng khó nói, nhưng theo suy đoán thì cũng có vài chục quan viên muốn té ngựa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này bởi vì vụ án của Tiếu gia và Phí gia mà hơn 1.000 quan viên Ngư Dương đều thấy sợ hãi. Chỉ sợ Tiếu gia, Phí gia gặp họa thì tiếp theo đó là mình. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là sợ chọc giận Diệp Phàm, chuyện Quỷ Anh Than Phí gia còn phải cầu hắn nên càng không dám lên tiếng. Chương 576, cuộc họp tẻ nhạt. Trường tiểu học mà Tiếu gia xây dựng mặc dù nói không có nhiều quan hệ lợi hại đến Diệp Phàm, tuy nhiên chỉ sợ lúc đi đòi tiền lại xảy ra tranh chấp với khu kinh tế, nếu chuyện làm loạn lên tòa án không phải sẽ càng loạn càng lớn sao? Lúc đó có muốn che giấu cũng không được, ký giả bây giờ nắm tin tức đặc biệt nhanh nhạy. Nếu tìm hiểu nguồn gốc, lấy chuyện tòa nhà tiểu học đăng lên báo thì ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Tiếu gia. Hơn nữa Tổng Giám đốc Hướng Phi của Nhật Thăng muốn thoát khỏi là tương đối khó khăn, cho nên, người hai nhà đều im lặng, dùng 150 vạn để mua thuốc im lặng. Vì vậy, hôm nay khu kinh tế Lâm Tuyền cử hành gọi thầu trái lại đặc biệt thuận lợi. Bởi vì hai công ty yên lặng rút lui, trái lại trả lại món nợ nhân tình cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa lúc đẩy thuyền theo nước, đem yêu cầu phạm vi của huyện chỉ chiếu cố công ty địa phương mở rộng ra, thoáng cái đã kéo dài tới thành phố. Bởi vì trong huyện đã không có công ty đủ tư cách tham gia đấu thầu con đường này, cho nên Diệp Phàm đề xuất, đem công trình 1.000 vạn theo kế hoạch ban đầu chỉ chiếu cố công ty địa phương mở rộng ra toàn thành phố Mặc Hương, từ huyện đến thành phố. Mặc dù thực hiện bay qua, nhưng kỳ thật công ty tới đấu thầu trong phạm vi thành phố Mặc Hương cũng không nhiều. Cuối cùng đương nhiên không cần lo lắng, Ngô Kiến Hoa của công ty Hải Thiên thành phố Mặc Hương trúng thầu được đoạn đường 1.000 vạn, hơn nữa còn ở vị trí tương đối tốt, chính là đoạn đường chủ đạo ở đập Thiên Thủy. Ngô Kiến Hoa đương nhiên cũng biết rõ, trong chuyện này nổi lên tác dụng thúc đẩy rất lớn của Diệp Phàm, chủ nhiệm khu kinh tế. Đương nhiên cũng phải nhờ công ty Nhật Thăng và công ty Võ Thần yên lặng thối lui, nếu không phần bánh trái thơm ngon này dù thế nào cũng không tới phiên công ty Hải Thiên. Phí gia và Tiếu gia Ngư Dương tranh chấp hồi lâu, ngay cả cánh cửa của hội nghị thường ủy huyện cũng gõ vào, cuối cùng lại làm mai mối cho người khác. Cũng không biết chuyện này là chuyện tốt hay là một châm chọc cực lớn, đối với Tiếu gia và Phí gia mà nói đương nhiên là một trò cười rất lớn, đối với Diệp Phàm mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Hắn vừa trả nhân tình cho Ngô Kiến Hoa, mịt mờ lấy lại thể diện cho Vu Kiến Thần, bởi vì Tổng Giám đốc Ngô của Hải Thiên có quan hệ tương đối tốt với Vu Kiến Thần. Hơn nữa chất lượng công trình cũng có bảo đảm lớn hơn, bởi vì các phương diện tài lực, nhân lực, kỹ thuật của công ty Hải Thiên rõ ràng hùng hậu hơn so với hai công ty bổn địa Ngư Dương, phù hợp với tâm ý của Diệp Phàm. Đoạn đường hơn 3.000 vạn được hai công ty khác chia nhau. Một công ty là tập đoàn Lộ Hào tới từ Tích Ninh, chủ tịch hội đồng quản trị là Khúc Hướng Đông, tập đoàn cũng có hơn 5.000 vạn tài chính đăng ký,
tư chất là công trình quốc lộ và công trình kiến trúc cấp 3, chỉ riêng khoản tiền đặt thầu đã ép xuống 400 vạn. Một công ty khác là tập đoàn phi lộ thải hồng tới từ tỉnh Thủy Châu, đăng ký tài chính có hơn 3.000 vạn. Cấp bậc tư chất là xí nghiệp tổng nhận thầu thi công công trình quốc lộ cấp 3. Tổng giám đốc là một người trung niên hết sức khéo léo, tài giỏi, đoán chừng khoảng 30 tuổi. Tiệc chiêu đãi buổi tối được cử hành ở Tửu Lâu Xuân Hương. Lý Tuyên Thạch đã sớm thừa cơ chu toàn giữa ba công ty, đương nhiên là muốn lôi kéo một số vụ làm ăn cho bãi đá vụn của mình. Diệp Phàm đương nhiên cũng rất tự nhiên tùy ý giúp hắn giới thiệu, những người làm ăn này đều là người khôn khéo, nhìn thái độ của Diệp Phàm đối với Lý Tuyên Thạch cũng biết người này khẳng định có giao tế không phải bình thường với chủ nhiệm Diệp, đã giữ vị trí phát tài trong lòng cho Lý Tuyên Thạch. Chủ nhiệm Diệp, xin mời anh nói mấy câu, xin mọi người hoan nghênh. Lúc này tổng giám đốc Ngô của công ty Hải Thiên la lớn. Sau một tràng vỗ tay nhiệt liệt, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Diệp Phàm. Vậy thì tôi xin nói hai câu, mượn chén rượu này, đầu tiên là chúc mừng ba công ty Hải Thiên, tập đoàn Lộ Hào, tập đoàn Phi Lộ Thải Hồng đã trúng thầu. Các vị đã thông qua cạnh tranh công bằng để có được, tôi đại diện toàn thể nhân dân khu kinh tế Lâm Tuyền, đảng ủy, ủy ban nhân dân hoan nghênh các vị. Diệp Phàm vừa nói đến đây, tiếng vỗ tay lại vang lên. Một lúc sau mới dừng. Tôi cũng chỉ đề xuất mấy yêu cầu nho nhỏ, trước hết quan trọng nhất, chính là bảo đảm chất lượng công trình, sửa đường cho nhân dân khu kinh tế Lâm Tuyển yên tâm. Thứ hai nói thành thực, tôi có chút tư tâm, tôi cũng muốn tâm sự với các vị tổng giám đốc ở đây, cổ nhân thường nói, làm quan tận tụy, tạo phúc một phương, đương nhiên, tôi vẫn chưa có loại tầng thứ này. Tuy nhiên, làm một cán bộ nhỏ ở đây, tôi đương nhiên hy vọng các vị tổng giám đốc khi sửa đường có thể tận lực chiếu cố sức lao động địa phương, thu mua nguyên vật liệu ở chính khu kinh tế. Tỷ như trong tình huống bảo đảm chất lượng cát và đá, ưu tiên suy nghĩ mua trong cảnh nội khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi, khi sử dụng công nhân có thể tận lực thuê mướn người của khu kinh tế, đương nhiên còn phải xem công trình mà định ra, hơn nữa bảo đảm chất lượng là điều kiện tiên quyết. Ha ha, các vị kiếm lời nhiều. Cũng phải cho bọn họ kiếm chút ít tiền, cuộc sống của nhân dân khu kinh tế Lâm Tuyển chúng tôi vẫn còn đang khó khăn, có thể làm cho cuộc sống của bọn họ tốt hơn là tâm nguyện của tôi. Tôi tin tưởng đây cũng là tâm nguyện của toàn thể cán bộ công nhân viên chức khu kinh tế, tin tưởng ba vị tổng giám đốc cũng sẽ có suy nghĩ thích hợp có phải không? Ha ha ha! Diệp Phàm hài hước nói lại đưa tới một tràng vỗ tay như sấm. Chủ nhiệm Diệp, trước hết tôi xin biểu lộ thái độ. Tập đoàn Lộ Hào chúng tôi tới từ Tích Ninh, tuy nói không cùng một tỉnh với Nam Phúc, nhưng cũng là hai tỉnh anh em. Mọi người càng nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng, chúng tôi sẽ tận lực sử dụng sức lao động vốn có của khu kinh tế, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên suy nghĩ sử dụng nguyên vật liệu của khu kinh tế, tỉ như cát đá xi măng, tôi chỉ nói một câu, nếu có thể sử dụng nguyên liệu vốn có của Ngư Dương thì tuyệt đối không dùng phía ngoài. Chủ tịch Khúc Hướng Đông khẽ cười nói, nhất thời nghênh đón một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay sau đó hai tổng giám đốc công ty khác cũng không cam chịu thua kém, biểu lộ thái độ ngay tại chỗ. Tốt, tốt, cảm ơn. Diệp Phàm hai tay ôm quyền như nhân sĩ võ lâm tạ lễ. Tôi còn có một việc muốn nói cho mọi người. Khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi đến bây giờ còn chưa có tòa cao ốc văn phòng. Sau khi hội nghị đảng ủy khu kinh tế thảo luận đã quyết định xây một quần thể khu nhà bao gồm nơi sinh hoạt, phòng làm việc kiểu hoa viên ở con suối Lâm Tuyền. Đoán chừng tổng đầu tư đạt tới hơn 600 vạn, ngoài tổ hợp nhà ở khu làm việc của khu kinh tế ra còn xây dựng một vườn hoa công cộng cho nhân dân Lâm Tuyền nghỉ ngơi, đoán chừng tổng đầu tư vượt qua 800 vạn, có lẽ còn có thể nhiều hơn. Diệp Phàm nói đến đây cố ý dừng lại nhìn lướt qua tổng giám đốc ba công ty, phát hiện tất cả đều chăm chú nghe mình nói. Tuy nhiên, phương diện tài chính có chút phiền phức, tạm thời khu kinh tế chúng tôi vẫn chưa xuất ra được số tiền kia để xây dựng khu làm việc sinh hoạt. Chẳng qua khu kinh tế không có tòa nhà văn phòng và nơi ở cũng không được, rất bất lợi cho phát huy chỉ đạo triển khai công tác với cả 6 thị trấn 2 thị xã của khu kinh tế, cho nên, lần này nhất định phải xây dựng. Đương nhiên, khu kinh tế chúng tôi có phát động xã hội, vận động toàn dân ái tâm quyên tặng, nơi này chủ yếu là một sân chơi công cộng cho nhân dân Lâm Tuyền nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể xoay sở chừng 100 vạn, cộng thêm khu kinh tế nặn ra 100 vạn. Ngân hàng cho vay 200 vạn, cũng chỉ mới được 400 vạn, vẫn chưa được một nửa, tổng đầu tư hơn 800 vạn, còn thiếu hụt lỗ hổng hơn 400 vạn tài chính.
khu kinh tế tính toán lần lượt trong 5 năm hoàn trả lại khoản tiền này. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ trả tiền theo như lợi tức vay ngân hàng, không biết các vị tổng giám đốc có ý với hạng mục công trình này hay không. Sau khi Diệp Phàm nói xong thản nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn ba vị tổng giám đốc ý vị sâu xa. Hiện trường thoáng cái yên ắng, mấy vị tổng giám đốc nhanh chóng tính toán được mất trong đầu. Tuy nói công trình rất là mê người, nhưng lỗ hổng tài chính quá lớn, thiếu hơn 400 vạn. Nếu vì chuyện này bị khu kinh tế Lâm Tuyền kéo dài làm công ty suy sụp cũng không đáng. Phải biết rằng 400 vạn là ứng trước toàn bộ bằng tiền mặt. Mặc dù chủ nhiệm Diệp của khu kinh tế có nói trả theo lợi tức ngân hàng, tuy nhiên lợi tức ngân hàng quá thấp, lãi suất hàng năm chưa tới 4%. Trong khi lãi suất năm bên ngoài đoán chừng đạt đến 10%, thậm chí còn cao hơn. Những công ty lớn như thế này mặc dù tài chính hùng hậu, nhưng trên thực tế tài chính có thể mượn dùng ứng dụng linh hoạt cũng không có nhiều. Nếu đổi lại, dựa vào lãi suất vay tiền bên ngoài giúp khu kinh tế Lâm Tuyền xây dựng tổ hợp tòa nhà sinh hoạt làm việc, khu kinh tế hàng năm còn phải trả một phần tiền nợ, lấy lợi tức ngân hàng tính toán, đoán chắc hàng năm còn thiếu khá nhiều tiền lợi tức. Đây chính là một khoản kinh phí không nhỏ, lấy khoản nợ 400 vạn ra mà nói, tiền lợi tức trong một năm khu kinh tế trả lại cho tập đoàn công ty theo lợi tức ngân hàng không quá 18 vạn, còn tập đoàn cho vay bên ngoài, lợi tức cao tới 50 vạn, 5 năm chính là 200 vạn. Mà hạng mục công trình đầu tư này liên quan đến 800 vạn, nhiều nhất chỉ kiếm lời được hơn 200 vạn, như vậy tính ra, căn bản không kiếm được tiền lời, hơn nữa còn dẫn đến tài chính công ty quay vòng khó khăn, còn mạo hiểm bị khu kinh tế Lâm Tuyền dây dưa, không trả. Lãnh đạo khu kinh tế không ai dám nói Diệp Phàm có thể ngồi vững được mãi, trời có mưa có gió, người có sớm tối họa phúc, quan lại chính quyền chỉ cần nói đổi là đổi. Nếu như chủ nhiệm kế tiếp không phải là Diệp Phàm, ai biết tân chủ nhiệm có xé ra chuyện gì ngăn cản hay không, đến lúc đó ứng tiền ra có thể thu hồi hay không mới là vấn đề, chứ đừng nói đến lợi tức gì cả. Số tiền ban đầu cũng khó thu hồi, nói không chừng còn mất trắng, giúp đỡ khu kinh tế Lâm Tuyền không công. Mặc dù sẽ không phát sinh tình huống như thế, nhưng nếu bị khu kinh tế kéo dài đến mười mấy năm vậy thì cũng không khác gì. Chuyện chính quyền khất tiền nợ công trình nhận thầu mười mấy năm ở Hoa Hạ chúng ta đã có tiền lệ, cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Công trình của chính quyền không thể so với tư nhân, có quốc gia chịu trách nhiệm. Tất cả lãnh đạo lúc ấy đều nói lời thề son sắt, đến lúc cần tự nhiên vỗ mông bỏ đi thì biết tìm ai mà đòi. Hơn nữa người ta đại diện cho quốc gia, muốn đòi tiền thì đi tìm quốc gia mà đòi. Những ông chủ xí nghiệp tư nhân làm ăn với quốc gia thật sự tương đối hao tâm tốn sức, tốn thời gian, phí sức mà không đạt được kết quả tốt. Hiện tại luật pháp lại không kiện toàn, tòa án đều là cơ cấu chấp pháp quốc gia, đương nhiên, theo như quy tắc ngầm nói như vậy cũng sẽ nghiêng về bộ phận chính phủ một chút. Cho nên, nguy hiểm cũng tương đối lớn, không khỏi làm mấy tổng giám đốc phải suy nghĩ định giá tại chỗ. Mười mấy phút đồng hồ đã qua, Diệp Phàm thấy không khí có chút tẻ nhạt, liền ha ha cười nói. Chuyện này không vội, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bởi vì lỗ hổng tài chính thiếu hụt quá lớn, cho nên đảng ủy khu kinh tế không đem hạng mục công trình này bỏ vào cuộc gọi thầu hôm nay. Chúng tôi không thể làm người không thành tín có phải vậy không? Tuy nhiên, nếu có công ty chịu nhận, chúng tôi cũng sẽ không để các vị thua lỗ, mọi người ngồi xuống, ăn trước đi, tôi cũng cảm thấy đói bụng rồi. Tránh văn phòng Đinh Hương muội lập tức mời mọi người vào bàn, Phạm Xuân Hương ở dưới sau khi nghe tin liền tổ chức đưa đồ ăn lên. Chương 577, cô gái chơi ngang. Bát khoai lang thơm ngào ngạt thoáng chốc đã hết sạch, mùi vị rất ngon. Lý Tuyên Thạch tổ chức người bưng lên món súp thỏ núi có mùi thuốc bắc thoang thoảng, đương nhiên Diệp Phàm cũng chế biến một chút nguyên liệu bên trong. Các vị có thể không biết, vì nghênh đón các vị khách quý từ xa đến, ông chủ Lý Tuyên Thạch của bãi đá đập Thiên Thủy đã hơi tốn chút tâm tư, món súp thỏ núi này tuyệt đối chính tông, mời mọi người nếm thử. Khi Diệp Phàm giới thiệu món súp còn thuận tiện tâng bốc cho Lý Tuyên Thạch. Xem ra vị giám đốc Lý này có quan hệ không bình thường với chủ nhiệm Diệp, vừa rồi chủ nhiệm Diệp thuận miệng giới thiệu, cũng đã thể hiện. Nếu không mua đá cát của y có vẻ cũng khó nói. Lẽ nào bãi đá đó cũng có cổ phần của chủ nhiệm Diệp, rất có thể. Nghe nói một số quan viên chính phủ thường xuyên cầm cổ phần danh nghĩa trong lòng một vị tổng giám đốc âm thầm nói. Ha ha, mọi người có thể không biết, sau khi tôi tốt nghiệp trực tiếp được phân tới đập Thiên Thủy làm một thôn quan chú thôn, nói ra tôi rất có tình cảm với con người ở đây.
Người nơi đó còn chưa thoát khỏi nghèo khó, trong lòng tôi còn hổ thẹn. Ai? Diệp Phàm tựa hồ đoán được tâm tư mọi người, sau khi nếm một miếng súp thuận miệng cười nói. Ha ha, chủ nhiệm Diệp, tôi tin tưởng đập thiên thủy có người như chủ nhiệm Diệp quan tâm chiếu cố, tương lai không lâu nhất định sẽ thoát khỏi nghèo khó. Chủ nhiệm Diệp là anh tài thanh niên chúng tôi cực ít nhìn thấy, trẻ tuổi như vậy đã trở thành chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền, nhớ khi tôi còn ở tuổi này vẫn chỉ là một tên học việc chuyên đi xây nhà cho người ta, tiền công một ngày không hơn một đồng, ha ha ha, chủ nhiệm Diệp tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc này Tổng Giám đốc Tào Tấn Khôi cười nói nịnh bợ Diệp Phàm. Hơn nữa y còn thuận miệng nếm một thìa súp, khen. Quả nhiên mùi vị kỳ lạ, bên trong hẳn là phối một chút thảo dược, có mùi thuốc mà không nồng. Đạm mà không nhạt, hương thơm tinh khiết mê người. Đúng vậy, xem ra Giám đốc Lý cũng có chút tài nghệ ở phương diện này rồi. Tổng Giám đốc Khúc Hướng Đông hợp sức phụ họa. Sau khi uống mấy tuần rượu, tất cả mọi người đều hơi có men say. Lúc này Tổng Giám đốc Ngô Kiến Hoa của công ty Hải Thiên giơ chén đứng lên nói. Chủ nhiệm Diệp, trước hết xin chúc mừng mạng giao thông lớn Lâm Tuyền chính thức khởi động. Tôi mượn chén rượu này đầu tiên xin chúc mừng chủ nhiệm Diệp. Thứ hai, đã là chúc, đương nhiên cũng phải có một chút quà tặng mới được. Mới vừa rồi nghe nói chủ nhiệm Diệp và các vị lãnh đạo khu kinh tế Lâm Tuyền vẫn chưa có tòa nhà văn phòng. Như vậy sao được, một trung tâm trọng yếu như vậy khẳng định phải có tòa nhà làm việc của mình. Cho nên tôi đại diện công ty Hải Thiên thành phố Mạc Hương quyết định quyên tặng cho khu kinh tế Lâm Tuyền 30 vạn. Một chút lễ mọn coi như là quà mừng hôm nay của công ty tôi chúc mừng khu kinh tế Lâm Tuyền khởi động mạng giao thông lớn Lâm Tuyền. Cảm ơn, cảm ơn, cảm tạ hậu ái của Tổng Giám đốc Ngô đối với nhân dân khu kinh tế, toàn bộ cán bộ công chức khu kinh tế, và nhân dân hưởng lợi cũng sẽ nhớ mãi ái tâm của Tổng Giám đốc Ngô. Diệp Phàm cũng vội vàng đứng lên chạm chén với Tổng Giám đốc Ngô Kiến Hoa. Tổng Giám đốc Tào Tấn Khôi đương nhiên cũng không chịu thua kém, lập tức đứng lên, khẽ cười nói. Mọi người đều nói chuyện tốt thành đôi, tôi cũng vậy tới góp thêm náo nhiệt. Hôm nay là thời khắc long trọng mạng giao thông lớn Lâm Tuyền chính thức khởi động, tôi đại diện tập đoàn Phi Lộ Thải Hồng, đặc biệt quyên tặng khu kinh tế Lâm Tuyền 30 vạn chúc mừng. Ninh Hương muội vội vàng tới rót rượu cho Diệp Phàm, khi Diệp Phàm cầm chén rượu lên đang muốn cảm ơn, Chủ tịch Khúc Hướng Đông cũng góp lời nói. Tục ngữ Hoa Hạ chúng ta đều nói hảo sự không quá ba, tuy nhiên tôi cảm thấy chuyện vui thế này, hảo sự phải quá ba, quá bốn, thậm chí nhiều hơn. Công ty chúng tôi tới từ Tích Ninh, khi mới bắt đầu nghe nói mạng giao thông lớn Lâm Tuyền gọi thầu, bên trong nội bộ công ty có khá nhiều người không yên tâm, chỉ sợ đến bên này sẽ chịu sự kỳ thị. Cuối cùng chúng tôi cũng ôm thử một chút tâm tình tới xem. Không ngờ chủ nhiệm Diệp và các lãnh đạo khu kinh tế có thể đối đãi với chúng tôi giống như các công ty địa phương, tôi rất vui mừng. Tôi xin mượn chén rượu nhạt này trước hết xin chúc mừng mạng giao thông lớn Lâm Tuyền chính thức khởi công, thứ hai tôi đại diện tập đoàn Lộ Hào, xin quyên tặng khu kinh tế 40 vạn. Mới vừa rồi chủ nhiệm Diệp nói có thể kiếm được 100 vạn cũng không tệ rồi, cho nên tôi xin góp cho đủ. Tôi tin tưởng, có vị lãnh đạo có tầm nhìn chắc tuyệt như chủ nhiệm Diệp chủ trì công tác khu kinh tế. Có một ban lãnh đạo toàn tâm toàn ý toàn tính vì nhân dân phục vụ, lại cộng thêm mười mấy vạn dân chúng dốc toàn lực ủng hộ, khu kinh tế nhất định sẽ bay lên. Những chuyện khác tôi cũng tin tưởng như vậy, khu kinh tế nhất định sẽ giành được càng nhiều ái tâm quyên tặng. Bốp bốp, từ lâu Xuân Hương vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt liên tiếp. Chủ nhiệm Diệp, mới vừa rồi ba vị tổng giám đốc đều hiến ái tâm, vừa tròn số. Công ty Thiên Lạc chúng tôi tuy nói không thể so sánh với đại tập đoàn của ba vị, nhưng cũng đạt được tư chất là công ty xây dựng công trình quốc gia cấp 3. Tôi đến từ địa khu Đức Bình. Trước mắt Đức Bình mới được thành lập, cao ốc Đức Hồng cao 15 tầng, chính là công ty Thiên Lạc chúng tôi một tay nhận thầu, hơn nữa chiếm được giấy chứng nhận xác định chất lượng ưu tú của bộ phận quản lý xây dựng địa khu Đức Bình. Công ty Thiên Lạc chúng tôi lần này tuy nói không đấu thầu được, nhưng thật sự mở rộng tầm mắt. Gặt hái được nhiều kinh nghiệm. Hôm nay tôi xin đại diện công ty quyên tặng khu kinh tế Lâm Tuyền 30 vạn. Tuy nhiên, mới vừa rồi chủ nhiệm Diệp có đề xuất xây dựng công trình tổ hợp tòa nhà kiểu vườn hoa cho khu kinh tế, chúng tôi muốn thử xem, không biết chủ nhiệm Diệp có chịu cho chúng tôi cơ hội. Ôn Bảo Linh từ địa khu Đức Bình chạy tới cười khanh khách ném ra một quả bom làm cả bàn khiếp sợ, một cô gái mà dám làm liều đi ngang, đúng là khá lớn mật, khiến người khác chấn động. Cô gái này tương đối lịch thiệp trang nhã, nghe nói mới 26 tuổi,
tiếp nhận chiếc ghế tổng giám đốc công ty Thiên Lạc của cha mình. Gương mặt hình thảo quả, đặc biệt trắng trẻo, sáng bóng. Đôi môi thoa son nhàn nhạt lộ vẻ ôn nhuận, mái tóc được búi cao càng làm cô ta thêm trang nhã, thanh khiết. Khí chất trên người cô ta khiến người khác chỉ dám ngước nhìn từ xa chứ không dám nảy sinh tại ý làm vấy bẩn hình tượng thanh cao. Công ty Thiên Lạc vì đăng ký tài chính mới bằng một nửa ba công ty kia, hơn nữa lại từ địa khu Đức Bình xa xôi chạy tới, nhân mạch địa vực đều kéo chân, phía bên Ngư Dương căn bản không có người quen, cho nên cuối cùng thất bại. Diệp Phàm vốn tưởng rằng Ôn Bảo Linh đã ủ rũ trở về, không ngờ cô gái này còn lưu lại. Hơn nữa cô ta còn thốt ra lời nói kinh người, nguyện ý tiếp nhận khu làm việc sinh hoạt kiểu vườn hoa của khu kinh tế, chuyện này không kiếm được tiền mà còn gánh nguy hiểm rất lớn. Cô ta thật sự làm Diệp Phàm dương mắt mà nhìn, còn trong lòng ba vị tổng giám đốc kia chỉ còn lại kinh ngạc, mơ hồ còn có một cảm giác bất an trong lòng, tuy nhiên chỉ là một loại cảm giác bản năng mà thôi, cũng không biết nguyên nhân ở đâu. Tổng giám đốc Ôn, cô đã nghĩ kỹ chưa? Diệp Phàm mỉm cười đầu tiên cảm tạ ái tâm quyên tăng của công ty Thiên Lạc, sau đó thận trọng hỏi lại. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu như chủ nhiệm Diệp chịu trực tiếp đem công trình này giao cho công ty Thiên Lạc của Đức Bình chúng tôi. Chúng ta có thể lập tức ký kết một bản hiệp định ý đồ. Hợp đồng chính thức đương nhiên chờ bàn bạc xong hãy ký. Tôi hy vọng chủ nhiệm Diệp có thể cho công ty Thiên Lạc một cơ hội, sớm quyết định chuyện này. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng, chủ nhiệm Diệp nhất định cũng sẽ không vì Thiên Lạc ở xa đến mà khiến chúng tôi thiệt thòi, bởi vì tôi tin tưởng nhân phẩm của chủ nhiệm Diệp. Ôn Bảo Linh nói rất chắc chắn, trong lời nói tùy ý còn có vẻ tâng bốc Diệp Phàm. Lời này cũng làm cho hắn thỏa mãn một phen nho nhỏ, con người ai cũng có lòng hư vinh, chuyện này là bình thường. Ha ha ha! Diệp Phàm đột nhiên cười lớn không dứt, quang mang thưởng thức trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, nói. Cảm tạ tín nhiệm của Tổng Giám Đốc Ôn đối với ban lãnh đạo khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi, cô chịu ở dưới tình huống nguy hiểm lớn như thế đáp ứng tiếp nhận hạng mục công trình lần này, chuyện này cũng cần tương đối dũng khí và tính cảm quả. Đương nhiên, như Giám Đốc Ôn đã nói, khu kinh tế chúng tôi cũng sẽ không thấy các vị là khách từ xa đến mà bắt các vị chịu thiệt thòi. Công trình này là đại khảo nghiệm danh dự, thành tín của tôi với ban lãnh đạo khu kinh tế. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu công ty nào có tư chất phù hợp, chịu trong tình huống như vậy tiếp nhận công trình này, khu kinh tế chúng tôi sẽ đem công trình Quỷ Anh Than cho bọn họ nhận thầu, từ san bằng nền đất đến hạng mục khu nhà ở cho các cán bộ công chức, tòa nhà văn phòng, nhà xưởng nhà máy dệt Lâm Tuyền, nhà máy giấy Lâm Tuyền, và các khu vực phủ xanh tương ứng đều sẽ đóng gói cho công ty này. Chuyện này ban lãnh đạo đảng ủy khu kinh tế chúng tôi sẽ cùng hai tập đoàn có tổng đầu tư đạt tới hơn 7.000 vạn phối hợp nhịp nhàng. Tôi tin tưởng, tuy nói các vị sẽ gánh chịu nguy hiểm rất lớn khi nhận thầu tổ hợp khu nhà kiểu vườn hoa làm việc của khu kinh tế, có thể cũng sẽ bị chịu tổn thất nhất định, nhưng ở công trình Quỷ Anh Than sẽ toàn diện kiếm doanh lợi trở lại. Hơn nữa, nhất định sẽ thu hoạch lớn hơn. Tổng Giám Đốc Ôn, chúc mừng cô, mọi người cùng cạn một chén. Diệp Phàm nâng chén lên. Nghe Diệp Phàm nói một hơi như vậy, Tổng Giám Đốc ba đại công ty đang ngồi ở bàn thiếu chút nữa chua xót rớt răng hàm. Khi Ôn Bảo Linh dũng cảm tiếp nhận công trình này, ba vị Tổng Giám Đốc có cảm giác bản năng, chuyện này có vẻ không ổn. Tuy nhiên biết rõ tình huống sẽ hao vốn, ba vị Tổng Giám Đốc cuối cùng vẫn chưa có dũng cảm dành trước đứng ra, mà bị vây vào trạng thái quan sát. Những lời phía sau Diệp Phàm ném ra, hoàn toàn khiến ba vị Tổng Giám Đốc chua xót rụng răng hàm. Công trình Quỷ Anh Than cũng không phải là công trình nhỏ, san bằng nền đất, cộng thêm xây dựng khu nhà máy, đoán chừng đầu tư thời kỳ đầu đạt đến hơn 2.000 vạn. Sau này cùng với nhịp tăng nhanh của Chiêu Thương, không ngừng có nhà máy tiến vào đóng ở Quỷ Anh Than, công trình cứ thế cuồn cuộn mà đến, nếu như đều cho công ty Thiên Lạc của Ôn Bảo Linh tiếp nhận, cô ta sẽ kiếm lời rất nhiều. Chương 578, Khẩu Chiến. Ai, chúng ta còn xem thường chủ nhiệm Diệp, đây đều là bộ dạng trẻ tuổi của hắn gây họa. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Trong lòng các tổng giám đốc đều cực kỳ buồn bực, tâm tình thoải mái khi vừa cướp được gói thầu đã hoàn toàn bị Giám Đốc Ôn Bảo Linh chà đạp không còn một mống. Trải qua khúc ngoặt của Ôn Bảo Linh, ba vị tổng giám đốc tự dưng sinh ra kiêng kỵ với Diệp Phàm, tin phục sự lớn mật của Ôn Bảo Linh. Ôn Bảo Linh đã có chuẩn bị, lập tức thúc giục chủ nhiệm Diệp, nói là muốn ký hiệp định ý đồ trước, ngày mai có thể triển khai hiệp đàm. Được. Diệp Phàm cũng cười sảng khoái,
trong lòng rất bội phục tinh thần quyết đoán của cô gái này, chỉ thị cho Đoàn Hải thu xếp, không lâu sau giấy tờ đã chuẩn bị xong, ký kết hiệp định ý đồ trên bàn rượu. Ba vị tổng giám đốc cho dù ra mặt có dày lúc này cũng không tiện đứng ra giành mối làm ăn, dù sao trên thương trường cũng có quy củ, đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Giám đốc Ôn, tôi không hiểu, công ty cô nghe nói cũng chỉ có 1.500 vạn đăng ký tài chính, kinh phí hoạt động hẳn là càng ít, làm sao dám tiếp nhận khu nhà văn phòng của khu kinh tế, đây chính là một lỗ thủng tài chính khổng lồ. Tào Tiến Khôi khẽ cười nói, cũng không biết có tâm tư gì. Ha ha, tổng giám đốc Tào, công ty Thiên Lạc chúng tôi bàn về phương diện tài chính hùng hậu tuy nói không so được với tập đoàn Phi Lộ Thải Hồng các ông, nhưng chúng tôi cũng có chuẩn bị thủ đoạn chủ bị tài chính ứng phó. Đây là bí mật làm ăn của công ty chúng tôi, không thể truyền ra ngoài được. Ôn Bảo Linh bình tĩnh mỉm cười, phản kích. Ha ha, tôi có chút bận tâm đến lúc đó tài chính các cô quay vòng xảy ra vấn đề gì, làm ra công trình không ra gì, khiến chủ nhiệm Diệp phải giơ chân. Tào Tấn Khôi bắt đầu phun ra mùi thuốc súng. Tuy nói trên mặt Tào Tấn Khôi vẫn giữ nụ cười, nhưng ai cũng có thể nghe ra một chút mùi vị trong đó. Ha ha, điểm này không cần tổng giám đốc Tào lo lắng. Công ty Thiên Lạc chúng tôi có uy tín tốt đẹp bảo đảm, cho dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ xây dựng khu nhà sinh hoạt làm việc kiểu vườn hoa mà chủ nhiệm Diệp giao cho chúng tôi thành công trình minh tinh. Ôn Bảo Linh bình tĩnh ứng đối, lại làm Diệp Phàm thầm kinh hãi một phen. Cô gái này không đơn giản. Trong lòng Diệp Phàm thầm khen, nhìn tư thế như định liệu trước mọi việc của cô ta, hẳn là sớm có tính toán, không phải ban đầu khi cạnh tranh đấu thầu, cô gái này đã áp dụng kế hoạch dương đông đánh tây chứ. Chuyện này rất có thể, cô ta lấy phương thức đấu thầu để dương ra danh tiếng bản thân công ty mình trước, để cho các vị lãnh đạo khu kinh tế Lâm Tuyền đều biết công ty Thiên Lạc, sau khi lấy được tín nhiệm, mục tiêu thực tế chính là căn cứ Quỷ Anh Than. Bọn họ tình nguyện thâm hụt tiền trước nắm được công trình tòa nhà văn phòng, coi đây là bước lấy được tín nhiệm của các vị lãnh đạo khu kinh tế. Quái, công trình Quỷ Anh Than chỉ có ba người là mình, Trương Quốc Hoa, Ngọc Xuân Thiền biết được. Chẳng lẽ trong hai người này có người lộ tin tức ra ngoài? Hẳn là không thể nào, công ty Thiên Lạc đến từ địa khu Đức Bình, cách thành phố Mạc Hương chúng ta khá xa. Hơn nữa chỗ đó còn nghèo hơn Mạc Hương chúng ta, thuộc về khu vực biên cương lâu đời. Ôn Bảo Linh làm sao có thể thò tay đến Mạc Hương? Tôi thật mỏi mắt mong chờ, ha ha. Tào Tấn Khôi bên ngoài có vẻ nói chuyện vui vẻ với Ôn Bảo Linh, trên thực tế đang so sánh sức lực lẫn nhau. Ẩn chứa nhiều mùi thuốc súng bên trong. 10 giờ sáng ngày thứ hai, bọn người Lô Trần Thiên và Cổ Bảo Toàn đến Lâm Tuyền, kỳ quái chính là Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Thiên Lượng cũng đến Lâm Tuyền. Sau khi long trọng khởi công nghi thức mạng giao thông lớn Lâm Tuyền xong, Lô Trần Thiên nghỉ ngơi một lát rồi về thẳng huyệt, Vương Thiên Lượng ở trong đại lễ đường thị trấn Lâm Tuyền triển khai hội nghị công tác tài vụ lần đầu tiên của khu kinh tế Lâm Tuyền. Y đầu tiên khen ngợi khu kinh tế Lâm Tuyền đã đạt được thành tích rõ ràng ở phương diện chủ bị tài chính, tuy nhiên lời nói phía sau có chút biến vị, mơ hồ có ẩn ý bên trong. Vương Thiên Lượng nói, các đồng chí, công tác tài vụ quan hệ đến sự liêm khiết của đảng, chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ngàn vạn dân chúng. Nếu quản lý tài sản tốt có thể có lực xúc tiến các hạng mục sự nghiệp của kinh tế địa phương phát triển. Tuy nhiên, nếu ứng dụng không được, có một vài đồng chí không tuân theo kỷ luật tài chính, không theo như lẽ thường làm việc, thì có thể tạo thành tổn thất trọng đại cho quốc gia. Từ đó làm cho kinh tế địa phương phát triển chậm chạp, ảnh hưởng tới cuộc sống dân chúng, ảnh hưởng tới xây dựng phát triển thành trấn. Có rất nhiều đồng chí, chỉ cần một phút sơ sẩy đã ngã vào vòng xoáy của tiền bạc, cho nên ở công tác tài vụ, kế toán, xuất nạp nhất định phải kiểm tra chặt chẽ. Nếu không dễ dàng tạo thành lỗ hổng cho một số lãnh đạo trong tay có quyền lực nào đó chui vào. Mười mấy vạn thậm chí hơn ngàn vạn tiền tham ô thất thoát ra ngoài đơn vị, bộ phận xuất nạp kế toán cũng không biết được, cái này là thất trách nghiêm trọng, thậm chí là không làm tròn trách nhiệm. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu như tôi chuyển tiền không thông qua xuất nạp kế toán, nếu lấy ra 1.000 vạn, có lẽ tôi sẽ đem số tiền này ra ngoài đầu tư, cho vay cắt cổ. Một khi không thu hồi tiền về được thì chính là tổn thất trọng đại của quốc gia. Khi Vương Thiên Lượng dõng dạc nói chuyện có một số ánh mắt của nhân viên công tác hữu ý vô ý đều liếc nhìn về phía đồng chí Diệp Phàm Đa Ninh ngồi trên đài chủ tịch. Lời này bày ra rõ ràng có ý tứ phê bình chủ nhiệm Diệp lần trước đi Hồng Kông hoạt động, không tuân theo quy luật kinh tế và sử dụng tài chính. Cổ Bảo Toàn tuy nói sắc mặt không thay đổi,
nhưng đôi môi cũng khẽ co quắp. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh mỉm cười, nghiêng tai lắng nghe. Vương Thiên Lượng nghênh đón một số tiếng vỗ tay thưa thớt, bởi vì tất cả mọi người đều biết Vương Thiên Lượng đang ám chỉ mắng chửi chủ nhiệm Diệp, cho nên cũng không có mấy người dám vỗ tay. Hơn nữa, tất cả mọi người là cán bộ khu kinh tế, Vương Thiên Lượng tuy nói là cục trưởng cục tài chính thành phố, nhưng tới từ bên ngoài. Hơn nữa chủ nhiệm Diệp cũng là một vị quan tốt biết làm việc thiết thực, lúc ấy cho dù có chút không tuân theo chế độ tài chính và kinh tế, nhưng cũng vì tình thế bắt buộc, vì tính bảo mật của công tác mà không tiết lộ. Vương Thiên Lượng đúng là đồ đàn bà, chỉ hiểu được một phương diện nhỏ mà dám tới phê bình người ta, kỷ luật tài chính và kinh tế ai mà không biết, đương nhiên cũng phải nhìn tình huống mà định ra. Trịnh Lực Văn nhỏ giọng kêu lên. Còn không phải là quan báo tư thù, cháu trai y nghe nói vẫn chưa ngồi tù, chuyện này là thế nào chứ? Người của viện kiểm sát đều đi uống nước tiểu rồi phải không? Căn bản là không làm gì cả. Chủ nhiệm nhà khách thị trấn Lâm Tuyền Trần Chân Minh nhỏ giọng mắng. Ai, có cách gì chứ? Cục trưởng Vương người ta nắm tài chính trong tay, một tay che trời, ngay cả bí thư cổ cũng có chút kiêng kỵ, còn không phải nghĩ cho đại cục, vì nhân dân toàn bộ huyện. Trịnh Lực Văn thở dài. Hừ, chủ nhiệm Diệp quá lương thiện, nếu theo tính tình của tôi thì sẽ làm loạn lên, tốt nhất là làm loạn đến thành phố buộc viện kiểm sát huyện bắt người. Đoàn Hải bất mãn mắng. Bắt người, không đơn giản như vậy đâu. Các vị thử nghĩ xem, viện kiểm sát huyện khẳng định là muốn mò tiền từ cục tài chính thành phố, bắt người còn mò được cái rắm gì. Thứ hai chủ nhiệm Diệp cũng suy nghĩ cho đại cục, còn không phải là vì nhân dân khu kinh tế Lâm Tuyền, chỉ để bản thân chịu thiệt thòi. Triệu Thiết Hải cứ lắc đầu thở dài. Các đồng chí, vừa rồi Cục trưởng Vương đã nhắc lại lần nữa kỷ luật tài chính và kinh tế với mọi người, tôi hy vọng các đồng chí làm công tác tài vụ nhất định phải nhớ kỹ, theo như trình tự chính quy mà làm việc. Tuy nhiên đương nhiên, có nhiều thứ cũng phải nhìn tình huống mà định ra. Tỷ như nhân viên công tác tài vụ phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Sau khi họp xong Diệp Phàm ngồi trên ghế xoay một vòng, lẩm bẩm nói. Vương Thiên Lượng. Con cọp không phát huy ông thật sự cho tôi là một con mèo bệnh có phải không? Đã muốn phân cao thấp chúng ta cứ làm một phen. Hắn tiện tay cầm điện thoại gọi cho Tề Thiên. Tề Thiên, chuyện đi Hồng Kông đã quyết định rồi phải không? Đại khái đã quyết định rồi, tuy nhiên còn phải đợi một thời gian ngắn nữa mới lên đường, bởi vì sang Hồng Kông có một số công việc cần phải chú ý. Trong khẩu khí của Tề Thiên khó nén nổi vui sướng, lại nói. Đại ca! Việc này thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn tôi, có thể. Đang có một chuyện cần cậu ra mặt đây. Diệp Phàm cười khan nói. Đại ca xin nói, lên núi đào xuống biển lửa mặc anh chọn. Tiểu tử Tề Thiên ra vẻ khẳng khái đại nghĩa. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là một làm việc nhỏ, tôi muốn nhờ cậu viết một lá thư nặc danh kiện cậu. Diệp Phàm nói. Em viết thư kiện em, đây không phải là ăn no dỗi việc sao, lão đại. Rốt cuộc anh đang đùa gì vậy? Tề Thiên không hiểu ra sao, thất thanh kêu lên. Rất đơn giản, lần trước ở thị trấn Nam Khê cậu vì cứu tôi không phải đã chĩa súng về hướng Vương Tiểu Ba sao, cậu lấy chuyện này là cái cớ, tự viết thư tố cáo mình, nói là quân nhân nổ súng về dân chúng, ha ha. Diệp Phàm quỷ dị cười nói. Em hiểu rồi, đại ca có phải muốn dùng chuyện này dẫn ra chuyện của Vương Tiểu Ba, sau đó xử lý y? Dứt khoát bắt y tới bộ đội còn không xong việc. Mẹ kiếp, không xử y chết thì còn làm ăn gì được nữa. Tề Thiên cười nói âm độc. Hừ, bộ đội đương nhiên phải mượn dùng nhưng không phải là trực tiếp hạ độc y. Mà chỉ là mượn thế bộ đội xử lý y. Diệp Phàm nói. Mượn thế thế nào? Tề Thiên tỏ ra hứng thú, hỏi tới. Rất đơn giản, chuyện cậu nổ súng, bộ phận bảo vệ nhất định sẽ phái người đến điều tra, chỉ cần vừa điều tra. Cậu tiện tay đem chuyện xấu xa của Vương Tiểu Ba lôi ra hết. Bộ đội tuy nói không quản chuyện của địa phương, tuy nhiên sau khi thẩm tra chứng minh, bọn họ nhất định sẽ đem chuyện này chuyển cho địa phương. Mà cấp bậc bộ phận bảo vệ liệp báo tương đối cao, cho tới bây giờ đều là trực tiếp liên lạc trong tỉnh, cho nên, cho dù bọn họ muốn chuyển vụ án cũng sẽ trực tiếp chuyển cho Viện Kiểm sát tỉnh. Tôi nghĩ, Viện Kiểm sát tỉnh nhất định sẽ đem vụ án lần này trở lại thành phố Mặc Hương. Tôi tin tưởng Vương Tiểu Ba lần này khó chạy thoát khỏi sự giám sát của viện trưởng tỉnh. Ha ha ha! Diệp Phàm thư thái cười. Đại ca, chuyện này có thể. Tề Thiên ấp úng nói ra nửa câu. Tiểu tử cậu,
có phải sợ chuyện này sẽ quấy nhiễu chuyện cậu đi Hồng Kông hay không? Tuyệt đối không có, hơn nữa một khi thẩm tra, cậu còn là vị đại anh hùng. Cậu cũng không phải là quân nhân nổ súng lung tung không tuân theo kỷ luật quân đội. Diệp Phàm nói. Chương 579, tự mình kiện mình. Hắc hắc, nghe đại ca nói như vậy em cũng yên tâm, vậy thì dễ, em lập tức viết một tờ tài liệu trực tiếp đưa tới bộ phận bảo vệ, bảo đảm ngày mai sẽ có người xuống điều tra. Gần đây chuyện em đi Hồng Kông vẫn chưa hoàn toàn xác định, sau khi phát sinh chuyện này, bộ phận bảo vệ Liệp Báo nhất định sẽ rất thận trọng, nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này trước khi em xuất phát đi Hồng Kông. Lãnh đạo cao cấp bộ phận bảo vệ tên là Tào Giới, cấp bậc đại tá, có lẽ sẽ biết danh tiếng đại ca. Tuy nhiên có thể cũng không biết, nhưng em sẽ tiết lộ một số tin tức, tỉ như đại ca là huynh đệ kết nghĩa với đoàn trưởng Thiết, chỉ cần vừa lộ ra chút tiếng gió, đến lúc đó lại lôi chuyện đại ca bị Vương Tiểu Ba đánh ra. Em tin tưởng bọn họ không cần đại ca lên tiếng, ha ha, cũng sẽ đòi lại công bằng cho đại ca. Hơn nữa khẳng định đặc biệt tàn nhẫn, các sĩ quan Liệp Báo chúng ta cũng không phải là loại lương thiện, mẹ kiếp. Tề Thiên đắc ý không dứt, thiếu chút nữa vui mừng lệch miệng. Cười gì, làm người phải khiêm tốn, tôi nghĩ nếu Tào Giới đã là đại tá, hẳn là sẽ biết tôi là cố vấn đặc biệt của Liệp Báo. Đương nhiên, tôi tin tưởng y cũng sẽ giữ bí mật, còn về bọn họ làm như thế nào, phương diện này chúng ta không can thiệp, chuyện này phải duy trì độc lập công chính của luật pháp quốc gia. Cậu lập tức đi làm đi, tranh thủ trước khi đi Hồng Kông giải quyết xong. Diệp Phàm chuẩn bị phóng điện rồi. Đợi đã đại ca, hình như hôm đó anh Vĩ cũng nổ súng, chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh ấy không? Tề Thiên lại hỏi. Ừ, đây thực sự là một vấn đề, có thể không đụng đến Lô Vĩ tốt nhất là đừng đụng. Đương nhiên, cho dù đụng đến tôi nghĩ bộ phận bảo vệ Liệp Báo cũng sẽ giữ bí mật, phải tin tưởng các đồng chí của chúng ta chứ, ha ha ha. Diệp Phàm cười cúp điện thoại, căn bản là không lo lắng gì cả. Hắn tin tưởng chỉ cần đại tá Tào Giới là một người bình thường, tuyệt đối sẽ không thể không nể mặt đoàn trưởng Thiết. Bí thư Chu, đồng chí Phí Mặc huyện Ngư Dương đã đem con trai Phí Vũ Vân giao nộp cho viện kiểm sát, có cần nghiêm nghị tra hỏi một phen. Tôi nghĩ, lần này có lẽ đã câu được một con cá lớn, vấn đề của tiểu tử này không nhỏ, kể từ khi chúng ta công bố điều tra của Ủy ban Kỷ luật thành phố và viện kiểm sát, gần đây thư từ kiện y cũng không ít. Nếu như kiểm tra đối chiếu sự thật toàn bộ cũng đủ khiến y ngồi tù mấy năm được rồi. Hơn nữa, một người thanh niên như Phí Vũ Vân có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy sao? Trong chuyện này có phải có cao nhân gì đó ở sau lưng chỉ điểm không? Bí thư Tào Anh Bồi của Ủy ban Kỷ luật thành phố nghiêm túc nói, ý tứ sâu xa. Mũi nhọn chĩa đến đương nhiên là bí thư khối đảng ủy Phí Mặc huyện Ngư Dương. Y đưa mắt nhìn bí thư thị ủy Chu Càn Dương, chờ ông ta hạ quyết định. Tào Anh Bồi tuy nói mới vừa điều tới Mặc Hương không lâu, nhưng đã tốn một phen công phu, nghiên cứu qua tứ đại gia tộc lâu năm Ngư Dương, biết nền tảng của các gia tộc này rất dày, từ huyện đến thành phố, từ thành phố đến tỉnh đều có một số thân thích làm quan to. Nếu muốn động đến gia tộc lâu năm như vậy, cho dù là Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, chỉ cần lấy bậc tiền bối Phí ra ra mà nói, đã có Phí Nguyên Thành chưa đến 50 tuổi làm giám đốc sở xây dựng tỉnh. Thư ký trưởng thị ủy Phí Ngọc chính là em gái Phí Mặc, ba cấp huyện thành phố tỉnh hợp thành một mạng lưới liên lạc nhân tình khổng lồ, rút dây động rừng. Tào Anh Bồi biết rõ khó khăn trong đó, cho nên cũng không dám hành động lộn xộn, trước hết xin chỉ thị của bí thư thị ủy Chu Càn Dương. Nếu không bắt người lung tung, cuối cùng ủy ban kiểm tra giải quyết vụ án tốt đẹp, nhưng có thể sẽ bị Chu Càn Dương và Phí Ngọc ghét hận. Đến lúc đó Chu Càn Dương cũng sẽ không nói anh tốt, ngược lại cho rằng anh không để ý toàn bộ đại cục vân vân. Cho nên, làm bí thư ủy ban kỷ luật, phía trên có bí thư bà trông coi, phía dưới dân chúng lại theo dõi sát sao. Bất kể anh có quản tham quan hay không, dân chúng cũng sẽ đâm cột sống anh nói đồng chí của ủy ban kiểm tra bất tài không chịu làm việc. Chẳng qua quản cũng không được, nếu quản rất có thể thọc đúng vào tổ ong vò vẽ. Bởi vì đồng chí của ủy ban kiểm tra xét xử đều là quan quản quan khó khăn tương đối lớn. Đầu tiên phải xem xét ngũ quan của mình, hơn nữa, thái độ của lãnh đạo trực thuộc vô cùng mấu chốt, bởi vì ủy ban kiểm tra cũng là cơ quan kiểm tra dưới sự lãnh đạo của đảng. Đảng tuy nói giao cho nó quyền lực độc lập phá án nhất định, nhưng nó vẫn phải triển khai công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng. Nếu vì chuyện này mà bay mũ thì không đáng,
cho nên chuyện này phải nắm giữ chừng mực mới có thể có đường sống trên quan trường, nếu làm không tốt đụng phải quan lớn thì cũng tương đối khó làm. Lãnh đạo ủy ban kiểm tra cũng là người, cũng là quan viên, phải xuất phát từ lợi ích cá nhân, xét xử tham quan đồng thời cũng phải suy nghĩ cho mình, chuyện này rất bình thường, không có gì đáng trách. Vụ án này đương nhiên phải thẩm tra, công việc của ủy ban kiểm tra các anh là gì, chính là làm công tác này. Chẳng qua, trước khi chưa điều tra rõ ràng niêm phong công ty của người ta là hơi có chút gấp gáp. Chu Càn Dương thốt ra một câu, tuy nhiên Tào Anh Bồi đã hiểu ẩn ý bên trong, biết Chu Càn Dương lúc này đang ở trong trạng thái quan sát, đoán chừng là muốn nhìn xem thư ký trưởng thị ủy Phí Ngọc hoặc là phản ứng của Phí gia rồi hãy nói. Nếu như Phí Ngọc biết tiến lui, chịu bày tỏ thái độ, chuyện này đoán chừng sẽ giải quyết nhẹ nhàng, tục ngữ nói là sấm to mưa nhỏ. Nếu như Phí Ngọc vẫn khư khư cố chấp, không chịu dựa vào lời Chu Càn Dương thì chuyện này nghiêm trọng. Cho đến lúc này chuyện này chính là Chu Càn Dương ra tay gõ quả đấm về phía Phí gia. Ủy ban kiểm tra trên thực tế là Chu Càn Dương điều khiển, quả đấm chính là công trình bã đậu, quyền khống chế nằm trong tay Chu Càn Dương. Thật ra Tào Anh Bồi đã có chứng cớ, công trình bã đậu Quỷ Anh Than đã điều tra xong, hoàn toàn có thể niêm phong công ty Võ Thần, bắt đầu hành động được rồi. Tuy nhiên Tào Anh Bồi là tên giảo hoạt, hiểu được đại cục, biết tiến lui, dù muốn làm cũng sẽ không khinh suất, nếu không, bí thư ủy ban kỷ luật y đã sớm lui về tuyến 2 rồi, đương nhiên, Tào Anh Bồi cũng có quyết định của mình. Sau khi trở về phòng làm việc Tào Anh Bồi suy nghĩ một lát, nói với thư ký. Anh đi gọi đồng chí Phương Viên tới đây. Kể từ sau khi Phương Viên rời khỏi phân trạm tổ đặc cần trú ở Hồng Kông. Vì nguyên nhân sức khỏe trao quyền cho cấp dưới đến Ủy ban Kiểm tra tỉnh Nam Phúc, sau đó lại trực tiếp đến Ủy ban Kiểm tra thành phố Mạc Hương, tạm thời nhận chức vụ phó bí thư. Đồng chí Phương Viên, lần này vụ án Phí gia và Tiếu gia Ngư Dương sẽ do anh nắm giữ ấn soái thẩm tra xử lý, nghe nói trước kia anh cũng làm công tác bảo vệ thẩm tra trong quân đội, tôi tin tưởng anh cũng có thể làm ra một phen thành tích ở Ủy ban Kiểm tra. Đương nhiên, nếu có một số phương diện nghiệp vụ chưa quen thuộc, anh có thể hỏi cấp dưới của mình, bọn họ đều là người dày dặn kinh nghiệm, trình tự đều vô cùng rõ ràng. Tào Anh Bồi ném điếu thuốc cho Phương Viên, cười nói. Thật ra y đang quan sát Phương Viên, cảm thấy người này có chút kỳ lạ, mới 26 tuổi, theo lý mà nói ở trong quân đội nhiều nhất chỉ là một thiếu tá, trung tá tuyệt đối cao hơn trời rồi. Theo như chế độ thường quy, cán bộ chuyển quân sắp xếp đến địa phương. Quân nhân cấp bậc trung tá chuyển đến địa phương còn bị giáng một cấp sử dụng, có thể làm một trưởng phòng có thực quyền trong ủy ban kỷ luật thành phố đã là rất tốt rồi. Thế nhưng người này vừa đến thành phố liền nhận được chức vụ phó bí thư, đường đường là một cán bộ cấp phó ban, điểm này Tào Anh Bồi suy nghĩ mãi cũng không hiểu. Khả năng lớn nhất đoán chừng sau lưng người này có nền tảng rất dày, nếu không làm sao có thể mò được vị trí tốt như vậy. Cho nên Tào Anh Bồi nói chuyện với Phương Viên vẫn tương đối khách khí. Chẳng qua, nếu đã suy đoán Phương Viên là người có bối cảnh nhất định, vậy cứ để cho con nghé con khỏe mạnh như y đi đụng độ hai con cọp ngư dương kia cũng tốt. Tào Anh Bồi cũng không tán đồng thái độ của Chu Càn Dương, lần này kêu một cán bộ chuyện quân như Phương Viên đi thẩm tra xử lý vụ án ngư dương là có thâm ý sâu sắc. Tào Anh Bồi cũng xem như là một người chính trực, y cho rằng nếu Phí Vũ Vân đã làm ra nhiều vấn đề như vậy, đương nhiên phải điều tra kỹ càng. Nếu không để cho y lọt lưới một lần nữa đoán chừng sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn cho quốc gia và nhân dân. Tuy nhiên thái độ Chu Càn Dương mập mờ, cho nên Tào Anh Bồi cũng không tiện trực tiếp động thủ, bàn giao cho Phương Viên trái lại thích hợp nhất. Nếu như điều tra ra cái gì, có chứng cứ xác thực đến lúc đó Chu Càn Dương muốn làm gì mình cũng không có cách nào. Hơn nữa lùi một bước nói chuyện này là đồng chí Phương Viên làm ra tới, mình cũng có thể giảm bớt khó chịu của Chu Càn Dương đối với mình. Bí thư Tào, tôi sẽ nghiêm túc thẩm tra xử lý. Tuy nhiên người ở trên có nhắc nhở gì không? Phương Viên cũng không ngốc, đầu tiên nói thẳng ra một câu, muốn xem thái độ của lãnh đạo phía trên như thế nào rồi mới quyết định thẩm tra xử lý vụ án lần này như thế nào. Ha ha, đồng chí Phương Viên, ủy ban kiểm tra chúng ta phá án, anh nói làm gì có ai đến chào hỏi, nếu chuyện này nghe người khác chào hỏi, chúng ta còn cần phá án nữa không? Tuy nhiên bí thư Chu nói là trước khi chưa điều tra rõ ràng chuyện này thì đừng niêm phong công ty của người ta, cho nên, lần này đồng chí xuống dưới phải nhanh chóng điều tra sự thật rồi hãy nói. Tào Anh Bồi cuối cũng vẫn tiết lộ thái độ của Chu Càn Dương ra ngoài. Y có chút bận tâm đến tính tình thẳng thắn của vị cán bộ chuyển quân này,
thiết lập vụ án còn chưa nói đến phương thức nghiên cứu, cuối cùng thốt ra một câu làm mình khó xử. Cho nên đầu tiên vẫn nhắc nhở, về phần Phương Viên có hiểu suy nghĩ của mình hay không, đến lúc đó thật sự chọc ra cái gì mình cũng có lời để nói. Hơn nữa từ một khía cạnh khác cũng có thể kiểm nghiệm sau lưng Phương Viên này rốt cuộc có đại thần chống đỡ hay không, vụ án Ngư Dương chính là đá thử vàng tốt nhất. Ba ngày sau, Diệp Phàm đang uống trà, điện thoại vang lên. Chủ nhiệm Diệp, tôi là Phương Viên. Phương Viên cung kính nói. Là Phương Viên à, anh đến chỗ nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Tôi tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tạm thời còn chưa thu xếp công tác cụ thể, là cấp dưới của Phó Bí Thư Thiết Thác. Phó Bí Thư Thiết nói là gần đây vụ án Mạc Hương đặc biệt nhiều, kêu tôi tạm thời đến Mạc Hương phối hợp giúp đỡ Bí Thư Tào giải quyết công việc. Đầu tiên cũng là rèn luyện, thứ hai cũng thừa cơ làm quen một chút với trình tự phá án của Ủy ban Kiểm tra, cho nên hiện giờ đang giữ chức vụ Phó Bí Thư Ủy ban Kiểm tra thành phố Mạc Hương. Phương Viên nói, vậy thì tốt, chúng ta có thể đồng thời chiến đấu, ha ha ha. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng rất là cao hứng. Phương Viên đến Ủy ban Kiểm tra thành phố Mạc Hương nhậm chức Phó Bí Thư, đối với mình mà nói có lẽ tin tức rất tốt. Ít nhất mình cũng có một tai mắt ở Ủy ban Kỷ luật thành phố, hơn nữa còn rất trung thành. Chương 580, Công cao trấn chủ. Tôi nghe lời chủ nhiệm Diệp, chẳng qua Bí Thư Tào kêu tôi chịu trách nhiệm vụ án Phí Gia và Tiếu Gia Ngư Dương, nghe nói vụ này còn có chút quan hệ với khu công nghiệp Quỷ Anh Than mà chủ nhiệm Diệp phân quản. Cho nên... tôi muốn nghe ý kiến của chủ nhiệm Diệp rồi hãy nói. Phương Viên có ý xin chỉ thị. Tào Anh Bồi có ý kiến gì? Diệp Phàm muốn tìm hiểu trước rồi hãy nói. Y vốn muốn lập tức niêm phong công ty Võ Thần Phí Gia, thế nhưng cấp trên Bí Thư Chu nói là trước khi chưa điều tra tình huống rõ ràng, chỉ thị chúng tôi tạm thời không thể niêm phong công ty người ta. Phương Viên nói. Sự thật không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Hôm đó Phó Bí Thư Diệp Đạo Minh của Ủy ban Kỷ luật thành phố các cậu không phải nói với tôi đã điều tra xong bên Quỷ Anh Than, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, làm sao thoáng cái lại trở thành vẫn chưa điều tra rõ chuyện này. Tình huống như vậy còn không coi là điều tra rõ sự thật thì cái gì mới gọi là điều tra. Diệp Phàm cảm thấy bất ngờ, hơi có vẻ oán giận. Ai, chủ nhiệm Diệp, chuyện này đoán chừng còn liên lụy đến gút mắt giữa một số thường ủy thành phố. Tôi tuy nói vừa tới Mạc Hương. Nhưng nghe nói trong hội nghị thường ủy thành phố, các ủy viên tranh đấu rất là kịch liệt, tạm thời mà nói, Bí Thư Chu đang chiếm thế lực lớn hơn một chút, tuy nhiên cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Phó Bí Thư Ngọc Hoài Nhân của Ngọc Gia và Thư Ký trưởng Phí Ngọc của Phí Gia đều đang lắc lư không yên. Trong lòng Bí Thư Chu đoán chừng có chút căm tức, nếu nói là Ngọc Hoài Nhân có chút lắc lư còn chấp nhận. Bởi vì người ta là Phó Bí Thư chuyên trách ngồi vững ở vị trí thứ tư trong thị ủy, nắm thực quyền trong tay. Thế nhưng Phí Ngọc chẳng qua là thư ký trưởng, cô ta cũng đòi lắc lư. Thư ký trưởng thị ủy tương đương với đại quản gia thị ủy, cô ta đặc biệt sinh sự với Chu Càn Dương. Cho nên, lần này vụ án Phí Gia Ngư Dương tôi nghĩ không phải Bí Thư Chu đang gõ thư ký trưởng Phí Ngọc, mà là mượn chuyện này gõ chuông báo động cho Phí Ngọc. Phương Viên trình bày phỏng đoán của mình. Thật ra Phương Viên vốn công tác ở phân trạm tổ A đặc cần đóng ở Hồng Kông, tiếp xúc tương đối rộng. Hơn nữa cũng gặp không ít quan lớn, nhìn quen những cuộc đấu đá âm thầm giết người không thấy máu giữa các quan lớn, cho nên từ phương diện kinh nghiệm quan trường mà nói hoàn toàn có thể làm thầy giáo của Diệp Phàm. Đúng, nếu như Bí Thư Chu muốn mượn chuyện này cảnh tỉnh cho Phí Gia, vậy y chắc chắn sẽ không để cho Ủy ban Kiểm tra và Viện Kiểm sát động đến thật rồi. Đương nhiên, chuyện này quyết định từ thái độ của Phí Ngọc. Tuy nhiên tôi cảm giác thái độ trong lòng của Tào Anh Bồi đối với Bí Thư Chu đoán chừng có vẻ không phục. Cho nên mới kêu một phó bí thư mới đến như cậu tiếp nhận vụ án khó giải quyết này, trong chuyện này có chút ý vị sâu xa. Diệp Phàm nhắc nhở Phương Viên. Tôi cũng đang buồn bực, chuyện này vốn do phó bí thư Diệp Đạo Minh chịu trách nhiệm, y chính là phó bí thư thường vụ, đứng thứ hai trong đảng ủy ban kiểm tra thành phố. Ủy ban kỷ luật thành phố có 4 phó bí thư, tôi đương nhiên xếp hạng chót nhất, hơn nữa chỉ từ trong tỉnh xuống tạm thời phối hợp giúp đỡ Mạc Hương. Ngay cả tiền lương cũng còn treo ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không coi là thành viên chính thức của Ủy ban Kiểm tra thành phố Mạc Hương. Chuyện lớn như vậy tại sao lại kêu tôi ra tay? Chẳng lẽ y không sợ tôi đâm thọc lên trời? Chẳng lẽ ý tứ của Bí Thư Tào chính là như vậy, bởi vì tôi không có bận tâm, cho nên có thể xử lý một số việc lớn mật hơn. Tuy nhiên, việc này thật sự có vẻ quỷ dị khó lường.
Phương Viên cũng có chút không hiểu nổi ý đồ chân thật của Tào Anh Bồi. Cậu đâm chọc lên trời cũng không có quan hệ lớn lao đến y, có phải y cũng nhắc nhở cậu lời của bí thư Chu không? Diệp Phàm chấn động nói. Đúng vậy, chính là ý tứ tôi vừa mới nói cho anh, tạm thời không được niêm phong công ty võ thần. Lẽ nào Tào Anh Bồi không muốn hoàn toàn làm theo ý tứ của Chu Càn Dương, cho nên điểm tướng một người mới đến như tôi? Nếu có thể chọc ra chuyện gì thì tốt hơn. Nếu có chuyện gì đương nhiên do tôi gánh chịu, đoán chừng đến lúc đó thật sự xảy ra phiền toái gì Tào Anh Bồi sẽ nói đồng chí Phương Viên là tới phối hợp giúp đỡ chúng tôi công tác, chưa quen thuộc tình huống ngư dương, chối bỏ trách nhiệm của mình. Phương Viên phân tích nói, có khả năng, cậu chú ý một chút là được, chúng ta cũng chọn lựa thái độ quan sát trước rồi mới hành sự, cậu là người phụ trách điều tra vụ án, nhưng Viện Kiểm sát thành phố đoán chừng cũng sẽ phối hợp với các cậu. Diệp Phàm nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó lại nói. Phương Viên, chúng ta gọi nhau là anh em. Lúc chỉ có chúng ta, cậu gọi tôi là anh Diệp được rồi. Ở trước mặt người ngoài chúng ta còn phải giải quyết việc chung. Gọi nhau bằng chức danh, quan hệ của chúng ta tốt nhất là giữ bí mật. Tôi không muốn cho người khác biết. Như vậy sao được? Phương Viên có vẻ lúng túng. Làm sao không được, cứ làm như thế đi. Diệp Phàm cúp điện thoại. Anh Diệp. Cục trưởng Vu đến huyện chúng ta rồi. Anh ấy gọi anh đến Tử Lâu huyện Ngư Dương gặp mặt. Lô Vĩ nói. Cục trưởng Vu tới kiểm tra công tác sao? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Hình như cũng không có gì để kiểm tra, chắc là tới dạo chơi một lát, thật là kỳ quái. Nghe nói cục thành phố đang bận rộn tới mức không nhấc mông lên được, anh ấy còn có thời gian rảnh rỗi chạy đến Ngư Dương sao, không phải tới ăn mấy món ăn thôn quê Ngư Dương chứ? Lô Vĩ cũng cảm thấy quỷ dị vô cùng. Không phải là cục thành phố có vụ án liên quan đến Ngư Dương chúng ta nên anh ấy mới đến. Diệp Phàm nói. Có lẽ không phải, nhưng cũng có khả năng. Lô Vĩ cũng không chắc chắn. Được rồi, tối nay tôi sẽ lên đó. Bên này mạng giao thông lớn Lâm Tuyền vừa động công, chuyện mở rộng đường đang rất bận rộn. Phía bên Quỷ Anh Than, Tổng Giám Đốc Tiếu Ngạo Xương của tập đoàn Phi Vân Hồng Công thúc ép chặt quá. Quả thực giống như một người giám sát, ngày nào cũng chạy tới Quỷ Anh Than. Tuy nói cô ta không vung tay múa chân, nhưng thỉnh thoảng thình lình phun ra mấy câu nói cũng làm nghẹn chết người. Xui xẻo là bí thư huyện ủy Cổ lại muốn tôi tự mình giám sát, cho nên tôi sắp biến thành con quay rồi, mẹ kiếp. Thời gian này thật đúng là căng thẳng, nếu tiếp tục cái mạng nhỏ chắc không giữ được mất. Diệp Phàm không nhịn được chửi mắng. Đại ca, anh đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc rồi. Nghe nói trên tay anh hiện giờ có 4.000 đến 5.000 vạn kinh phí tài chính khả dụng, còn khí phách hơn nhiều so với Phó Chủ tịch, Thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần. Gần đây em nghe nói trong huyện có một số thường ủy thỉnh thoảng cũng lên tiếng bực tức, nói anh là một Phó Chủ tịch huyện xếp hạng thấp nhất, thậm chí còn không phải là thường ủy, thế nhưng anh lại khí phái hơn bọn họ rất nhiều. Dưới tay quản lý trực tiếp 6 thị trấn 2 thị xã, cơ hồ chiếm một nửa nhân khẩu và địa vực Ngư Dương. Hơn nữa toàn những thị trấn tốt đều do anh cai quản, tài chính trên tay phong phú, tài nguyên, nhân mạch gì cũng đầy đủ. Hơn nữa bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ lại sủng ái anh, khu kinh tế Lâm Tuyền của anh sắp biến thành một khu vực riêng biệt trong huyện Ngư Dương rồi. Lấy phương diện bố trí nhân sự khu kinh tế Lâm Tuyền mà nói, chủ nhiệm các phòng về căn bản đều do anh tự mình quyết định. Đồng chí Miêu Phong trưởng ban tổ chức huyện ủy cũng không phong cách bằng anh, đặc biệt còn cho anh quản lý hồ sơ. Phó bí thư Phí Mặc khối đảng ủy huyện ủy sắp biến thành một bí thư bù nhìn rồi. Lô Vĩ thốt ra một số tin tức khiến Diệp Phàm không khỏi toát mồ hôi. Cậu nói tôi có phải có chút lộng hành không? Lộng hành, thật ra không sợ, chỉ sợ có một số. Lô Vĩ khó có thể nói ra khỏi miệng. Có chút cái gì, có dám mau thả, đừng có lèo nhèo giống như đàn bà thế. Diệp Phàm tức giận mắng. Vừa rồi cục trưởng Vu sau khi nghe những thứ tin tức nho nhỏ này có nói một câu công cao chấn chủ. Lô Vĩ cười nói. Thử nghĩ xem, lão đại của tôi, có phải như vậy không? Bí thư của ủy quyền cho anh, sau khi anh chọn lựa xong nhân sự của khu kinh tế thì trực tiếp báo lên. Bí thư Cổ nhìn lướt qua rồi phê. Kế hoạch này chuyển tới tay Phí Mặc, y không muốn phê cũng phải phê. Bởi vì bí thư Cổ đã phê trước rồi, từ trình tự tổ chức mà nói là không hợp pháp. Theo lý phải từ cấp thấp đến cấp cao, khu kinh tế các anh bố trí nhân sự đảo ngược hoàn toàn, từ cao xuống thấp. Cuối cùng quăng cho trưởng ban tổ chức Miêu Phong,
người ta ngay cả quyền lợi phê cũng không có, biến thành một trưởng ban quản lý tổ chức hồ sơ nhân sự đặc biệt cho khu kinh tế các anh. Công cao chấn chủ, hình như có vẻ như vậy, nghe cậu nói như vậy, Phí Mặc và Miêu Phong không có ý kiến cũng sẽ ở âm thầm cằn nhằn, xem ra tôi phải khiêm tốn một chút. Nếu không những tên giảo hoạt này túm được gì đó, hợp sức mà tiến thì tôi. Diệp Phàm thuận miệng nói, sau khi cúp điện thoại trầm mặc một lát. Mình phải xin chỉ thị của bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ nhiều hơn mới được, nếu không chọc cho hai vị đầu sỏ tức giận thì không có kết quả tốt đẹp gì. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Tuy nhiên mới mười mấy phút, Lô Vĩ lại gọi điện thoại tới, vẻ mặt tức giận, kêu lên. Đại ca, mẹ kiếp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại có người kiện em, nói em nổ súng lung tung về phía người dân. Em đến Ngư Dương này cũng không lâu, mới mấy tháng hình như cũng không đắc tội với người nào trừ Ngọc gia, chuyện này có phải do người nhà họ Ngọc làm hay không? Kiện cậu nổ súng về hướng người dân sao, nói nghe xem. Diệp Phàm thật sự muốn bật cười, có lẽ chuyện Tề Thiên tự mình kiện mình rốt cuộc đã chọc ra, người của bộ phận bảo vệ quân vụ Liệp báo đến Ngư Dương tìm hiểu tình huống rồi. Mới vừa rồi người của bộ phận bảo vệ căn cứ Lam Nguyệt Vịnh Thủy Châu tới huyện cục, bảo là muốn tìm hiểu tình huống. Cục trưởng Vu vừa lúc cũng đang ở trong cục, lúc này ông ấy đang tiếp khách. Chuyện này là thế nào chứ, thật xui xẻo. Vừa vặn gặp phải cục trưởng Vu tới đây, chuyện này thoáng cái mọi người sẽ biết hết. Lô Vĩ khổ sở nói. Có phải chuyện cậu và Tề Thiên nổ súng về phía Vương Tiểu Ba cứu tôi ở thị trấn Nam Khê hay không, tôi nghĩ chuyện này có thể nguyên nhân. Cho dù là lãnh đạo bộ phận bảo vệ tới điều tra chuyện này cậu cứ kể hết sự việc là được. Hơn nữa. Cậu còn là anh hùng cứu người, sợ cái gì? Diệp Phàm cố ý nói. Đoán chừng chính là chuyện này, chẳng qua lần đó em thật sự nổ súng. Từ luật pháp nghiêm khắc mà nói cũng không thỏa đáng, tuy nhiên chuyện xảy ra đột nhiên, cũng có nguyên do của nó. Lô Vĩ vẫn cảm giác buồn bực. Đại ca, anh nói có phải do Vương Thiên Lượng làm hay không? Không phải đâu, y làm vậy không phải tự mình tìm đánh sao? Y trốn chuyện này còn không kịp. Làm gì còn có gan đi kiện cậu, ha ha ha. Diệp Phàm cười sằng sặc. Anh cười gì vậy Diệp lão đại, lão đệ này gặp xui xẻo, anh còn cười được. Lô Vĩ hơi có vẻ bất mãn. Nói thật cho cậu biết, chuyện này là tôi cố ý kêu Tề Thiên tự mình kiện mình. Đoán chừng bộ phận bảo vệ Liệp báo chủ yếu đến điều tra chuyện Tề Thiên nổ súng, cho nên cũng liên hệ đến cậu. Cậu chỉ là người liên quan mà thôi. Diệp Phàm nói ra nguyên nhân.